chương 61, Linh Dược. Sau khi rời khỏi tứ hợp viện của Ngô Thạc Sương, dòng dã 49 ngày, tiêu phàm không có lộ mặt ở thủ đô, cũng không có quay lại nhà hỏi thăm sức khỏe của cha mẹ. Thậm chí cả bệnh viện 301 một cũng chưa từng đi, thật sự giống như mất tích vậy. Nhưng chỉ thủy quan lại trở nên vô cùng bận rộn. Tân Lâm bề bốn rất nhiều việc, 40 ngày qua, cô thậm chí không có thời gian bước ra khỏi chỉ thủy quan một bước. Sáu nữ đạo sĩ ở chỉ thủy quan, ngoại trừ một vị lớn tuổi nhất phụ trách sắp xếp sinh hoạt hàng ngày, vẩy nước quét đình viện, giặt quần áo, nhóm lửa nấu cơm. Năm người đó đều sống cùng Tân Lâm. Chế thuốc. Trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ chính của Tân Lâm chính là chế thuốc. Đem đủ loại dược liệu mà tiêu phàm thu thập từ các nơi phân ra luyện chế. Bên trong phòng luyện thuốc của chỉ thủy quan, sáu lò luyện thuốc mở ra cùng một lúc. Tân Lâm làm việc chính, năm người kia phụ trách trợ giúp. Thất diệu cùng có bảy đại tuyệt kỹ, thuật chế đan cũng là một trong số đó phương pháp vô cùng thần kỳ tuyệt diệu ngay cả chỉ thủy sư tổ cũng khen ngợi không ngớt trong biển tịch vô cực thuật tàng cũng có ghi chép những chuyện liên quan đến chế đan thuật của thất diệu cung phương pháp chế đan của vô cực môn cũng không kém thất diệu cung tuy nhiên hiện giờ thánh nữ của thất diệu cung ở nơi này nên tiêu phàm không cần phải đích thân xuất thủ cậu cũng có việc phải bận rộn của mình tiêu phàm vội vàng bày binh bố trận chỉ thủy quan là do chỉ thủy sư tổ xây Dừng trúc bên ngoài ẩn giấu vô cực hỗn độn trận do đích thân chỉ thủy sư tổ đích thân bố trí. Người bình thường, trừ phi là leo lên nồng súng bắn tới hoặc là phóng hỏa đốt cháy bằng không thì căn bản không cần nghĩ đến việc đi vào. Nhưng mà như thế còn chưa đủ. Audio điện tử võ tấn bền. Tiêu phàm phải tiếp tục củng cố trận pháp, vốn đã có vô cực tứ tượng trận và vô cực hỗn độn trận, bây giờ phải tăng thêm một cái vô cực luân hồi trận. Trận pháp này do tiêu phàm tự mình nghĩ ra, theo những gì chỉ thủy sư tổ nói thì bất kỳ một vị trưởng giáo vô cực môn nào cũng có trận pháp độc môn, trọng điểm mỗi người nghiên cứu khác nhau nên chế tạo ra trận pháp cũng khác nhau. Tiêu phàm đã đem luân hồi tương tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, thậm chí sự ảo diệu hơi nghiêng về thiên nhân cảnh. Những ghi chép trong vô cực thuật tàng rất phong phú, có một điển tịch riêng biệt gọi là trưởng giáo châm ngôn do các thời kỳ trưởng giáo tự mình biên soạn. Các thế hệ trưởng giáo đem những tâm đắc về vô cực thuật tàng nghiên cứu được ghi chép vào, ghi rất chi tiết cả chuyện lớn lẫn chuyện nhỏ. Có điểm tương tự với ghi chép sinh hoạt thường ngày của các triều đại vua chúa. Hầu như mỗi một đời trưởng giáo tổ sư đều ghi chép cặn kẽ những chuyện đã trải qua, các phương pháp nghiên cứu vô cực cửu tương thiên đến cảnh giới cao thâm, những dị tượng sinh ra khi đột phá. Mỗi một vị trưởng giáo tổ sư đều tu luyện qua luân hồi tương, đây chính là thiên nhân tiên cảnh giới phía sau trường sinh thiên và tạo hóa thiên trong vô cực cửu tương thiên, đệ tử vô cực môn đều có thể nghiên cứu đến cảnh giới cao nhất. Nhưng mỗi một vị tổ sư tu luyện luân hồi tương đều lĩnh hội không giống nhau. Từ trưởng giáo tổ sư đời thứ 36 cho đến Tiêu Phàm, đã qua 28 đời rồi, người có thể đem luân hồi tương luyện đến cảnh giới viên mãn chỉ le que mấy người. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống như vậy là do luân hồi tương đã không còn hoàn chỉnh, đã bị thất lạc một đến hai phần. Mà các thế hệ tổ sư cũng có thiên phú và tư chất không đồng đều. Mặc dù nói người có thể trở thành trưởng giáo, nhất định phải có thiên phú xuất chúng nhưng đã đến cảnh giới cao xa như vậy, dù cho thiên phú và ngộ tính có khác biệt cực kỳ nhỏ cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn đến cảnh giới tu vi. Mỗi một vị tổ sư đều dựa vào những lý giải của mình mà nỗ lực muốn đem luân hồi tương luyện đến cảnh giới viên mãn, tự bổ sung những thiếu sót của bản gốc. Sau đó cố gắng liên kết với những gì còn sót lại của thiên nhân tương, cưỡng chế đột phá đến thiên nhân cảnh. Cho dù nói thế nào thì phương pháp tu luyện thiên nhân cảnh còn lưu lại rất ít, Mặc dù không còn toàn vẹn nhưng con đường tu luyện vẫn xem trọng một chữ ngộ. Nếu như có thể đem luân hồi tương luyện đến đại thành, có thể từ phương pháp tu luyện thiên nhân cảnh không chọn vẹn tìm ra một số gợi ý nào đó. Có rất ít vị tổ sư có thể đem luân hồi tương luyện đến cảnh giới viên mãn, rồi ghi lại những tâm đắc tìm hiểu của mình về thiên nhân cảnh. Điều khiến Tiêu Phàm giật mình chính là trong số những ghi chép về đủ loại dị tượng khi đột phá thiên nhân cảnh mà các vị tổ sư tìm hiểu được, cậu đã trải qua ba loại mặc dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi cảm nhận được dị tượng cũng rất mơ hồ nhưng cậu thật sự đã trải qua thảo nào chỉ thủy sư tổ lại đặt kỳ vọng lớn lao trên người tiêu phàm như vậy còn nói cậu chính là đệ tử có hy vọng đột phá đến thiên nhân cảnh nhất nhưng khi tu vi đã đến cảnh giới này rồi muốn đột phá một bước nữa lại gian nan biết bao coi như tiêu phàm có thiên phú xuất chúng hiếm thấy thì trước sau vẫn bị vây ở danh giới thiên nhân cảnh khó có thể chân chính đột phá tiến dần từng bước nhìn trộm phong thái huyền diệu của thiên nhân cảnh. Chỉ có điều đến cảnh giới hôm nay, tiêu phàm cũng dư sức chế ra trận pháp riêng của bản thân. Tiêu phàm đã bố trí vô cực luân hồi đại trận xong, tác dụng chủ yếu nhất chính là đem tứ tượng trận cùng với hỗn độn trận của chỉ thủy sư tổ khai thông, ba đại trận hòa làm một thể, lực phòng ngự đã được củng cố đến cực điểm. Trừ cái đó ra thì vô cực luân hồi trận còn có một tác dụng lớn nhất đó chính là che đậy thiên cơ vì luyện chế càn khôn tạo hóa đan cho tiêu lão ra là một việc nghịch thiên cải mệnh cứu vớt cả dòng họ tiêu thị nhất định phải khai thông tinh tượng đoạt lực thiên địa tạo hóa đến lúc đó nhất định sẽ tạo nên dị tượng mà tiêu phàm cũng không có cách nào dự đoán trước được nhưng có một chuyện khẳng định là dị tượng đó nhất định vô cùng kinh người kẻ địch ẩn núp trong bóng tối kia lại có thành tựu trên mặt thuật pháp phong thủy dường như không hề thua kém tiêu phàm cho nên tiêu phàm không thể khinh thường được Thời điểm cậu thi pháp nghịch nghiên cướp đoạt tạo hóa cũng chính là lúc cậu yếu nhất, ngộ nhớ bị kẻ địch đó phát hiện, thừa cơ công kích thì tiêu phàm khó có thể ngăn cản được. Vì thế nên khâu chuẩn bị phải thật đầy đủ mới được, càng dư giả càng tốt. Mà may mắn là có tân lâm hỗ trợ chế thuốc, nếu không thì tiêu phàm quả thật không thể phân thân làm nhiều việc như vậy được. Trong mật thất, trên chiếc bàn làm bằng gỗ tử đàn sau lưng tân lâm, để một loạt hộp ngọc, bình xứ, hộp gỗ, hồ lô, tùy tiện đếm mỗi một loại có hơn trăm hộp. Mỗi một hộp ngọc, bình xứ đều chứa dược liệu không giống nhau. Đủ loại kỳ dược linh thảo, nhiều đến không đếm xuể. Mật gấu mới vừa lấy được ở vùng Đông Bắc, não ngọc dao ở Sơn Thành chính là hai loại dược liệu sau cùng, mới mẻ nhất. Trước đó không lâu, ô dương mộc lấy được từ trong tay của đặng thông thiên, niêm phong vào trong hộp ngọc màu vàng nhạt. Cái hộp ngọc này được điêu khắc từ một khối hỏa noãn nham ngọc thượng phẩm, ngắn ngủi hai tháng, Dương khí ẩn trong hỏa noãn nham ngọc này đã bị ô dương mộc hấp thu hơn một nửa. Phương pháp chế thuốc do đích thân Tiêu Phàm kê, Tân Lâm chỉ dựa theo những gì ghi trong bài thuốc, đem những dược liệu cực kỳ quý báu phân chia bỏ vào lò luyện đan tiến hành luyện chế. Nếu như tất cả suôn sẻ thì 49 ngày sau, Tân Lâm sẽ luyện chế ra 6 bình linh dịch. 6 bình linh dịch này chính là nguyên liệu dùng để luyện chế Càn Khôn Đại Hoàn đan. Cả phòng luyện đan tràn ngập mùi thuốc. Tân Lâm cùng với năm đạo cô cơ bản đều ăn ngủ bên trong phòng luyện đan. Tân Lâm căn dặn các cô ấy, nếu có thời gian rãnh rỗi thì ngồi thiền tu luyện. Càn khôn đại hoàn đan chính là thành tựu cao nhất ở mặt chế đan thuật của vô cực môn, chỉ riêng hơn trăm loại dược liệu quý hiếm đã cực kỳ khó tìm rồi. Tân Lâm phỏng chừng đây không phải công của một mình tiêu phàm, giống như Sâm vương ngàn năm, hà thủ ô 120 năm, thiên sơn tuyết liên thượng hạng, cửu phân chân châu cũng không phải ngắn ngủi mấy năm là có thể thu gom đầy đủ hết. Đây không phải vấn đề có tiền hay không, mà đó toàn là những loại linh dược hảo hạng, trăm năm khó tìm. Cho dù bạn có tiền nhiều thế nào đi nữa cũng không thể mua được. Số lượng xâm vương ngàn năm, hà thủ ô 120 năm, thiên sơn tuyết liên thượng hạng, cửu phân chân châu trên thế giới ít hơn rất nhiều so với người có tiền. Trên chiếc bàn bằng gỗ tử đàn chất đống vô số linh dược, một số hộp gỗ còn tỏa ra ánh sáng màu đen dày đặc, vừa nhìn cũng biết là đồ cổ, không biết được bao nhiêu bàn tay vuốt qua rồi. Dược liệu trong hộp có lẽ tồn tại lâu hơn so với hộp gỗ. Đây chính là báo vật do các thế hệ tổ sư vô cực môn cất giấu. Nếu như tiêu gia không gặp phải tai họa kinh thiên, khiến tiêu phàm bắt buộc phải luyện chế càn khôn đại hoàn đan để tiêu lão ra kéo dài tính mạng, thì tiêu phàm không nỡ dùng. Cậu còn muốn để những linh dược chân quý này lưu truyền đời sau. Những bảo bối mà Tiêu Phàm thu thập được cũng sẽ gia nhập vào trong hàng ngũ này, lưu lại cho những trưởng giáo chân nhân đời sau. Việc luyện chế đan dược hiện nay chẳng khác nào đem bảo tàng hơn mấy trăm năm của vô cực môn đem đi sử dụng. Trong phòng luyện đan nho nhỏ này tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, quả thật là độc nhất vô nhị. Luyện đan ở môi trường này chẳng khác nào để cho linh dược hấp thu miễn phí mọi loại thiên địa linh khí, hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Đây cũng xem là một loại thiên địa cơ duyên ngay cả tân lâm cũng thỏa thích nghỉ ngơi trong chốc lát, hấp thu thiên địa nguyên khí. Cơ duyên như vậy làm sao có thể để vuột mất được chứ? Tuy nhiên thoạt nhìn tân lâm có vẻ không vui, ngược lại có vẻ tâm sự nặng nề, càng về sau hai hàng lông mày càng nhíu chặt. Năm đạo cô cũng vô cùng khẩn trương, cẩn thận điều khiển lò luyện đan do mình phụ trách, chỉ sợ sơ suất một chút sẽ xảy ra tai họa khó có thể cứu vãng. Những dược liệu này chân quý như thế, ngộ nhỡ luyện đan dược hỏng thì biết tìm nguyên liệu khác ở nơi nào chứ? Chỉ có mình Tân Lâm biết cái cô lo lắng không phải là chuyện này. Đan dược sẽ không bị hỏng. Điểm này, trong lòng Tân Lâm vô cùng tin tưởng, thuật chế đan của thất diệu cung cũng không phải hữu danh vô thực. Cái Tân Lâm lo lắng là một chuyện khác. Có lẽ tiêu phàm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lấy phong cách làm việc cẩn thận chứng trạc của tiêu phàm, cậu không có khả năng không chuẩn bị sẵn sàng chỉ là Tân Lâm vẫn không nhịn được mà lo lắng không yên, càng về sau càng lo lắng. Trước khi linh dịch được luyện thành mấy ngày, Tân Lâm quả thực vô cùng lo sợ, không thể không ngồi thiền để điều hòa khí tức, mới có thể áp chế tâm tình kích động xuống được. 77-49 ngày qua đi, tất cả lò luyện đan đều tắt cùng một lúc, bảy bình ngọc dương chi cao gần 6 tấc được đặt chỉnh tề trên bàn gỗ tử đàn, thân bình trắng muốt, bảo quang lưu chuyển. Cả bàn gỗ tử đàn được bao phủ bởi một gỗ linh khí nồng đậm năm đạo cô thở vào một cái, trên mặt tràn đầy vẻ mỏi mệt đến cực điểm, nhưng miệng lại nhấc lên một nụ cười an tâm. Cuối cùng không có xuất hiện sai lầm gì, đại công cáo thành. Quán ba tinh nữ, đèn neon bảy màu sáng lập lòe, tiếng trống nhạc đinh tai nhức óc. Trong sàn nhảy vô số nam nữ thanh niên đang nhảy múa cuồng loạn. Vua trộm ra cắt ánh huy nghiêng ngả dựa đầu vào một góc tại lầu 2, cầm một ly rượu đỏ uống, bộ dáng có vẻ rất lười biếng. Giờ phút này, gia cát tướng quân ăn mặc vô cùng trẻ tuổi, rất giống với đại đa số thanh niên trẻ tuổi trong quán bar. Quần áo rất mới, kiểu tóc thời thượng, thậm chí trên lỗ tai còn đeo khuyên tai màu bạc, mỗi một bên đeo ba cái. Tuy nhiên trên tai của vua trộm lại không hề bấm lỗ, những chiếc khuyên tai này chỉ đính trên dìa tai thôi, không phải là loại xuyên lỗ. Thân là vua trộm, hình dáng bên ngoài không thể lưu lại những đặc điểm rõ ràng như vậy được, nhưng như thế cũng chưa chắc là một ý kiến hay giải thích rõ ràng một chút, hành động đó chính là tự cầm đá đập bể chén cơm của mình, nói nghiêm trọng một chút chính là tự tìm đường chết. Trên thế giới này, những người tai to mặt lớn muốn cắt đầu ra cắt ánh huy làm ghế ngồi tuyệt đối không chỉ có một hoặc hai người. Gia Cát tướng quân mới là người không thèm để ý đến những kẻ ngu ngốc có chủ ý với hắn ấy. Ở trong mắt Gia Cát Ánh Huy, những kẻ từng bị hắn trộm đi bảo vật đều là những kẻ ngu ngốc bao gồm cả lang vương trên thảo nguyên xa xăm ngàn dặm kia, cũng là một kẻ đần độn mà thôi. Hắn tưởng rằng đem trường Xuân An thần hương đặt ở trong tủ sắt ngầm dưới phòng ngủ, bên ngoài phái người canh giữ 24 tiếng đồng hồ là có thể làm khó được vua trộm đệ nhất thiên hạ sao. Vua trộm không ra tay thì thôi, đã ra tay thì dễ như trở bàn tay. Còn tiện tay cầm đi một vòng ngọc, nói thật, ra cắt ánh huy thật sự không nhìn ra cái vòng ngọc kia đến tột cùng có cái gì tốt. Với con mắt tinh tường của vô trộm, có bảo bối gì mà hắn chưa từng nhìn qua chứ? Năng lực quan sát và giám định các loại bảo vật tuyệt đối có thể so sánh với cấp bậc đại sư. Thế nhưng chiếc vòng tay này quả thực vô cùng bình thường. Tuy nhiên ra cát ánh huy vẫn mượn gió bẻ măng, tiện tay lấy luôn. Nguyên nhân chính là chiếc vòng tay bằng ngọc này để ở vị trí dễ thấy nhất trong kết sắt, thậm chí ngay cả Trường Xuân An thần hương cũng bị lấn sang một bên bột nhi thiota ép xích đó không phải là người quê mùa chưa từng thấy qua việc đời hắn chính là lang vương quản lý cả phương bắc tung hoành ngang dọc trên thảo nguyên uy danh vang dội khắp nơi không ai có thể sánh kịp trên thảo nguyên rộng lớn bất kỳ dũng sỉ dũng mãnh kiêu ngạo cỡ nào chỉ cần nghe đến đại danh của bạch lang đều phục sát đất quỳ lại không kịp vật đó có thể được bạch lang coi trọng thì há có thể là một vật tầm thường được chứ nhất định là bản thân hắn trong lúc gấp gáp không nhìn ra được giá trị thực sự của chiếc vòng tay này, và lại cứ lấy trước rồi tính sau. Chờ đến lúc nào rãnh rỗi, từ từ nghiên cứu cũng không muộn. Gia Cát Ánh Huy cũng không tin với con mắt tinh tường cùng với sự thông minh cơ trí của mình mà không thể tìm ra được bí mật ẩn giấu trong chiếc vòng tay này. Gia Cát Ánh Huy rất yêu thích quán ba tinh ngữ. Đây chính là quán ba cấp bậc thượng đẳng nhất trong thủ đô, không ít những con cháu thế gia đều thường lui tới quán ba này. Quán Ba Tinh Ngữ là nơi tập trung tất cả những cô gái xinh đẹp nhất ở thủ đô, nơi đây trước sau đã sản sinh ra ba vị nữ hoàng bóng đêm nổi tiếng khắp giới ăn chơi ở thủ đô, mỗi người đều đẹp như tiên nữ dáng trần, cả sắc lẫn nghệ đều vô cùng hoàn hảo. Trong đó có một người được như ý nguyện, gả vào hào môn, trở thành mợ lớn thế gia cao cao tại thượng. Một người khác thì gia nhập thế giới giải trí, chỉ ngắn ngủi trong khoảng thời gian 2 năm đã nổi tiếng như cồn, trở thành minh tinh điện ảnh, nghe đâu phía sau cô ta có đại công tử nào đó chống lưng. Chỉ cần cô có thể nổi tiếng ở quán ba tinh ngữ thì không cần sợ không có người nâng đỡ. Trong thành phố tứ cửu này, cái gì cũng có thể thiếu nhưng chỉ riêng con cháu thế ra cùng với những công tử quần là áo lượt tiền tiêu không bao giờ hết là không thiếu thôi. Cầm tiền mua gái đẹp, chính là trò chơi ưa thích của đại đa số công tử quần là áo lụa. Gia Cát Ánh Huy cũng rất yêu thích mỹ nữ, hơn nữa danh tiếng của hắn còn lớn hơn so với những công tử quần là áo lượt kia muốn mua mỹ nữ nào đó không nhất định phải dùng đến tiền tiền bạc chỉ là thứ tầm thường thứ vua trộm không thiếu chính là bảo vật châu báu kim cương đồ cổ thư họa không thiếu thứ gì cả những tủ bảo hiểm được canh gác nghiêm ngặt của những phú hào đỉnh cấp trên toàn thế giới hay những kết sắt áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến đối với gia cát ánh huy mà nói những nơi đó không hề có gì khác với nhà hắn cả nếu muốn bảo vật thì cứ đi cầm vài món xài chơi thôi cái da cắt ánh huy thích nhất chính là cầm vài viên kim cương đặt ở trước mặt mỹ nữ nhìn mỹ nữ thét chói tai cùng với biểu cảm bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi thông thường sau khi các cô thét chói tai và hôn mê thì bất kể da cắt ánh huy muốn làm gì thì các cô sẽ không hề có bất kỳ sự chống cự thái quá nào cả thường thường chỉ xấu hổ ngượng ngùng nói vài câu kháng cự tượng trưng anh thật là xấu sau đó thì dây á xích ma viết thường lót bao lấy bộ ngực đẹp đẽ sẽ dễ dàng bị cởi ra cặp đùi thon thả cố làm ra vẻ căng thẳng cũng sẽ nhanh chóng mở ra. Ai nói làm trộm cắp chắc chắn sẽ rất hèn mọn bị ổi chứ. Mấu chốt là phải xem ngươi là tên trộm cấp bậc gì. Gia Cát Ánh Huy là kẻ trộm đẳng cấp cao nhất không thể nghi ngờ. Những chỗ ăn chơi bình thường, hắn quả thật nhìn không thuận mắt. Quán ba tinh nữ chính là lựa chọn chính xác nhất, chẳng những mỹ nữ xuân sắc phơi phới đếm không hết, có thiếu phụ cô đơn quạnh quẽ dáng vẻ mê người lặp y gờ lơ, còn có cả oán phụ khuê phòng chống trái bộ dáng thất tha. Chủng loại vô cùng đa dạng, muốn loại nào liền có loại đó. Giống như bây giờ, bên cạnh vô trộm có ba bốn cô gái vô cùng xinh đẹp, đang vây quanh ra các tướng quân mà liên tục nhốn nháo, không ngừng thúc giục hắn làm ảo thuật. Đúng rồi, hiện tại dùng ảo thuật để tán gái đang rất thịnh hành. Gia Cát Tướng Quân là một cao thủ làm ảo thuật. Sở trường của hắn không phải là làm ảo thuật, mà hắn cũng chưa từng tập luyện qua, nhưng cái này không làm khó được hắn. Cái gọi là làm ảo thuật chẳng phải chú ý nhanh tay lẹ mắt hay sao? Với lại có thêm một số thủ thuật che mắt mọi người gọi là trướng nhãn pháp. Những trò chơi này đối với vô trộm mà nói, chẳng qua chỉ là phô diễn những kỹ năng cơ bản mà thôi. Ra cắt ánh huy tùy tiện lấy thỏi son môi trong túi cô nàng thon thả yểu điệu đứng bên trái, rồi nhét vào a sigma viết thường lót của cô nàng có bộ ngực nở nang đứng bên phải những cô gái nhỏ này đã đứng bên cạnh Gia Cát Ánh Huy hơn một giờ rồi, thần kinh sớm đã bị rượu mạnh làm cho tê liệt, đừng nói là Gia Cát Ánh Huy chỉ đem thỏi son nhét vào bên trong á xích ma viết thường lót của cô nàng đẩy đà, mà coi như là hắn có bóp bóp mấy cái thì e rằng cô gái ngược to cũng sẽ không hề có phản ứng. Gia Cát Ánh Huy quyết định kế tiếp phải đem một sợi dây truyền kim cương đắt giá bỏ vào bên trong quy úp xilon up y lót của cô nàng đẩy đà, sau đó mang nàng về dinh thôi. Cô bé này không tệ, hẳn là không có qua tay quá nhiều đàn ông, tối nay người được chọn chính là nàng. Nếu như biểu hiện trên giường của cô bé này chứng minh phán đoán của Gia Cát Ánh Huy là chính xác, có thể gợi lên hứng thú của vô trộm thì biết đâu hắn sẽ giữ cô nàng bên cạnh ba ngày, như thế đã vô cùng khó khăn rồi. Gia Cát Ánh Huy quả nhiên làm như vậy. Tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn, mặt cô gái đấy đã đỏ bừng lên. Từ trong quy úp xilon ập y lót nho nhỏ màu hồng rẻ giạt móc ra một sợi dây chuyền kim cương sáng bóng mê người, trên mặt toàn là vẻ mặt không thể nào tin được. Sau đó bắt đầu thét chói tai. Những cô gái khác đi theo cũng thét chói tai. Chu ca ca, đây là, đây thật là vòng cổ kim cương. Cái này, cái này là cho em sao? Sau khi thét chói tai xong, cô gái đấy đã dơ bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương lên, dùng sức đè bộ ngực cao ngất đang phập phồng lên xuống, liều mạng thở dốc, nhìn chằm chằm ra cát ánh huy, lắp bắp hỏi. Đôi mắt to mở tròn vo, mi mắt vừa dày vừa cong. Ừ, Chu ca nhún vai rất phong cách. Thông thường những cô gái như thế tuy có bộ ngực to nhưng không hề có đầu óc, ra cắt ánh huy lo rằng bọn họ sẽ không nhớ được cái tên bốn chữ của hắn, nó quá phức tạp. Còn cái tên Chu ca tương đối dễ nhớ, đọc rất trôi chảy. Nếu như trực tiếp gọi Chu ca, đoán chừng có hiệu quả tốt hơn. A, à, Chu ca thật tốt quá, Chu ca, Chu ca. Em yêu anh, em yêu anh chết đi được. 15 phút sau, cô gái đấy đã trượt nhào vào trong ngực của Gia Cát Ánh Huy, ôm hắn hôn điên cuồng. Trên mặt của Chu Ca Ca tức khắc có vô số dấu son môi, phút chốc biến thành khỉ đít đỏ. Chu Ca Ca, Chu Ca Ca, em cũng muốn, em cũng muốn, nhanh biến ra một cái cho em đi, nhanh biến ra đi. Chư Ca, em cũng muốn, em cũng muốn. Vật này rơi vào mắt đã khiến cho lòng các nàng sôi sụp cả lên, một mỹ nữ trong đó trực tiếp đè Chu Ca Ca xuống ghế sofa, đưa tay sờ soạn khắp người hắn, thậm chí có một bàn tay nhỏ còn trực tiếp luồng vào trong quy úp xilon ập y y hỏ của chu ca ca dường như muốn từ trong quy úp xilon ập y lót của hắn móc ra một sợi dây truyền kim cương về phần cuối cùng cô gái này có được như ý nguyện móc ra được dây truyền kim cương hay là bắt được cậu bé thì chỉ có trời mới biết ra các thâu vương vốn rất thoải mái bỗng nhiên lại hét to lên này này các cô nương thủ hạ lưu tình cái đó thật không thể bắt được ôi chao mẹ nó bàn tay nhỏ bé không thể móc ra dây truyền kim cương nên cảm thấy không cam tâm, đã làm thì phải làm cho xong. Cô nàng chẳng những tàn phá, cậu bé, mà ngay cả hai cái bướu mọc trên cậu bé thiếu chút nữa đã bị bóp vỡ. Vất vả lắm chu ca ca mới thoát khỏi trăm chiêu ngược đãi của mấy cô nàng đó, miệng liên tục lầm bẩm lôi kéo cô gái đầy đặn chạy trôi chết. Cô gái đầy đặn dơ dây truyền kim cương lên, còn không quên hướng các tỉ muội phất phất tay, cười tươi giói như hoa. Ở chỗ rẽ tại lầu 2, Gia Cát Ánh Huy đang chạy trối chết lại đụng phải mấy công tử trẻ tuổi mang vẻ mặt kiêu ngạo. Người đi ở phía trước, vóc người cường tráng khôi ngô, khắp người toàn là hàng hiệu. Tuy hắn chỉ mới hai mươi mấy tuổi, nhưng phong thái lại rất bất phàm, vừa biết là xuất thân từ thế gia, công tử quần là áo lụa. Mấy vị khách trẻ tuổi đi phía sau hắn cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin nói cười. Ở quán Ba Tinh Nữ, dạng công tử như vậy có rất nhiều nếu như ngày nào không thấy những công tử quần là áo lụa này ở quán ba tinh nữ mới là chuyện kỳ lạ nhưng mà vị công tử quần là áo lụa khôi ngô cường tráng này lại cho gia cắt ánh huy một cảm giác rất đặc biệt không phải vì thái độ kiêu ngạo của hắn mà bởi vì tướng mạo của hắn tuy rằng khí chất hắn khác xa người bình thường nhưng tướng mạo hắn lại có vài phần tương tự với tiêu phàm vừa nhìn gương mặt này trong lòng gia cắt ánh huy đã cảm thấy vô cùng khó chịu nếu không phải vì tiêu phàm thì hắn đâu cần phải chạy đến chỗ sâu bên trong thảo nguyên rộng lớn, cách xa nghìn dặm, chịu khổ phơi nắng phơi xương. Trên đường đi hắn vô cùng sợ hãi, sợ bị bột nhi th yêu ta ép xích nhận ra bộ mặt thật của mình. Ra các ánh huy trộm khắp thiên hạ đều là vì mình mà làm việc, bị người khác buộc đi trộm thứ gì đó như lần này vẫn là lần đầu tiên. Chu ca ca căm thù tiêu phàm là chuyện hợp tình hợp lý. Huống chi tuy rằng chuyến đi đến Thảo Nguyên lần này thuận lợi suôn sẻ nhưng cũng gặp phải vô số nguy hiểm. Trong đó có một lần suýt nữa hắn đã bị bại lộ thân phận. Nếu như thật sự bị bột nhi TH Iota ép xích bắt được thì đoán chừng ra các ánh huy nhất định sẽ bị ngũ mã phân thây. Bạch Lang cũng không phải là Phật sống nhân từ nương tay. Lúc đi sát qua người thiếu niên, ra các ánh huy mượn gió bẻ măng, vươn bàn tay kỳ diệu lấy bóp tiền của người trẻ tuổi xem thử lát sau tên tiểu tử này làm sao trả tiền được. Chỉ cần tưởng tượng đến lúc người thanh niên kinh ngạc khi móc bóp ra trả tiền, cùng với vẻ mặt lúng túng của hắn thì ra cát ánh huy liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ai bảo tiểu tử ngươi lớn lên giống tên khốn kiếp kia chứ? Đáng đời! chương 63, hóa, Lại chơi chiêu này! Nếu như đến một quán ba thuộc hàng xa hoa nhất đẳng như quán ba tinh ngữ, ra cắt ánh huy đương nhiên sẽ không lái chiếc xe nhỏ thông thường đến, mà là một chiếc xe BMW màu đỏ rực. Gia Cát Thâu Vương phân biệt rất rõ ràng công việc với nghỉ ngơi. Thật ra thì Gia Cát Ánh Huy cũng không thích xe màu đỏ, sở dĩ hắn chọn lái xe BMW màu đỏ đến quán Ba Tinh Ngữ chỉ là vì muốn chứng tỏ bản thân hắn còn rất trẻ. Gia Cát Ánh Huy từ chối thừa nhận mình đã qua tuổi 40, mặc dù rất nhiều năm về trước, hắn cũng cần phải dùng tiền bạc hoặc là những đồ vật quý báu để lôi kéo sự chú ý của những cô gái đẹp, nhưng Gia Cát Ánh Huy cho rằng hắn chỉ là đẩy nhanh tiến trình hơn một chút thôi, dùng một số đạo cụ nho nhỏ để tiết kiệm thời gian quý báu. Không cần làm những việc vật vãnh này thì Gia Cát Thâu Vương vẫn là một anh chàng đẹp trai phong lưu phóng khoáng. Miễn là chịu tốn thêm một chút thời gian thì câu dẫn một người trẻ tuổi trả tính là gì. Quan trọng là Gia Cát Ánh Huy cảm thấy không cần phải lãng phí thời gian như vậy, nếu có thể dùng tiền cùng với kim cương để giải quyết thì vì sao phải mất thời gian tự chuốt khó vào mình chứ. Ở một nơi tắc đất tắc vàng như thủ đô, cho dù là quán ba tinh ngữ thì diện tích trên mặt đất của bãi giữ xe cũng không lớn, muốn mở rộng chỉ có thể đào hầm ngầm dưới đất mà thôi. Gia Cát Ánh Huy dẫn cô gái đấy đã đi thẳng đến chiếc BMW màu đỏ đậu dưới bãi đậu xe tầng hầm. Lần trước bị tuyết vực đao vương đan tăng đa cát chặn lại dưới bãi đậu xe dưới tầng hầm cũng không để lại cho vô trộm bóng tối tâm lý quá lớn. Làm một vô trộm, tố chất tâm lý không được quá kém, Loại tình huống một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường sẽ không dễ dàng xuất hiện trên người của hắn. Vừa thấy chiếc xe BMW màu đỏ, cô gái đầy đặn càng thêm vui vẻ. Hôm nay, cô đã gặp được một anh chàng giàu có đẹp trai chân chính. Mặc dù hiện nay ở thủ đô, xe BMW cũng chỉ là loại bình thường, không tính là sang trọng xa hoa, nhưng ít nhất cũng chứng minh được Chu KK cũng không phải là một người giả vờ giàu sang. Đây là một điều rất tốt, sau khi xong việc trên giường, chắc chắn sẽ nhận được vô số lợi ích. Ngoá, lại chơi chiêu này. Gia Cát Ánh Huy vừa mở cửa xe, chui vào thì liền cảm thấy một cảm giác rất là kỳ lạ, hoảng sợ nhìn về phía bên phải. Chỉ thấy ghế phụ cạnh tài xế đã sớm có một người ngồi, trong ngực người đó còn ôm một con mèo muôn lớn, đang nhe răng đe dọa vô trộm. Nhưng người đó chẳng phải là tiêu phàm sao. Cô gái đầy đặn căn bản không thể lên xe, vừa mới đi đến cạnh ghế phụ, Tay còn chưa chạm được vào cửa xe đã bị ánh mắt lạnh lùng của Tân Lâm làm cho khắp người nổi ra gà. Cô gái này quả thật giống như một âm hồn, không, không, phải nói là giống như một yêu tinh vậy. Đột nhiên xông ra, vừa mới nhìn thấy rõ ràng bốn phía không hề có một bóng người, ngay cả một bóng ma cũng không có. Nháy mắt một cái thì trước mặt bất thình lình xuất hiện một cô gái đang đứng nhìn mình. Tân Lâm cũng không có làm gì cô gái đẩy đà, chẳng qua chỉ đứng yên lặng nhìn cô thôi. Cô gái đầy đặn hét lớn một tiếng, xoay người bỏ chạy, nhưng cô ta chưa chạy được mấy bước thì gót giày bị gãy, lảo đảo té xuống đất. Cô gái đầy đặn bất chấp mắt cá chân đang truyền đến cơn đau như vạn mũi kim châm vào, cố gắng đứng dậy, cắn răng, lấy tốc độ cực nhanh mà chạy mất dạng. Tân Lâm chậm rãi tiến lên, kéo cửa xe BMW, ngồi vào ghế sau. Ra các tiên sinh, hiệu suất làm việc của ngài rất cao nha. Chưa tới 3 tháng thì đã có thể trở về từ Thảo Nguyên Minh Mông rồi. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Gia Cát Ánh Huy giận dữ la lên, cậu còn nói là không có bám theo tôi hả? Tôi thật sự không tin cậu là gia cát lượng, có thể biết bấm độn. Tiêu Phàm cười nói, gia cát lượng có thể biết bấm độn thì tại sao người khác lại không thể chứ? Gia Cát Ánh Huy buồn bực hừ một tiếng. Hắn thật sự không tin Tiêu Phàm có khả năng này, gia cát ánh huy hắn tung hoành thiên hạ bao nhiêu năm, muốn trộm của người nào thì liền trộm của người đó chẳng lẽ những tên trộm kia đều có số mệnh nhất định phải bị trộm tài sản chứ gia cát tiên sinh ngài là vua trộm ngài nghĩ trên thế giới này có bao nhiêu người có thể bám theo ngài mà không bị ngài phát hiện chứ tiêu phàm lãnh đạm nói gia cát ánh huy vô cùng sửng sốt những lời này của tiêu phàm xem như đã đánh trúng chỗ hiểm là một tên trộm lợi hại nhất gia cát ánh huy biết rõ theo dõi và phản theo dõi là môn học bắt buộc phải học tiêu phàm nói không sai cho dù là đặc công giỏi nhất trên thế giới này thì người có thể bám theo hắn mà không bị hắn phát hiện cũng không vượt quá 10 người. Nhưng mà đặc công đứng đầu của bất kỳ tổ chức tình báo nào cũng đều là bảo vật của quốc gia, làm sao có thể tùy tiện để cho một cá nhân sai khiến được chứ. Trong tuổi của tiêu phàm, dù thế nào cũng khó có khả năng là lãnh đạo cao cấp cục quốc an hay là quân đội quốc gia được. Gia Cát Tiên Sinh, tôi cho rằng ngài không cần vì chuyện này mà buồn giàu. Tôi cũng đã sớm nói qua, chỉ cần ngài đem trường Xuân An Dược Hương giao cho tôi, thì tôi sẽ lập tức trả quyền thượng kinh văn lại cho ngài, giao dịch chấm dứt. Thực sự kết thúc sao? Cậu lấy gì đảm bảo sau này cậu sẽ không đến làm phiền tôi nữa? Gia Cát Ánh Huy bán tín bán nghi hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười, nói: "Thâu Vương à, anh không cảm thấy anh nói như vậy là quá vô lễ sao? Cho dù sau này tôi có tìm anh hỗ trợ thì tôi nhất định sẽ cho anh một cái giá thỏa mãn." Cảm tạ. Gia Cát Ánh Huy kiên quyết phung tay lên, cười lạnh một tiếng. Tôi không phải là người làm ăn, không tiếp nhận bất cứ chuyện gì cả. Ta có trộm bất cứ thứ gì thì hoàn toàn là thứ ta thích. Cậu cảm thấy tôi sẽ vì tiền mà đi trộm sao? Tân Lâm lạnh lùng nói. Gia Cát Ánh Huy, có rất nhiều thứ dù có dùng tiền cũng không mua được. Ví dụ như thứ gì? Mạng của ngươi. Gia Cát Ánh Huy cười khẩy, nói. Cô muốn gỡ yêu ta hết tôi. Không được sao. Xin cứ tự nhiên thâu vương chi vương không phải là người mà bất cứ ai cũng có thể đe dọa. Tiêu phàm mỉm cười nói. Gia Cát tiên sinh, chắc là anh đã hiểu lầm rồi, chúng tôi đều không thích gợi yêu ta ít người. Dùng mạng của anh làm ví dụ thì không nhất định dùng nó để gợi yêu ta ít người, mà cũng có thể dùng nó để cứu người. Có lẽ lần sau khi Gia Cát tiên sinh gặp phải nguy hiểm gì thì anh có thể dùng đồ vật mà tôi cần để trao đổi cái mạng của anh. Phi phi phi, miệng quả đen. Gia Cát Ánh Huy nhất thời vô cùng tức giận. "Được rồi, bớt nói nhảm đi, đi với tôi lấy Trường Xuân An dược hương, có mang theo kinh văn không?" Tiêu Phàm cũng không tức giận, mỉm cười gật đầu. Gia Cát Ánh Huy không nói hai lời, khởi động xe BMW, đạp mạnh chân ga dưới chân, xe BMW gần như là chạy khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm với tốc độ cực nhanh. Cũng không trách Chu Ca Ca sầu não như vậy được, mới vừa ở quán ba câu được một món hàng vừa ý, bị hai tiểu yêu tinh quậy phá một trận một sợi dây chuyền kim cương chỉ là chuyện nhỏ, Chu ca ca không thiếu tiền, quan trọng là tâm tình. Gia Cát Ánh Huy cũng không có lòng dạ nào mà đi tới quán ba một lần nữa. Mẹ nó, thật đúng là xui xẻo mà. Gia Cát Ánh Huy trực tiếp lái xe BMW đến điểm dừng chân của hắn ở thủ đô, một cư xá nho nhỏ không cũ cũng không mới. Cư xá này thuộc cấp bậc trung, xây xong từ mấy năm trước. Một cư xá rất bình thường, nhà ở cũng rất đa dạng, người ở đây không phải là người quá có tiền, giai cấp tư sản chiếm đa số. Gia Cát Ánh Huy lựa chọn một cư xá nho nhỏ như vậy ở thủ đô làm điểm dừng chân, đương nhiên vẫn là vì không muốn người khác chú ý. Trước khi tiến vào cư xá, Gia Cát Ánh Huy dường như phản xạ có điều kiện liếc mắt nhìn dãy số trên biển số nhà một cái, số đuôi là số 7. Trong lòng Gia Cát Ánh Huy kinh ngạc, nhớ lại lần trước ở quán rượu, Tiêu Phàm cũng đã nói, số đuôi trong dãy số nhà của hắn ở thủ đô là số 7, nếu như tiểu tử này thật sự không có theo dõi mình, vậy thì thật là đáng sợ. Tuy ngoài miệng ra cắt ánh huy nói rất khí phách, nhưng trong lòng cũng có chút bồn chồn. Thời đại hiện nay, kỳ tài xuất hiện nhiều vô kể, ra cắt ánh huy hắn có thể lấy tài năng xương vương ở dưới trộm, làm sao có thể biết được không có người nào giống với lão tổ tông ra cắt lượng của hắn có thể biết bấm độn. Ra cắt ánh huy mua phòng đơn, theo lẽ thường thì phải ở lầu 3. Hắn sẽ không ở lầu quá cao, ngộ nhỡ xảy ra tình huống gì, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Căn nhà có 3 phòng ngủ một phòng khách, diện tích sử dụng ước chừng khoảng 100 mét vuông. Suy xét đến ra các ánh huy còn độc thân, nơi này vừa vặn chỉ là một điểm dừng chân ở thủ đô của hắn, một căn phòng có 3 phòng ngủ một phòng khách đã quá lớn rồi. Quan trọng là sang trọng. Đồ trang trí bên trong căn phòng này hoàn toàn tạo thành một sự tương phản rất lớn với bề ngoài của nó. Đoán chừng tiền sửa chữa, trăm là vượt qua giá mua của căn nhà. Thậm chí bộ tranh sơn thủy treo trên tường, tiêu phàm liếc mắt là có thể nhận ra được, dòng chữ mơ hồ đó là bút tích của phạm khoan thời Bắc Tống. Ở trên thị trường bán đấu giá đồ cổ, bức tranh này có giá trị liên thành, nhưng ra cắt ánh huy lại tùy tiện treo nó lên tường như vậy. Chu ca ca quả thật có rất nhiều tiền, nếu không tiêu xài hoang phí một chút thì thật uổng phí với cái danh hiệu, vô trộm, rồi. Điểm đáng tiếc duy nhất chính là đồ vật trang trí sang trọng ở trong mắt Tiêu Phàm và Tân Lâm, không hề có chút tác dụng nào. Tiêu Phàm và Tân Lâm từ lâu đã không hề coi trọng loại xa hoa sang trọng này rồi. Nếu muốn nói đến tiền thì mấy chiếc bàn nhỏ làm bằng gỗ tử đàn đặt trước giường ngủ ở chỉ thủy quan của Tiêu Phàm, chỉ sợ đáng tiền hơn nhiều so với tất cả đồ vật ở căn phòng ra cát ánh huy cộng lại. Nhưng thật ra Tiêu Phàm dường như có chút hứng thú với phong cách trang trí của căn phòng, tràn đầy hơi thở hiện đại hóa. Những đồ vật mà thanh niên yêu thích đều có thể tìm thấy ở trong căn phòng của gia cát ánh huy, ngay cả cái bàn trà trong phòng khách cũng có tạo hình vô cùng trừu tượng. Trong tiềm thức, gia cát ánh huy vẫn luôn xem mình là thanh niên. Già trẻ là quy luật sinh lý tự nhiên, khó có thể kháng cự lại. Tuổi trẻ có thể tồn tại vĩnh viễn trong lòng, nhưng tất cả phải xem tâm tính của mình. Ngồi tự nhiên, nước trà thì không cần rồi, chúng ta một tay giao hàng một tay giao tiền sau khi thanh toán xong mời hai người lập tức rời khỏi nói thật chỗ này không hoan nghênh hai vị miệng ra cắt ánh huy liên tục cằn nhằn rồi chạy vào phòng ngủ tiêu phàm ngồi xuống không có ngồi xuống ghế sofa mà ngồi ở trên thành ghế làm bằng nhựa thủy tinh tiêu phàm đã sớm có thói quen ngủ trên giường lót ván cứng ngồi trên băng ghế cứng rồi tân lâm yên lặng đứng bên cạnh cậu lúc vào cửa tân lâm đã xem xét toàn bộ căn phòng đây chính là tính cảnh giác phải có của một vệ sĩ, mặc dù Tân Lâm cũng không sợ Gia Cát Ánh Huy sẽ gây nên chuyện gì. Trộm đồ vật chắc chắn là sở trường của Gia Cát Ánh Huy, nhưng kỹ xảo gờ yêu ta ít người thì còn lâu mới đạt đến thượng thừa. Này, đây là thứ cậu muốn trường Xuân Hương, cậu xem xét lại đi, tự mình phân biệt thật giả. Chỉ chốc lát, Gia Cát Ánh Huy từ trong phòng ngủ đi ra, đưa cho tiêu phàm một cái hộp gỗ làm bằng trầm hương dài 4 mét. Cái hộp đó nhìn thoáng qua có phong cách cổ xưa, dường như bản thân nó cũng là một món đồ cổ rất có giá trị trường xuân an hồn hương mà tiêu phàm cần đang ở bên trong gỗ hộp tân lâm đưa tay nhận lấy hộp gỗ đang chuẩn bị mở hộp ra bỗng nhiên thân thể cô thoáng cái biến mất tại chỗ ra cắt ánh huy chỉ cảm thấy hoa mắt tân lâm đã không thấy tăm hơi vội vã nhìn lại chỉ thấy trong tay tân lâm đã có thêm một thanh kiếm cực mỏng suy một tiếng hướng rèm cửa sổ mà đâm tới làm gì Gia Cát Ánh Huy lại càng hoảng sợ hết hồn, kêu to lên. Cô nàng này đã xảy ra chuyện gì chứ? Dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, nói đánh là đánh, không hề có chút điểm báo trước. Hay là ngoài sân thượng có cái gì kỳ lạ sao? mươi 64, nữ phi tặc và phiền toái lớn xẹt. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên. Suy cho cùng gia cắt ánh huy cũng là vô trộm, đầu óc vừa xoay chuyển, hắn chỉ sửng sờ trong chốc lát thì đã khôi phục lại như cũ, lập tức lấy tay quẹt mồ hôi dịn trên trán vội vàng kêu lên. Này, ngừng tay, hiểu lầm. Tân Lâm không thèm để ý đến hắn, ngay lúc kiếm quang vừa lóe lên thì tấm rèm cửa đắt giá đã biến thành một đống vải vụn. Nguyễn Kiếm liên tục nhảy múa như linh xà, lao thẳng đến một cái bóng đen đang đứng trên ban công. Đó là một cô gái, mặc một thân quần áo màu đen, mặt che kín, hai tay vung vẫy một đôi vũ khí dài khoảng một thước, cô ta đang cố gắng chống đỡ nhìn thân hình rất duyên dáng, đoán chừng tuổi tác không lớn lắm. Tiêu phàm nhìn thấy rất rõ ràng, thứ đang vùng vẫy trong tay cô gái áo đen che mặt chính là một đôi nga mi thích, thân thủ cô ta cũng không kém. Chẳng qua dưới công kích như mưa rào của Tân Lâm, cô nàng chỉ có thể cố gắng chống đỡ, hoàn toàn không có sức đánh trả. Uy uy, mau dừng tay, là người một nhà. Ra Cát ánh huy nổi giận, lập tức xông về phía trước cô gái này thế nhưng có thể ngăn cản cái tên đan tăng đa cát bí y thái kia, nhiều đó cũng đủ chứng minh võ công của cô ta cao đến thế nào rồi. Gia cát tiên sinh không cần khẩn trương, lâm nhi ra tay rất có chừng mực. Tiêu phàm ngồi ngay ngắn ở trên chiếc ghế nhựa thủy tinh, mỉm cười nói với gia cát ánh huy, ngược lại cũng không có ngăn cản gia cát ánh huy. Nếu như cái tên này nhất định muốn đi thì cần gì phải ngăn cản. Để cho hắn chịu một chút thiệt thòi cũng tốt. Quả nhiên là như vậy, Gia Cát Ánh Huy vừa mới tiến lên trước một bước thì trước mặt bỗng nhiên lóe lên kiếm quang lóe mắt. Ngay lúc đó, Tân Lâm đã chặn đòn công kích của đối thủ. "Này, làm gì vậy? Cô có biết nói nói đạo lý hay không?" Gia Cát Ánh Huy tức khắc bị dọa đến luống cuống tay chân, hai tay múa loạn xạ, ống tay áo hàng hiệu thoáng chốc biến thành vô số mảnh vải bay tán loạn, nhìn hắn lúc này vô cùng nhếch nhác thảm hại. "Ôi chao, mẹ nó. Trời ơi." Ở thời khắc mấu chốt như vậy, Miệng ra cắt ánh huy vừa la lên vài tiếng thì kết quả là trên hai tay của hắn lập tức xuất hiện hai lỗ hỏng, da thịt lẫn lộn, máu tươi chảy đầm đìa. Ra cắt tiên sinh, tôi quên không nhắc nhở anh, Lâm Nhi không thích người khác nói những lời thô tục. Ra cắt ánh huy vội vàng lui về phía sau, vừa nghe tiêu phàm nhắc nhở, thì hai chữ, mẹ nó, vốn đã đi đến bên mép lập tức bị nuốt trở vào, kìm nén đến mức vô cùng khó chịu. Tân Lâm bước lui ra cắt ánh huy, kiếm phong đảo ngược lại đem cô gái áo đen che mặt bao phủ dưới kiếm quang. Cô gái áo đen thét kinh hãi một tiếng, lụa đen che mặt nhất thời bay mất, lộ ra một gương mặt sửng sốt, mũi kiếm lạnh như băng đã kể lên chiếc cổ tuyết trắng của cô nàng. Toàn thân cô gái áo đen rung động, trong nháy mắt đã bình tĩnh lại đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn, không hề có một cử động nhỏ nào. Này, đây là người nhà của tôi đấy, quá dã man. Bất chợt chúng hai kiếm, ra cắt ánh huy đã tức giận đến mặt mày trắng bệch, kêu la ầm ĩ. Gia Cát tướng quân thật sự không hề thích bạo lực, những người này lúc nào cũng chỉ biết đánh đánh gợi yêu ta yêu ta -S. không hề có chút hàm lượng kỹ thuật nào cả, quá khiếm nhã. Dáng vẻ vô trộm này của hắn được gọi là đầu trộm đuôi cướp. Đó là đồ đệ của tôi, không phải là người xấu, là người nhà. Tân Lâm dùng ánh mắt lạnh lùng quét tới, trong lòng Gia Cát ánh huy run lên, tức khắc ngậm miệng lại. Thật sự mà nói, hắn không hề sợ tiêu phàm, người hắn sợ là tân lâm. Ít nhất tiêu phàm nhìn qua còn giống người biết nói đạo lý, còn tân lâm quả thật giống như một nữ sát thủ vậy, không hề nói một lời nào, ngay lúc cứ lên người hắn hai nhát cũng vậy. Vào đây, tân lâm lạnh lùng nói với cô gái áo đen. Cô gái áo đen nhìn qua cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, da rẻ trắng nõn nà, mi thanh mục tú, dáng dấp nhìn rất khá. Mặc dù bị mũi kiếm của tân lâm chỉa vào cổ, không dám phản kháng, ngoan ngoãn đi vào phòng, nhưng ánh mắt lại vô cùng hung tợn, mặt mũi quật cường. Như nghi, sao con lại núp trên ban công không lên tiếng hả? Có nguy hiểm gì à, có phải là? Hai, tôi đã nói với cô rồi, tân lâm cô nương à. Đây thật sự là đồ đệ của tôi, tên là Liễu Như Nghi. Gia Cát Ánh Huy đứng rất xa, vạch ra một khoảng cách với Tân Lâm, lúc này mới bồi thêm một câu giải thích. Hắn không biết sốt cuộc tiêu phàm và Tân Lâm có lai lịch gì, nhưng với tình huống trước mắt mà nói, tốt nhất là không nên chọc giận Tân Lâm. Tay Tân Lâm run, run run, thu nhuyễn kiếm lại, thản nhiên nói: "Võ công của đồ đệ ngươi giỏi hơn ngươi nhiều. Đó là, vốn ta không có dạy võ công cho nó, là một đứa con gái của một người bạn của tôi dạy cho nó, là võ thuật gia truyền." Gia Cát Ánh Huy có chút đắc ý. Liễu Như Mi đi đến bên cạnh Gia Cát Ánh Huy, vẫn hung hăng nhìn chằm chằm vào Tân Lâm như trước, thở phì phò nói: Sư phụ, đây là ai? Sao lại dữ dằn như vậy chứ? Ở trong nhà người khác, không thể nói đánh là đánh như vậy được. Khổ khổ, Như Mi, việc này con đừng hỏi, nói chung không phải là người tốt lành gì, đều là người ngang ngược bá đạo hơn ta. Các người nhanh nhiệm hàng một chút đi, nếu không thì máu của ta chảy khô mất. Gia Cát Ánh Huy sầu khổ nhíu mày nói, đau đến nhe răng phét miệng. Liễu Như Mi bĩu môi, thuận tay kéo hai tay áo rách bươm của Gia Cát Ánh Huy xuống dán băng lên miệng vết thương trên tay sư phụ. Vết thương không sâu, chỉ bị thương ngoài da, Tân Lâm coi như đã hạ thủ lưu tình rồi. Nếu không phải nhìn thấy võ công của Tân Lâm thực sự quá cao, thì liễu như mi sẽ không thành thật như vậy. Đừng xem tuổi cô còn trẻ, mà xem thường, bởi vì cô chính là nữ phi tặc khá có danh tiếng trên giang hồ. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cô vẫn chưa từng chịu thua thiệt như vậy, lần này lại bị người ta cầm kiếm chỉa vào cổ, thật là quá mất mặt mà. Tân Lâm mở nắp hộp bằng gỗ trầm hương ra, tức khắc một mùi hương thoang thoảng tràn ngập khắp không gian. Trong hộp gỗ trầm hương, xuất hiện ba sợi tơ màu đỏ nhạt dài hơn một thước nằm yên ắng bên trong, được chế tác cực kỳ tinh xảo. Sau đó Tân Lâm cầm hộp gỗ đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhận lấy chiếc hộp, thò tay vào cầm một sợi tơ tinh tế lên, đặt ở chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi một cái, mỉm cười gật đầu, nói: "Không sai, đây chính là Trường Xuân An thần hương." Được rồi, hàng cũng đã nghiệm qua, giao kinh văn cho ta. Gia Cát Ánh Huy không khách khí chia tay phải ra trước mặt tiêu phàm, tức giận nói. Lúc này, hai ống tay áo của vô trộm đã biến thành vải vụn, trên cánh tay máu chảy đầm đìa, hình dáng muốn có bao nhiêu thảm hại thì có bấy nhiêu, đâu còn nửa điểm kiêu ngạo, phong độ của một vị cao nhân chứ. Hiển nhiên sắc mặt hắn rất khó coi. Đáng tiếc cho một bộ đồ Louis Vuitton đắt giá A, là hàng Pháp chính thống. Lần trước Gia Cát Ánh Huy đi châu Âu, công tác tiện đường mua ở Paris, mới mặc được mấy lần. Một lần kia, Gia Cát Ánh Huy trộm trong hành cung của một tù trưởng Ả Rập ở Paris, nghiêm chỉnh mà nói hành động của Gia Cát Ánh Huy không gọi là trộm, mà phải gọi là cướp sạch. Nhắc đến mới nói một tù trưởng Ả Rập chính tông không khác gì một thổ hào. Gia Cát Ánh Huy cảm thấy bản thân hắn không cần thiết phải khách sáo với tên đó, càng không có chút áy náy nào. Tất cả dầu mỏ ở trong sa mạc đều là của gia đình hắn. Tiêu Phàm lấy kinh văn ra, giao cho Gia Cát Ánh Huy. Gia Cát Ánh Huy tiếp nhận, tỉ mỉ kiểm tra một lúc. Thật ra hắn tin tưởng Tiêu Phàm tuyệt đối không có lửa hắn, tuy hai người này nhìn rất khó ưa, nhưng cái phong thái cao quý đó không phải giả vờ. Nói chung hai người này nhất định có thân phận cao quý, người có thân phận nhất định thì khi làm việc đều có quy tắc riêng. Gia Cát Ánh Huy làm như vậy, chẳng qua chỉ muốn chọc tức Tiêu Phàm một chút mà thôi. Nhưng thực tế, biện pháp chọc tức của hắn không hề có hiệu quả, Tiêu Phàm thật sự không để ý đến thái độ của hắn, chỉ có người rất có thực lực mới dám biểu hiện ra phong thái vân đạm phong khinh như vậy. Được rồi, tiền hàng đã thanh toán xong, xin mời hai vị. Càng như vậy, Gia Cát Ánh Huy càng thấy khó chịu, trong lòng dâng lên cảm giác bực bội, lập tức hạ lệnh tiến khách. Nhưng Tiêu Phàm cũng không có ý định lập tức rời đi, tiếp tục ngồi vững vàng ở nơi đó, mắt nhìn Gia Cát Ánh Huy, bình thản nói. Gia Cát tiên sinh, lần này đi Mạc Bắc ngoại trừ trường Xuân Hương, anh còn cầm thứ gì khác không? Gia Cát Ánh Huy giật nảy người, gắt gao nhìn chầm chầm vào tiêu phàm, trên mặt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Cậu nói cái gì? Tiêu phàm tỉ mỉ nhìn mặt hắn một chút, khẽ lắc đầu, nói, Gia Cát tiên sinh, có một số thứ không nên cầm, sẽ khiến anh rước lấy phiền phức lớn đấy. Ở trong mắt tiêu phàm, cái phiền toái rất lớn này hầu như khắc rõ ràng ở trên mặt Gia Cát Ánh Huy. Sốt cuộc cậu muốn nói cái gì? tôi không hiểu ý của cậu. Trong chớp mắt, mồ hôi lạnh đã thấm ướt sóng lưng của Gia Cát Ánh Huy. Hắn không quan tâm cái gọi là phiền toái lớn, ấy trong miệng tiêu phàm, cái hắn quan tâm là làm sao tiêu phàm biết hắn cầm thứ khác. Gia Cát Ánh Huy có thể chắc chắn trăm phần trăm là lúc hắn vào phòng ngủ của Bạch lang trộm trường Xuân Hương, tuyệt đối không có ai nhìn thấy cả. Bằng không thì hắn không thể nào còn sống mà rời khỏi Thảo Nguyên. Nhưng bây giờ, lại bị một câu của tiêu phàm vạch trần, chẳng lẽ lúc hắn ra tay, thật sự có người đứng ở một bên nhìn trộm. Cái kia, cái kia thật sự là một cái phiền phức lớn sao? Bội nhi TH yêu ta xích mà biết hắn trộm đi trường Xuân Hương và chiếc phòng ngọc kia, nhất định sẽ đuổi gợi yêu ta hắn đến chân trời góc bể. Vừa nghĩ tới bản thân mình bị lang vương thảo nguyên để mắt tới, da cắt ánh huy không thể tự chủ được mà ứa ra mồ hôi lạnh. Một đan tăng đa cát cũng đủ cho hắn nhức đầu rồi lại còn thêm một bột nhi th iota ép xích kia nữa, hắn còn có thể sống được hay không? Tiêu phàm lắc đầu lần thứ hai, nhưng không có nói tiếp nữa. Cho dù nói thế nào thì đây cũng là chuyện của Gia Cát Ánh Huy, phiền phức này cũng là phiền phức của Gia Cát Ánh Huy. Tiêu phàm nhắc nhở hắn một câu đã đủ nhân đạo rồi. Ít nhất cho tới bây giờ, hắn và Gia Cát Ánh Huy cũng chưa có giao tình bằng hữu, chỉ có quan hệ giao dịch thôi. Gia Cát tiên sinh, giao ra đây đi tiêu phàm hướng ra cắt ánh huy đưa tay ra. Thứ gì? Ra Cát Ánh Huy kìm lòng không đặng lui về sau một bước, vô cùng cảnh giác hỏi. Cái vòng tay đó, Gia Cát Ánh Huy không hề có ý định giao cho tiêu Phạm, mặc dù đến bây giờ hắn vẫn không có phát hiện ra chiếc vòng ngọc đó có chỗ đặc biệt gì, nhưng hắn cũng không thể tùy tiện giao ra được. Ngộ nhớ giống như lời tiêu phàm nói, bột nhi TH Iota ép xích muốn gây sự với hắn, thì hắn còn có thể trông cậy vào việc cầm chiếc vòng này có kè mặc cả với Bạch lang nếu như hắn giao cho Tiêu Phàm thì chẳng phải đồng nghĩa với việc phiếu đàm phán cuối cùng cũng bị mất sao? Tiêu Phàm cười cười, nói: "Trên người anh có một món khác, cũng không phải thuộc về anh, chính là cái ví mà vừa rồi anh mượn gió bẻ măng trộm được ở quán Ba Tinh Ngữ." Đó cũng không phải là của cậu. Gia Cát Ánh Huy càng hoảng hốt, nhưng vẫn còn mạnh miệng cãi bướng. Người này dường như đối với hành tung của hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, làm một kẻ trộm lại bị người khác giám sát hành động thì cuộc sống sau này của hắn quả thật không có cách nào vượt qua. Như có một cái gai tồn tại ở lưng. Cặp lông mày của Tiêu Phàm có hơi nhíu lại, tựa hồ có vẻ không vui. Trong lòng ra cắt ánh huy tức khắc lạnh run, hắn chợt phát giác bản thân mình sợ sẽ Tân Lâm chắc chắn đã lầm đối tượng. Cái người trước đây vẫn luôn hiền lành nho nhã, dáng vẻ thư sinh, nói chuyện không nhanh không chậm trước mắt này, mới chính là nhân vật đáng sợ. Cho cậu Gia Cát Ánh nguy móc cái ví tiền ra, ném cho tiêu phàm. chương 65, Nhị Ca. Khốn kiếp, muốn đùa giỡn với chúng ta à? Gọi ông chủ của các người tới đây. Một vị công tử trẻ tuổi vươn tay vỗ một cái thật mạnh lên bàn trà, ly rượu, bình rượu, gạt tàn thuốc, đĩa trái cây đều rung rinh ngã xuống đất. Vốn xung quanh đây có rất nhiều cô gái trang điểm xinh đẹp ngồi vây quanh nói chuyện cười đùa, bỗng bọn họ đều biến sắc, không kìm được mà đứng phát dậy, chăm chú nhìn về phía bên này, trên mặt tràn đầy vẻ khẩn trương và sợ hãi. Tiêu Thiên không có vỗ bàn, vẫn ngồi vững vàng tại chỗ, trên mặt phủ đầy sương lạnh. Mấy vị con cháu quan lại khác đi chung với cậu ta thì vén tay áo lên, tinh thần xúc động hâm hở. Một thanh niên toàn thân Tây Trang, chân mang giày ra liên tục hướng mấy vị công tử khom lưng, cười xòa. Thoạt nhìn người đó giống như là quản lý quán ba, tiêu nhị ca là khách quen của bán ba, mấy vị công tử khác cũng đều là những khuôn mặt rất quen thuộc, quản lý rất rõ ràng thân phận của bọn họ, lại lịch cao cao tại thượng, chính là tồn tại mà bọn họ không thể đắc tội. Không chỉ nói Tiêu gia là siêu cấp đại hào môn uy chấn tứ hải như thế, mà cho dù mà mấy vị tiểu đệ của Tiêu Nhị ca cũng đều là con cháu thế gia, tất cả bọn họ đều có thân phận không thể xem thường. Người đang nổi giận vỗ bàn chính là con của phó cục trưởng ở thủ đô này, đang quản lý tất cả những lãnh đạo cấp cao ở những chỗ ăn chơi của toàn thành phố này. Người này chỉ cần tùy tiện nói một câu đã có thể khiến quán Ba tinh nữ rơi vào sóng gió. Dĩ nhiên quán Ba tinh nữ có thể phát triển đến tình trạng lớn như vậy ở thủ đô thì bất kể là mặt trước hay mặt sau đều có người bảo bọc. Muốn ở thủ đô mở một chỗ ăn chơi mà chỉ có tiền cũng vô dụng, nếu không có quan hệ rộng thì dù cho cậu có nhiều tiền thế nào cũng uổng công thôi, chỉ một cảnh sát nho nhỏ ở đồn công an cũng có năng lực khiến cậu phải đóng cửa. Nhưng đó cũng không có nghĩa là quán Ba Tinh Nữ có thể đắc tội với một nhân vật trâu bò như Tiêu Nhị Ca. Những nhân vật lớn ngầm bảo bọc sau lưng chỉ có thể ra mặt vào thời điểm mấu chốt mà thôi, còn về những mối quan hệ hàng ngày phải dựa vào quán Ba tự mình đi xử lý. Có nhân vật tai to mặt lớn nào mà sẵn lòng suốt ngày cầm giấy vệ sinh, canh chừng có việc gì thì chạy tới chùi đít chứ? Gọi ông chủ của các người ra đây, gọi Bao sư Hoa ra đây, không nghe ta nói gì hả? công tử của phó cục trưởng rõ ràng đang rất tức giận, mắt thấy quản lý cứ lần vờn, nghiêng nghiêng vẹo vẹo một chỗ không chịu di chuyển theo lời của cậu ta thì nhất thời thuận tay cầm một ly bia trên bàn lên, hất vào mặt người quản lý. Quản lý không kịp né tránh, vừa vặn bị hất trúng mặt. Một đám cô gái thét ầm lên. Ôi, tiểu quế tử, làm gì vậy chứ? Sao lại tức giận đến vậy chứ? Đúng vào lúc này, phía sau chợt truyền đến một giọng nói không âm không dương. Vừa nghe đến giọng nói này, quán ba nhất thời xôn xao, tất cả mọi người đều tự động nhường đường. Tiểu Quế Tử đang nổi đóa tức khắc trở nên lúng túng, một chân của cậu ta vốn đặt ở trên sa lông vội vàng bỏ xuống, trên mặt có thêm vài phần ngượng ngùng. Uông nhị ca, có thể khiến cho công tử của phó cục trưởng trong nháy mắt biến sắc, cũng không biết vị uông nhị ca này lại là loại nhân vật tai to mặt lớn khó lường đến bậc nào. Uông nhị ca cũng chính là vị thanh niên có giọng nói không âm không dương kia, từ ngoài vòng vây nam nữ, chậm rãi đi đến, vị uông nhị ca này có vóc người cũng không quá cao, dáng người hơi gầy còm, nhưng tuyệt đối không hề yếu ớt, nhìn qua có vẻ rất cường tráng. Cậu ngó xung quanh một lượt, vẻ mặt ngạo nghế, tuy nhiên sắc mặt cậu ta có vẻ xanh sao, cũng không biết có phải là do ngọn đèn của quán ba chiếu vào hay không. Ha ha, tiêu nhị ca cũng ở đây à, đã xảy ra chuyện gì mà nóng nảy đến như vậy? Ánh mắt uông nhị ca đảo qua mặt của tiểu quế tử, rơi vào trên người tiêu thiên, dừng lại một chút, rồi vừa cười vừa nói, giọng điệu có chút thay đổi, không còn là loại dạy bảo cao cao tại thượng lúc trước nữa. Uông nhị ca có thể dạy bảo tiểu quế tử nhưng nếu đối tượng là tiêu nhị ca thì hiển nhiên không phải ai cũng có thể giáo huấn được. Tiêu thiên hừ một tiếng, không hề phản ứng lại, cũng không có đứng dậy. Cậu quả thật không ưa cái đức hạnh không âm không dương của Uông thuật đồng, hoàn toàn không giống như một người đàn bà nữ tính, cũng không giống với một cô gái thuần khiết. Uông nhị ca à, là như vậy, có người trộm ví tiền của tiêu nhị ca tiểu quế tử sợ bọn họ dây dưa một hồi sẽ dẫn đến mâu thuẫn nhanh chóng lên tiếng giải thích anh em trong vòng quần là áo lượt ở thủ đô đều biết tiêu nhị ca và uông nhị ca luôn bất hòa tiêu ra và uông ra cũng không cùng đường hai vị nhị ca tuy đều là khách quen của quán ba tinh nữ nhưng đều đến vào các thời điểm khác nhau nước sông không phạm nước giếng mấy năm trước đây lúc tiêu thiên và uông thuật đồng còn đi học tình hình cũng không ôn hòa như vậy chia làm hai phe hễ động một chút là đánh nhau tiêu nhị ca có vóc người cao lớn, thân lại mang công phu, thường xuyên đánh uông nhị ca mặt mũi bầm dập. Tuy nhiên uông nhị ca cũng không lúc nào ngừng chủ tính kế hoạch hãm hại tiêu nhị ca, khiến tiêu nhị ca không ít lần ngậm bồ hòn. Hai người coi nhau như là kẻ thù. Có chuyện như vậy sao? Lúc này, ngay cả uông thuật đồng cũng biểu hiện kinh ngạc. Quán ba vốn là nơi long xà hỗn tạp, bị người khác đánh cắp vật gì đó cũng là chuyện rất bình thường, nhưng trộm ví tiền của tiêu nhị ca là chuyện rất không bình thường một khi bị bắt lại thì hậu quả chắc chắn rất nghiêm trọng. Có lẽ căn cứ theo quy định của pháp luật trộm một cái ví tiền không đủ để phạt, nhưng phải xem đối tượng hắn trộm là ai mới được, chỉ cần khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, dẫn về đồn công an uống nước trà là được. Tiểu Sơn, tại sao ông chủ của các người còn chưa tới? Uông thuật đồng lập tức chuyển hướng sang người quản lý mặt mày rũ rượi kia, cau mày hỏi. Ví tiền của tiêu thiên bị người khác đánh cắp, đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà chính là vấn đề mặt mũi. Bao sư hoa cũng quá chậm chạp, ở trong vòng quần là áo lượt ở thủ đô, nhân vật có cấp bậc, đại ca, như Tiêu Thiên và Uông Thuật Đồng, cũng không có mấy người. Bất kể là đắc tội vị nào cũng đủ khiến cho chỗ làm ăn này dẹp bỏ. Tiểu Sơn vội vàng nói, Uông nhị ca, bao tổng sẽ lập tức tới ngay, lập tức tới ngay. Giọng nói đã bắt đầu run run. Đắc tội với một vị nhị ca đã khủng cây ếch yêu ta ép lắm rồi, bây giờ lại có đến tận hai vị nhị ca, hắn vẫn còn muốn sống tiếp. Làm phiền, làm phiền, thật ngại ngùng. Mọi người đang nói chuyện, bỗng có một người đàn ông trung niên thở hồng hộc chạy đến, hắn chính là bao sư hoa ông chủ của bán ba tinh ngữ. Kỳ thật bao tổng rất kiêu ngạo, không vì cái gì khác, chỉ vì tên của hắn bao sư hoa bạo cúc hoa. Thật không biết lúc trước khi cha hắn đặt tên cho hắn, rốt cuộc nghĩ thế nào. Tuy nhiên dường như ở một niên đại nào đó, Hoa cúc là một loài thực vật có thể dùng để thưởng thức, cũng có thể pha trà. Ai biết trải qua mấy thập niên, không ngờ lại phát sinh loại chuyển biến kinh thiên này. Quả nhiên là người tính không bằng trời tính. Tiêu nhị ca, uông nhị ca cũng ở đây. Thật xin lỗi, xin lỗi, tôi đã tới chậm, xin lỗi, xin lỗi. Bao sư hoa vừa chen vào, lập tức cuốn quyết cúi đầu, khom lưng, cầm một tờ khăn giấy trong tay, liên tục lau mồ hôi, trong đầu âm thầm kêu không xong rồi. Bao tổng à, ta nói ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ một quán ba mà cũng không quản lý được, bừa bộn, loại người gì cũng có, ngay cả túi của tiêu nhị ca bạn tôi mà cũng dám trộm. Chuyện này, ngươi nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích đàng hoàng. Đương nhiên, đương nhiên, xin lỗi, xin lỗi, đều tại tôi, đều tại tôi. Vị bao tổng này dường như đặc biệt thích nói chuyện, nói cái gì cũng lặp lại liên tục hai lần. Tiêu nhị ca, ngài tổn thất bao nhiêu vậy, tôi sẽ bồi thường. Tiêu Thiên liếc thân hình mập mạp của bao sư hoa một cái, nhàn nhạt lên tiếng. Bao tổng, vấn đề mấu chốt không phải là tiền nhiều hay ít, nếu như mỗi chỗ ăn chơi đều giống như quán ba tinh ngữ, khắp nơi đều là người tay chân không sạch sẽ thì về sau chúng tôi làm sao dám tới nữa chứ? Tiền không phải là vấn đề, ví của tôi, ông nhất định phải tìm trở về, còn có tên trộm ví kia, ông cũng phải tìm ra cho tôi. Việc này, việc này, tiêu nhị ca à, tiền nhất định phải bồi thường tiêu nhị ca xem trọng lão bao tôi, bằng lòng đến chỗ này, đó chính là vinh hạnh của tôi. Tôi làm sao có thể khiến cho tiêu nhị ca chịu bất cứ tổn hại nào được chứ? Tiêu nhị ca, quế ca, mấy vị thiếu gia cho lão bao tôi chút mặt mũi, chúng ta vào trong uống một chén, coi như tôi nhận lỗi với các vị, có được hay không? Bao sư hoa rõ ràng là một tay giang hồ lão luyện, tiêu thiên so với hắn nhỏ hơn mười mấy tuổi, về phần tiểu quế tử càng nhỏ hơn cũng chưa đến hai mươi hắn đều dùng cách gọi giống nhau gọi là ca hơn nữa chuyện như vậy vốn không thể giải quyết trước mặt mọi người thấy bao sư hoa hiểu chuyện như vậy ngược lại tiêu thiên cũng không tiện làm quá gật đầu một cái đứng dậy uông nhị ca bao sư hoa vội vàng hướng uông thuật đồng cúi đầu uông thuật đồng vung tay lên lười biếng nói bao tổng ông đi đi không cần quan tâm tôi tôi uống rượu là được rồi dạ dạ đa tạo uông nhị ca đã giúp đỡ Tiểu Sơn à, nhất định phải phục vụ mấy vị thiếu gia thật tốt. Thật vất vả mới đem cho hai nơi này giải quyết, bao sư hoa cùng đám người tiêu thiên đi về phía văn phòng. Sau lưng vang lên một trận tiếng cười, rõ ràng là đám người uông thuật đồng cùng mấy công tử quần là áo lượt đang chê cười tiêu thiên. Tiêu nhị ca vừa bước vào quán ba, kết quả ví tiền lại bị người khác trộm, cho cười này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Đoán chừng không đến mấy ngày sẽ lan truyền khắp phòng tròn quần là áo lượt ở thủ đô. Tiêu Thiên chợt dừng bước chân. Bao sư hoa lại càng hoảng sợ, vội vàng cúi đầu khom lưng, liên tục nói. Tiêu nhị ca, xin lỗi, thật xin lỗi, đều là lỗi của lão bao tôi, xin ngài hãy cho tôi chút thể diện. Cho chút thể diện, bên này, xin mời ngài đi bên này. Nếu như hôm nay hai vị nhị ca đánh nhau ở đây, người xui xẻo trăm phần trăm chính là bao sư hoa hắn. Hắn bị đánh không nói làm gì, còn phải bỏ ra rất nhiều tinh lực đi mời nhân vật tai to mặt lớn đứng ra nhận lỗi với hai vị nhị ca. Quả thật hắn không đắc tội nổi hai vị thiếu gia này. Vẻ mặt Tiêu Thiên âm trầm, lần nữa cất bước đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước, Tiêu Thiên chợt dừng bước, trợn to mắt, bày ra vẻ mặt không thể nào tin nổi. "Anh? Người đang đứng cách đó không xa nhìn cậu, chẳng phải là Tiêu Phàm hay sao?" Tiêu Thiên cũng không ngờ là cậu có thể gặp anh cả ở quán ba tinh nữ này trong trí nhớ của cậu, tiêu phàm chẳng bao giờ đến bất kỳ chỗ ăn chơi nào cả. Hôm nay, anh ấy làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Mấy người tiểu quế tử cũng dừng bước một cách rất tự nhiên, trên mặt bọn họ có chút khó hiểu. Chưa ai trong bọn họ nhìn thấy qua tiêu phàm. Tuy nhiên toàn thân tiêu phàm mặc đường trang màu trắng, chân mang một đôi giày vải dệt thủ công màu đen, quả thật hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh của quán ba tinh ngữ, tức khắc thu hút ánh mắt của vô số người đám người uông thuật đồng đứng cách đó không xa cũng nhìn thấy tiêu phàm bọn họ thấy tiêu thiên bỗng dưng ngừng lại mặt tươi cười bước ra tiếp đón thì cũng có chút khó tin nhịn không được hỏi uông nhị ca đó là ai vậy uông thuật đồng cười lạnh nói đại thiếu gia của tiêu gia một thần côn giọng nói tràn đầy sự khinh thường cũng không thể trách thái độ của uông nhị ca như thế so với anh cả uông thuật của hắn tiêu phàm ở trong mắt các trưởng bối chẳng là cái gì cả hai vị đích tôn của tiêu gia, một người là thần côn, một người là công tử quần là áo lượt, tiêu gia xem như là không có người nối nghiệp rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 66, Hồ Lô Hắc Ngọc Anh, sao anh lại đến đây? Đến thăm em, tiêu thiên nhịn không được gãi gãi đầu nói. Anh, sao em nghe trong giọng điệu của anh có chút lo lắng không yên vậy? Chẳng lẽ anh muốn đi xa nữa ư? Trong khoảng thời gian này, Tiêu Phàm không hề lộ diện, nhưng hai anh em vẫn liên lạc qua điện thoại. Tiêu Thiên biết Tiêu Phàm ở thủ đô, chẳng qua cậu ấy không biết Tiêu Phàm bận rộn chuyện gì thôi. Tiêu Phàm không nói, Tiêu Thiên cũng không hỏi, từ lúc cậu hiểu chuyện, cậu đã cảm thấy anh cả rất thần bí, tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật. Khi còn bé cậu cũng đã đuổi theo hỏi anh cả, nhưng dần dần cũng thành thói quen, mãi rồi không hỏi nữa. Mỗi người đều có cách sống, không gian sống của riêng mình cho dù hai người là anh em ruột cũng không tiện can thiệp quá nhiều. Tiêu Phàm mỉm cười nói: "Anh phải đi xa mấy ngày, đến một nơi tương đối vắng vẻ, có thể là nơi đó không có sóng điện thoại." "À, đi nơi nào vậy? Khi nào anh về?" Tiêu Thiên có chút khó hiểu, hiện tại phạm vi sóng điện thoại bao phủ rất rộng, trừ khi là nơi rừng sâu núi thẳm hoặc là chỗ sâu trong sa mạc lớn, nếu không thì dù là vùng nông thôn vẫn có sóng điện thoại di động." Tiêu Phàm mỉm cười quay mặt sang Bao Sư Hoa đang đứng cung kính một bên, nói rằng: "Bao tổng, tôi muốn cùng em trai đơn độc nói chuyện một lát, có thể mượn chỗ của ông dùng một chút không?" "Đương nhiên, đương nhiên, đại thiếu quá khách khí rồi. Đại thiếu, nhị thiếu, xin mời sang bên này." Bao Sư Hoa luôn miệng nói. Mặc dù trang phục của Tiêu Phàm hoàn toàn không phù hợp với không khí của quán rượu, hơn nữa trước kia Bao Sư Hoa chưa từng gặp qua Tiêu Phàm, nhưng như thế không ảnh hưởng đến thái độ khách khí kính cẩn của hắn đối với tiêu phàm. Thoạt nhìn tướng mạo của vị này giống như có quan hệ máu ngủ với tiêu thiên, hơn nữa hắn còn nghe tiêu thiên gọi vị này là anh, thái độ cũng rất thân thiết, hắn chắc chắn hai người chính là anh em. Vì thế gọi là đại thiếu, nhất định không sai. Tiêu thiên có phần khó hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Ngay sau đó, hai người đi đến phòng làm việc của bao sư hoa, cánh cửa gỗ dày cộm nặng nề vừa đóng lại, lập tức đem âm thanh ồn ào vô tận nhốt ở ngoài cửa. Phòng làm việc của bao sư hoa có hiệu quả cách âm vô cùng tốt. Làm việc ở trong quán bar mà văn phòng cách âm không tốt sẽ bị ẩm ý chết mất. Bao sư hoa tự mình dâng trà cho hai vị công tử, liên tục bận rộn, sau đó lui ra ngoài. Bao sư hoa có chút sợ tiêu phàm, tuy rằng thoạt nhìn tiêu phàm lịch sự nhã nhặn đối với bất cứ người nào cũng không hề có dụng ý xấu. Nhưng có lẽ chính vì như vậy, nên Bao Sư Hoa nhìn không thấu tiêu phàm khiến hắn càng căng thẳng hơn. Với loại người làm ăn như Bao Sư Hoa mà nói, đối mặt với một người mà chính mình không thể nhìn thấu tâm ý của người đó mới thật sự áp lực. Bọn người tiểu quế tử thì ngồi ở một bên, tự có người dâng rượu đổ nhắm, tận tâm phục vụ. Bao Sư Hoa đích thân tiếp rượu. Có chuyện gì hả anh? Tiêu Thiên ngồi xuống, nóng lòng hỏi, dù sao hai người cũng là anh em ruột, cậu không cần giữ bầu không khí chừng mực để làm gì? Quá yên tĩnh. Đột nhiên từ môi trường ồn ào náo nhiệt, bước vào một căn phòng hoàn toàn không có âm thanh nào, cậu có chút không thể thích ứng kịp. Tiêu Phàm mỉm cười, móc ví tiền từ trong túi ra đưa cho Tiêu Thiên. "A, à, làm sao ví tiền của em lại ở trong tay của anh vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy anh?" Tiêu Thiên lấy làm kinh ngạc, vươn tay nhận lấy chiếc ví, xem xét cẩn thận, xác định ví tiền này chắc chắn là của mình. Vừa rồi có người trộm ví tiền của em, anh tiện tay lấy lại cho em." Tiêu Thiên càng cảm thấy kỳ lạ, nói: "Anh thấy sao, anh đã sớm ở đây rồi hả? Nhưng mà không phải là trước kia anh chưa từng đến nơi này sao?" Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Tiêu Thiên, chỉ cẩn thận xem xét tướng mạo của Tiêu Thiên. Khí sắc đỏ trắng đan xen nhau nơi ấn đường của Tiêu Thiên lại càng thêm đậm, thái xương xám xanh, điểm báo tai ương lao ngục càng ngày càng rõ rệt. Hoàn toàn ăn khớp với kết quả thôi diễn huyết tương thuật của Tiêu Phàm. Căn cứ theo kết quả thôi diễn huyết tương thuật, chẳng bao lâu nữa Tiêu lão gia sẽ qua đời, người đầu tiên của Tiêu gia gặp xui xẻo chính là Tiêu Thiên. Có lẽ đối thủ chính trị của Tiêu gia từ trên người Tiêu Thiên mở ra cửa khẩu, triển khai bước kế tiếp đánh đổ toàn bộ Tiêu gia. Tiêu Thiên bị anh cả nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, vừa cười vừa nói, anh làm sao vậy? Tiêu Phàm lắc đầu, hỏi ngược lại Tiêu Thiên. Tiêu Thiên à, em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tiêu Phàm nhìn thấy ví tiền của Tiêu Thiên phòng to, nên xem xét bên trong, cậu thấy trong ví có khoảng 2 ba nghìn đô la, ngoài ra còn có mấy thẻ ngân hàng. Vừa rồi Tiêu Phàm cũng điều tra, tiền mặt trong mấy thẻ cộng lại hơn 100 vạn. Về phần mật mã của thẻ ngân hàng, Tiêu Phàm không cần phải hỏi, chính là ngày sinh nhật của Tiêu Thiên. Tác phong làm việc của Tiêu Thiên cùng cậu không giống nhau, đỉnh đạc, lại không kiên nhẫn nên nhất định sẽ không đặt mật mã quá phức tạp, Tiêu Thiên làm việc chỉ mới 3 năm, lại chưa từng tham gia buôn bán, nhưng tài khoản ngân hàng lại có hơn trăm vạn. Anh à, em thì làm được việc gì chứ, chẳng qua em chỉ hỗ trợ phê công văn mấy lần. Bọn người Uông Thuật Đồng còn lợi hại hơn em nhiều, Uông Thuật Văn giới thiệu nghiệp vụ cho công ty của nhị thúc hắn, mỗi khoản được trích phần trăm hoa hồng mấy chục vạn. Thật ra thì có giới thiệu nghiệp vụ gì đâu chứ, đơn giản là thay đổi biện pháp chiếm lợi ích xí nghiệp nhà nước thôi. Tiêu Thiên thản nhiên nói tiêu phàm biết tiêu thiên không có thổi phòng sự việc thủ đoạn làm tiền của con cháu thế ra quần là áo lượt thủ đô chỉ vỏn vẹn có mấy chiêu như vậy thôi tất cả mánh khóe đều được hình thành trên quyền lực nhưng đó không phải là điểm mấu chốt điểm quan trọng chính là ở chỗ trụ cột quyền lực này phải vững chắc không thể bị đánh tan một mai khi nền móng quyền lực bị sụp đổ thì tất cả những quy tắc ngầm này cũng sẽ lập tức biến thành hành vi phạm tội nếu như tình thế trái ngược uông lão ra qua đời những hào môn thế gia khác sẽ ra tay đối phó với Uông gia, họ cũng sẽ nắm lấy những điểm yếu này, đem quyền hạn nắm giữ ở trong tay." Tiêu Phàm trầm ngâm nói. "Tiêu Thiên, bệnh của ông nội càng ngày càng nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này, em tốt nhất phải thường đến bệnh viện chăm sóc ông." Về chuyện khuyên Tiêu Thiên không được có hành động hồ đồ, thì Tiêu Phàm không có nói, bởi có nói cũng vô dụng. Thứ nhất, dù có nói thì Tiêu Thiên chưa chắc chịu nghe, thứ hai trong trận đánh cờ đẳng cấp chính trị này, Tiêu Thiên chỉ là một quân cờ bị lợi dụng, phẩm đức cá nhân của Tiêu Thiên thế nào không quan trọng. Nếu như quá trình luyện chế càn khôn đại hoàn đan kéo dài tuổi thọ của Tiêu Lão ra gặp chuyện ngoài ý muốn thì Tiêu Phạm nhất định sẽ liều mạng. Nếu như Tiêu ra không thể tránh được đại họa thì có thể cứu được người nào hay người ấy. Tiêu Thiên chính là đối tượng được đưa vào vị trí quan trọng nhất cần phải bảo vệ. Ngô Thạc Sương cũng đã từng nói, hai vị thiếu gia của tiêu gia đều mang tướng mệnh thiên tử chi mệnh, trí tôn chi tương. Nếu như tiêu thiên có thể tránh được tai họa, có lẽ chính là hy vọng duy nhất để tiêu lão gia có thể kéo dài tuổi thọ, đông sơn tái khởi. Dạ, lần này, tiêu thiên cũng không hề do dự mà đáp ứng. Tiêu phàm lại nhoẻn miệng cười, từ trên cổ tháo xuống một cái hồ lô nho nhỏ làm bằng hắc ngọc, dùng một sợi dây đỏ sỏ qua, đưa cho tiêu thiên, nói. Đây là một món đồ chơi anh tìm được từ một chợ đồ cổ, nghe nói có thể tiêu tai, giải họa, em đeo ở trong người đi. Lời này mang theo ý ra lệnh. Đem tất cả chợ đồ cổ lật tung lên hết cũng chưa chắc tìm được một món đồ chơi như vậy. Đây là năm tiêu phàm 18 tuổi, chính tay chỉ thủy sư tổ đã cởi xuống và đeo lên cổ tiêu phàm. Cái hồ lô nho nhỏ này đã được đeo bên người chỉ thủy sư tổ hơn 60 năm, lại đeo trên cổ tiêu phàm gần 9 năm. Mỗi ngày lấy nguyên khí làm thức ăn, ngưng kết tinh khí chân nguyên của hai đời trưởng giáo vô cực môn, chỉ cần đem hồ lô ngọc này mang theo bên người, kết hợp với mệnh tương bản thân Tiêu Thiên, vậy thì bất cứ tai họa nào cũng không thể ứng xuống người của Tiêu Thiên. Tiêu Thiên vội vàng đưa hai tay ra nhận lấy, quan sát một cách tỉ mỉ, nhưng cậu cũng không thể nhìn ra được hồ lô hắc ngọc này có chỗ khác thường nào. So với những trang sức tinh khiết khác thì hồ lô hắc ngọc này quả thật không tính là vật giá trị lắm. "Anh à, đây là vật gì vậy?" Tiêu Thiên có chút khó hiểu, trong đầu cũng có chút vướng mắc nguyên nhân không bởi vì cái gì khác chỉ là tiêu thiên không thích đeo những đồ vật linh tinh này trên người cho lắm tiêu nhị ca là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất cứ nghĩ đến đeo trên ngực một cái hổ lô đen xì như vậy thì cảm thấy không bình thường chẳng qua là cậu không dám biểu hiện vẻ khó chịu ở trước mặt tiêu phàm thôi tiêu phàm trầm ngâm nói tiêu thiên à em không nên hỏi tại sao nói tóm lại em nhất định phải đeo cái hổ lô hắc ngọc này trên người 24 tiếng không được tháo ra, cho dù lúc tắm rửa cũng vậy. Hiểu chưa? Thấy vẻ mặt Tiêu Phàm vô cùng nghiêm túc, Tiêu Thiên lại càng hoảng sợ, nghi ngờ nói: "Anh à, dường như em cảm thấy có chuyện gì đó rất lớn sắp xảy ra." "Ông nội không sao chứ? Đây cũng không phải lần đầu tiên ông nằm viện." Tiêu Thiên bắt đầu suy nghĩ, chắc chắn có chuyện gì đó mà cậu chưa biết. Lúc nào Tiêu Phàm cũng không nói rõ ràng ý tứ của mình, nên cậu chỉ còn cách đi phân tích thôi. Trông thấy dáng vẻ nghiêm túc kỳ lạ của Tiêu Phàm, trong đầu Tiêu Thiên luôn có một dự cảm chẳng lành. Anh cả thế nhưng lại học theo bộ dáng của người tu đạo. Mặc dù Tiêu Thiên không hề tin tưởng tác dụng huyền diệu gì đó của hồ lô hắc ngọc, nhưng cũng không hoàn toàn bài xích. Hơn nữa, lúc trước bất cứ lúc nào cậu nhìn thấy Tiêu Phàm, Tiêu Phàm bao giờ cũng ôn hòa nhã nhặn, không có việc gì có thể khiến anh ấy sợ hãi. Nhưng mà mấy tháng nay, cậu lại trông thấy anh cả cứ nhíu mày suốt. Chẳng lẽ ông nội thực sự không còn sống được bao lâu nữa sao? Đối với Tiêu Gia mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng lớn, đối với thành tựu về mặt y học của anh cả, Tiêu Thiên chưa bao giờ nghi ngờ. Tiêu Phàm không phủ nhận mà nói, tình hình bây giờ không giống với trước kia, ông nội đã lớn tuổi rồi. Trước kia có khi nào em thấy ông ở trong bệnh viện đến 2 tháng chưa? Vậy anh nhất định phải nghĩ ra biện pháp chứ, chẳng phải thuật châm cứu Đông y của anh rất lợi hại sao? Tiêu Thiên có chút nóng nảy. Anh đang tìm biện pháp, anh chỉ là lo lắng ngộ nhỡ. Tiêu Thiên tới đây, để anh đeo cho em. Nói xong, Tiêu Phàm lấy hồ lô hắc ngọc từ trong tay Tiêu Thiên, Tiêu Thiên vội vàng buông hết những suy nghĩ trong đầu, dù trong lòng hắn có khó chịu thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể làm ngược lại tâm ý của anh cả được. Tiêu Phàm rất nghiêm túc đeo hồ lô hắc ngọc trên cổ Tiêu Thiên, tiện tay sửa sang cổ áo cho cậu ta. Vỗ vỗ bả vai của Tiêu Thiên, nhẹ giọng nói. Tiêu Thiên, nhớ kỹ lời anh, bất kể lúc nào cũng không thể tháo hồ lô hắc ngọc này xuống, cũng không thể làm vỡ. Dạ anh, em nhớ kỹ rồi. Tiêu Thiên đành phải liên tục gật đầu. Nhắc đến cũng rất kỳ lạ, cái hồ lô hắc ngọc này vừa áp vào ngực, Tiêu Thiên liền cảm thấy rất ấm áp, hơn nữa cảm giác ấm áp này lan đến tận tứ chi, khắp người đều có cảm giác thoải mái dễ chịu không thể diễn tả được. Tiêu Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chương 67, lời trách mắng của cha. Trong tiểu viện yên tĩnh, một số cây không phải là loại cây xanh quanh năm đều trở nên khô vàng héo hắt. Mùa đông đã đến rồi. Tiêu phàm chậm chậm đi vào cửa, đi về hướng phòng bệnh. Lần này, bệnh tình của ông nội vô cùng trầm trọng, đã ở bệnh viện trăm linh một hơn 2 tháng rồi, nhưng không hề có dấu hiệu có thể xuất viện. Phó viện trưởng Ninh, người có quan hệ đặc biệt thân thiết với tiêu trạm đã lén trao đổi với ông, rằng phải chuẩn bị tâm lý sâu nhất. Đương nhiên bệnh viện đã dốc hết toàn lực chữa trị, phó viện trưởng ninh đã đích thân làm tổ trưởng tổ chuyên gia chữa bệnh cho tiêu lão gia lúc tiêu phàm đi vào phòng bệnh là lúc tiêu trạm cũng có ở đó còn có thư ký của tiêu lão gia và trương hộ sĩ thấy tiêu phàm bước vào cửa trên mặt tiêu bộ trưởng lộ ra vẻ không vui biết rõ ông nội bệnh nặng trầm trọng nhưng tiêu phàm lại biến mất 2 tháng không hề xuất hiện ở bệnh viện lấy một lần thật không biết là nó bận rộn chuyện gì trước kia ngoại trừ việc khăng khăng muốn đi tu thì ở những phương diện khác Tiêu Phàm vẫn luôn là một người rất hiểu chuyện, cậu cũng chính là người khiến Tiêu Lão Gia vui vẻ. Nhưng bây giờ cũng không biết có chuyện gì xảy ra với cậu. Ngược lại Tiêu Lão Gia lại nở nụ cười vui vẻ. Tiêu Lão Gia nửa nằm ở trên giường, thân thể càng thêm gầy gò, trên cánh tay đã trở nên khô héo cắm ống chuyển nước biển, tinh thần cực kỳ kém. Thư ký cùng với trương hộ sĩ gật đầu với Tiêu Phàm một cái, coi như là chào hỏi. Tình hình của Tiêu Lão Gia như thế, bất cứ người nào cũng không thể vặn ra được vẻ tươi cười, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Ông nội, ba, tiêu phàm chậm rãi bước tới trước giường bệnh. Đi đâu, lâu như vậy mới chịu lộ mặt. Tiêu chạm xỉu mặt hỏi, trong mắt tràn đầy tiêm máu, nhìn qua có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này, tiêu chạm quả thật rất bận rộn. Từ khi Phó Viện trưởng Ninh lén lút trao đổi tình hình bệnh tật với ông, mặc dù tiêu chạm không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng cũng đành phải chuẩn bị công việc hậu sự cho Tiêu Lão ra. Cái gọi là chuẩn bị hậu sự của nhà nhất đảng Đại Hào Môn ở thủ đô cũng không đơn giản như những gia đình bình thường. Liên tục chừng 10 ngày, Tiêu Trạm đều ở đây gặp gỡ nhân vật quan trọng, bàn bạc về trận phong ba về chính trị sau khi ông cụ qua đời. Công tác của bản thân Tiêu Trạm cũng không thể bỏ mặt được, mà phía bệnh viện bên này cũng phải thường xuyên túc trực. Mặc dù Tiêu Trạm tuổi còn trẻ, thân thể cũng không tệ, nhưng ông cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. có chút việc gấp. tiêu phàm trả lời cha một câu đơn giản. cặp lông mày của tiêu trạm nhướng lên cao. rõ ràng câu trả lời này của tiêu phàm không đủ làm cho ông hài lòng. có chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe của ông nội mình chứ? chẳng qua là có mặt tiêu lão gia ở đây nên tiêu trạm không tiện răng dậy con trai, tránh cho ông cụ nhìn không thoải mái, bệnh tình lại nặng thêm. cơn tức giận của tiêu trạm nằm trong dự liệu của tiêu phàm. cậu trầm ngâm nói. Ông nội, cha, con có một số việc muốn đơn độc nói với hai người. Vẻ mặt của thư ký thoáng chốc cứng đờ. Ý của Tiêu Phàm chính là muốn hắn và Trương Hộ Sĩ tránh đi. Sự việc như vậy diễn ra ở vô số Hào Môn thế gia, thông thường thư ký đều tự hiểu, hắn cũng không muốn dính vào quá sâu. Hào Môn sâu tựa như biển, có đôi khi tham dự việc cơ mật quá sâu, chưa chắc là chuyện tốt lành gì. Chẳng qua loại yêu cầu này nói ra từ miệng của Tiêu Phàm, Thoáng có chút kỳ lạ nghiêm túc mà nói, tiêu phàm chẳng qua chỉ có quan hệ huyết thống với tiêu lão ra mà thôi, những việc lớn việc nhỏ của tiêu gia, cho tới bây giờ cậu cũng không hề nghe lọt tai. Cậu ta là, người tu hành. Đừng nói là những trưởng bối hào môn thế gia khác, cho dù là con gái hay thân thích khác của tiêu gia cũng đều bài trừ tiêu phàm. Hoặc giả chỉ có tiệc sinh nhật, kết hôn, hoặc những dịp ăn mừng như vậy thì bọn họ mới nhớ tới tiêu gia còn tồn tại một cháu đích tôn như vậy mà thôi cuối cùng tiêu trạm có vẻ đã không nhịn được nữa sắc mặt âm trầm đến đáng sợ kêu lên một tiếng nói có việc gì cứ nói đi ở đây cũng không có người ngoài những lời này của tiêu trạm hiển nhiên là muốn cấp cho bí thư mặt mũi bí thư của tiêu lão gia cũng là con trai trưởng của phó cấp bộ bát kinh giữ chức vụ cấp phó ở trung ương bộ ủy lại tham gia hội đồng quan trọng trong bộ vụ quyết định quan trọng của cán bộ cấp cao nhất cũng do hắn phản hồi lại cho tiêu lão gia khi tiêu lão gia đưa ra kiến nghị cũng do hắn phản hồi lại cho lãnh đạo chủ chốt cùng với những ban ngành liên quan tiêu phàm rất bình tĩnh gật đầu với cha một cái nhưng miệng lại đóng chặt lại không nói thêm bất cứ lời nào nữa tiêu lão gia nằm ở trên giường bệnh khẽ ho khan một tiếng chỉ phát ra vỏn vẹn một tiếng ho khan mà tiêu lão gia đã mất rất nhiều khí lực rồi bí thư lập tức gật đầu thấp giọng nói tiêu lão tiêu bộ trưởng tôi ra ngoài một lúc cha già đã biểu hiện thái độ của mình thì tiêu Trạm cũng không tiếp tục kiên trì nữa, chỉ mang theo một chút áy náy gật đầu với bí thư. Khóe miệng bí thư thoáng nhấc lên một nụ cười, trên mặt lập tức xuất hiện vết nhăn, biểu hiện bản thân ông hiểu, mong tiêu Trạm không cần phải để ở trong lòng. Trương hộ sĩ cũng vội vàng đuổi theo bí thư, hai người cùng nhau ra ngoài, đi tới cửa còn ngoái đầu nhìn giường bệnh của tiêu lão ra, rõ ràng là bà có chút không yên lòng. Tuy nhiên hai người rất nhanh đã đi ra ngoài cửa, nhẹ nhàng đóng cửa phòng chuyện gì, cứ làm ra vẻ thần thần bí bí. Bí thư cùng với trương hộ sĩ vừa đi ra, trên mặt tiêu chạm liền khắc vẻ không hờn giận, nhưng ai cũng biết chẳng qua ông chỉ đang cố gắng đè nén lửa giận trong lòng mình mà thôi. Cha, con có thể trị hết bệnh của ông nội. Tiêu phàm vô cùng bình tĩnh nói, giọng nói vẫn dịu dàng như trước. Tựa như đang kể một câu chuyện rất bình thường, không có nửa điểm xuất sắng. Con nói cái gì? Tiêu chạm vốn đang thong dong, chợt trợn to mắt, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Con đùa cái gì thế? Ngay cả giáo sư chuyên môn cao cấp của Bệnh viện 300 Linh một suốt toàn lực cũng không có cách nào chữa trị, bảo trong một khoảng thời gian ngắn, làm sao tiêu chạm có thể tin tưởng vào những lời này của tiêu phàm được chứ? Tiêu phàm khẽ vuốt cầm, nói. Cha, chuyện này nói ra rất phức tạp, trước tiên con chữa cho ông nội tỉnh táo chút đã. Tiêu chạm không lên tiếng, không gật đầu cũng không lắc đầu lời của tiêu phàm thực sự khiến tiêu chạm quá mức kinh hãi nhất thời không thể tiêu hóa được đương nhiên ở sâu trong nội tâm ông vẫn mong lời tiêu phàm nói là sự thật không phải là đang trêu đùa ông tiêu phàm ngồi xuống giường bệnh của tiêu lão gia cầm lấy cánh tay gầy còm của ông nội một luồng hạo nhiên chính khí chậm rãi truyền vào huyệt lao cung của tiêu lão gia thân thể ông cụ quá mức yếu ớt chân khí không thể truyền vào quá mau được bằng không thì ông cụ không thể nào chịu đựng nổi chỉ chốc lát sau gương mặt xám cho của tiêu lão ra dần dần hiện lên hai vệt đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt đôi mắt đục ngầu vô thần cũng dần dần trở nên long lanh có thần cả người trong nháy mắt trở nên sức sống bừng bừng tiêu trạm không nén được mà há miệng ngạc nhiên đây chính là ý của tiêu phàm muốn tạo ra hiện trường hiệu quả giải phóng khí công của tiêu phàm rất hữu hiệu tiêu lão ra dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn con trai mình nhàn nhạt, nhạt nói giọng nói vững vàng không giống như là một người bị bệnh nặng thập tử nhất sinh giải phóng là nhũ danh của tiêu trạm nghe nói lúc mới sinh ra ngay lúc phùng lão gia dẫn đầu một đám quân đội đánh thắng một trận lớn giải phóng một huyện thành sau nghỉ lâm môn tiêu lão gia liền cao hứng đặt cho con trai nhũ danh là giải phóng mấy chục năm sau tiêu lão gia vẫn luôn gọi con bằng cái tên ấy tiêu trạm liên tục gật đầu sự thật xảy ra ở trước mắt tận mắt nhìn thấy ông cũng không thể không tin được tiêu phàm lại lấy ra một thanh diệp tiểu đao gâm vài châm trên người ông cụ làm cho kinh mạch trong người tiêu lão ra vận hành thông suốt hơn, tạo điều kiện cho chân khí trong cơ thể ông tuần hoàn dễ dàng hơn. Lúc này tiêu phàm mới ngẩng đầu lên, bàn bạc với tiêu chạm. Cha à, hiện tại, con lấy chân khí do chính con tu luyện, truyền vào trong cơ thể ông nội, để tinh thần ông nội phấn chấn hơn chút. Nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời, cũng không thể duy trì công dụng mãi được. Đây thuần túy là ngoại lực tác động từ bên ngoài thôi, hiệu quả lần sau kém hơn lần trước muốn cho ông nội triệt để có chuyển biến tốt, còn phải dựa vào biện pháp khác. Ừ, tiêu chạm gật đầu. Đạo lý này, ông chả hiểu gì cả, tuy nhiên, chân khí, mà tiêu phàm nói, ông thật sự không hiểu đó là gì. Con nói xem phải như thế nào mới có thể tìm ra biện pháp chữa trị tận gốc. Trong hốc mắt tiêu chạm tràn ngập hy vọng, vừa rồi tiêu phàm xuất ra chiêu thức này, khiến cho ông vô cùng tin tưởng. Có thể khiến một ông cụ ốm hấp hối, ngay cả sức lực để tăng hắn một tiếng cũng không có, trong phút chốc mặt mày trở nên hồng hào, thần thái sáng sủa. Coi như là đám chuyên gia do Phó Viện trưởng Ninh dẫn đầu dùng thuốc nhập tốt nhất chữa trị, e rằng cũng tuyệt đối khó có thể làm được. Có lẽ thuật châm cứu đồng y cùng với cái gọi là chân khí mà tiêu phàm nói có thể tạo ra tác dụng khó tin. Cha, nhắc đến bệnh này của ông nội, chúng ta phải nói đến nguồn gốc bắt đầu cơn bệnh, tại sao ông nội lại mắc bệnh, còn bị trầm trọng như thế nữa tiêu chạm hừ một tiếng, trên mặt thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Vấn đề này còn cần phải hỏi sao? Một ông cụ hơn 80 tuổi, tình trạng thân thể vốn rất ốm yếu, bất kể mắc phải bệnh gì cũng không phải là chuyện đương nhiên sao? Chẳng qua nếu như con trai đã nói như vậy thì chắc chắn có nguyên nhân. Tiêu phàm à, con nói xem tại sao? Ngoài dự đoán của mọi người là tiêu lão gia tựa hồ lại có hứng thú với lời nói của tiêu phàm, truy hỏi một câu tiêu phàm vội vàng chuyển hướng sang ông cụ, nghiêm mặt nói rằng. Ông nội, con đã từng bói quẻ cho ông, căn cứ theo mệnh cách của ông, ít nhất phải còn 3 đến 5 năm tuổi thọ, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề lúc này. Con nói bậy bạ gì đó, cái gì là mệnh cách, cái gì là tuổi thọ chứ? Hừm, tiêu phàm còn chưa có dứt lời, tiêu chạm liền lớn tiếng quát mắng, vẻ mặt ông vốn đã trở nên ôn hòa, thoáng cái trầm xuống, vô cùng tức giận. Tiêu lão ra khoát tay, nói giải phóng à hiện tại chỉ có ba người nhà chúng ta có lời gì thì cũng để tiêu phàm nói xong cái đã cho dù nói sai thì con hãy phê bình dạy dỗ nó là được không cho trẻ con nói ra lời nó muốn nói là một việc làm sai trái ngữ khí của ông cụ dường như cũng có chút không vui tiêu trạm là một đứa con có hiếu nghe cha nói như thế mặc dù trong lòng vẫn bất mãn như trước nhưng cũng không tiếp tục trách mắng tiêu phàm nữa tiêu phàm khẽ thở dài nói ông nội, cha, con cũng biết, con nói ra những lời này, hai người nghe xong sẽ cảm thấy rất hoang đường. Nhưng con nhất định phải nói ra, chuyện này liên quan đến tính mạng an toàn của ông nội, cũng liên quan đến sự thịnh vượng của tiêu gia, thậm chí là sinh tử tồn vong. Nếu như con không nói thì tất cả mọi chuyện sẽ không kịp nữa. Vẻ mặt tiêu phàm rất thành khẩn. Tiêu chạm hừ nhẹ một tiếng, nói. Con đừng có ở đó mà đe với dọa, muốn nói cái gì thì cứ nói đi. Có phải chuyện hoang đường hay không, ta tự nhiên có dự tính. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Tiêu Trạm vẫn dâng lên một trận lo lắng. Bởi vì ông hiểu Tiêu Phàm, từ trước cho đến nay, nó chưa bao giờ nói lung tung. Bây giờ lại nói ra những lời như vậy, có lẽ không đơn giản là trẻ người non dạ ăn nói lung tung. Chương 68, không có lựa chọn nào khác. Ông nội, ba, lão bí thư của thôn Hồng Sơn đã qua đời trước đó không lâu vì bệnh ung thư phổi hai người có biết không? Tiêu phàm nhẹ giọng hỏi. Hả? Đôi lông mày trắng bạc của ông cụ chợt nặng nề dương lên. Con nói là Tiêu Vĩ Thành. Xem ra ông cụ vẫn còn rất ấn tượng với vị bí thư nơi quê nhà của mình, chỉ chốc lát đã nói ra tên của hắn. Căn cứ theo tuổi tác mà tính thì Tiêu Vĩ Thành nhỏ hơn so với ông ngót nghét chẳng 30 tuổi, theo vai vế cũng được xem là thế hệ sau. Đúng, chính là Tiêu Vĩ Thành. Hắn hẳn còn rất trẻ, làm sao lại bị ung thư phổi chết chắc là do hút thuốc quá nhiều năm mươi mấy tuổi không đến sáu mươi tuổi không hút thuốc lá cũng không uống rượu cũng không hề có thói hư tật xấu nào lúc trước vốn thân thể của ông ấy rất tráng kiện nhưng sau khi mộ viên của ông cố và bà cố xây xong không bao lâu thì cha ra bị ung thư phổi rất nhanh đã qua đời tiêu phàm nói tóm gọn tình huống mặc dù tiêu vĩ thành là bí thư tri bộ của thôn hồng sơn nhưng khi hắn qua đời cũng không có ai coi như là chuyện quan trọng cần thiết phải báo cáo lên ông cụ huống chi khi đó ông đang nằm viện loại tin tức có thể khiến cho tâm tinh ảnh hưởng này lại càng không thể để cho ông cụ biết tiêu lão gia cao mày hỏi tiểu phàm con nói tiêu vĩ thành là sau khi mộ viên của ông cố và bà cố con xây không bao lâu thì qua đời ý của con là nói là giữa hai chuyện này có quan hệ đến nhau tiêu lão gia không hổ danh là tiêu lão gia mặc dù bị bệnh rất nghiêm trọng nhưng đầu óc vẫn xoay chuyển nhanh nhẹn như cũ quả thật bên trong có mối liên hệ ngoài ra tiêu an chính là cháu cố trai của nhị thái công ông nội ông còn có ấn tượng không ông cố của tiêu an cùng với ông cố của tiêu phàm là anh em ruột căn cứ theo thứ hạng gia phả thì tiêu an và tiêu phàm chính là anh em con chú con bác hai người cùng có chung ông sơ tiêu an lúc nó còn nhỏ ông có gặp qua một lần hắn làm sao ông cụ nhạy bén hỏi tiêu phàm nói chuyện này là từ sự kiện mộ viên của ông Cố và, và bà Cố được xây dựng lại lần đầu tiên. Đó chính là 8 tháng trước, Tiêu An dẫn một vị tiên sinh phong thủy từ thành phố Tam Giang đến thôn, cũng chính là thầy phong thủy, tên là Nghiêm Kim Sơn. Tiêu An ở thành phố Tam Giang làm một tiểu thương buôn bán làm ăn, lời được một chút tiền, cũng có thể xem là có gia sản bạc triệu. Tiêu An dẫn Nghiêm Kim Sơn về thôn tìm lão bí thư Tiêu Trí Thành, nói hắn bỏ tiền ra sửa chữa mộ viên cho ông Cố và bà Cố. Tiêu Vĩ thành đồng ý, còn đứng ra mướn nhân viên. Mộ viên dựa theo bản vẽ của Nghiêm Kim Sơn mà xây dựng, thế nhưng sau khi mộ viên xây xong thì trong vòng 3 tháng mấy người này lần lượt xảy ra vấn đề. Sắc mặt Tiêu Trạm trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu lão ra thì ngược lại vẫn như cũ, thản nhiên hỏi. Xảy ra vấn đề gì? Tiêu Phàm lại đem cảnh mộ cả gia đình Tiêu An cùng với Nghiêm Kim Sơn nói ra một lần, cậu kể rất cặn kẽ nhất là bệnh tình kỳ quái của Nghiêm Kim Sơn, càng miêu tả tỉ mỉ hơn. Ông nội, ba, bây giờ Nghiêm Kim Sơn đó vẫn còn ở Bệnh viện Nhân dân thành phố Tam Giang, còn bốn tháng nữa thì hắn mới có thể chết. Tiêu trạm không kèm được, nghiêm nghị hỏi. Làm sao con biết còn bốn tháng nữa hắn mới có thể chết? Làm sao có thể khẳng định được? Tiêu phàm chậm rãi nói. Con khẳng định, toàn thân hắn chảy mủ, muốn sống không được mà muốn chết không xong, đây chính là do trời phạt hắn đã tùy tiện sửa đổi phong thủy phần mộ tổ tiên của tiêu gia chúng ta. Một năm, 365 ngày, một ngày một đêm cũng không thể giảm bớt. Nói nói hưu nói vượn. Tiêu chạm chợt đứng lên, liên tục đi tới đi lui trong phòng bệnh, chia tay chỉ vào tiêu phàm, ngón tay cũng đang run rẩy rõ ràng đang rất tức giận. Cái gì là phong thủy, cái gì là báo ứng trời phạt chứ? Mấy thứ này, con nghe được từ đâu? Hừ, ta cũng biết con đi học đạo thuật gì đó, Hoàn toàn là thứ phong kiến mê tín, nhưng những lời như vậy mà con cũng dám nói ra sao? Con muốn làm gì? Tiêu Phàm cũng không tức giận, đứng dậy, đối mặt với cha, nhẹ giọng nói. "Cha, lão tổ tông của môn phái chúng con truyền lại thuật bói toán, mệnh lý, tinh tượng phong thủy đều bắt nguồn từ thời xa xưa, đã tồn tại mấy nghìn năm, lúc nào cũng có đạo lý riêng, không phải chỉ một câu nói phong kiến mê tín là có thể phủ nhận được. Hiện tại, tuy rằng khoa học kỹ thuật phát triển" nhưng dẫu sao cũng có những hiện tượng dù có dùng quan điểm khoa học cũng không thể giải thích rõ ràng được mà những hiện tượng như vậy đâu đâu cũng có nói thí dụ như căn bệnh của nghiêm kim sơn dù làm thế nào thì bệnh viện nhân dân thành phố tam giang cũng không thể tìm ra nguyên nhân dù có dùng thuốc giảm đau tốt cỡ nào cũng không thể làm hắn giảm đi chút đau đớn thống khổ vợ cùng với con trai của nghiêm kim sơn đều không biết tại sao mà bị mắc bệnh chết còn lão bí thư tiêu vĩ thành không hút thuốc uống rượu Thân thể lúc trước vốn rất khỏe mạnh bỗng nhiên bị ung thư phổi, chưa tới 3 tháng đã chết. Một nhà bốn miệng của Tiêu An hiện tại cũng nằm bệnh viện, đoán chừng cầm cự không được bao lâu. Bọn họ đều là những người tham dự chính trong việc xây dựng lại mộ viên của ông Cố bà Cố, bao gồm người nhà của họ cũng xảy ra chuyện, cái này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Hừ. Tiêu Trạm nhất thời không biết làm thế nào để phản bác lại, chỉ đi tới đi lui, trên mặt vẫn tràn đầy tức giận như trước. Giải phóng vẫn là câu nói kia, con hãy để cho Tiêu Phàm nói hết những điều nó muốn nói, sau đó mới kết luận, đây mới là phương pháp khoa học. Bây giờ con ngay cả lời của nó cũng không muốn nghe thì làm sao có thể rút ra phán quyết toàn diện được chứ? Mắt thấy con trai tức giận, bắt đầu lộn xộn thì ông cụ chậm rãi lên tiếng, giọng nói vẫn bình thản như cũ. Còn nhớ lúc con còn trẻ hay không? Lúc đó con cũng có rất nhiều ý tưởng bất đồng, nhưng có bao giờ cha không cho con nói hết lời chưa? tiêu chạm chợt dừng bước, trên mặt thoáng xuất hiện vẻ suy tư, sắc mặt u ám kia cũng trở bên ôn hòa hơn, chậm rãi ngồi xuống một chiếc ghế ở bên cạnh, tuy nhiên vẫn nghiêm mặt như trước. Ông cụ lại xoay sang tiêu phàm. Tiểu phàm, con nói tiếp đi. Giọng nói ôn hòa, sắc mặt cũng bình thản, nhìn không ra được trong đầu ông rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, càng không thể nào biết được ông có tin hay là không tin những lời mà tiêu phàm nói. Dạ, ông nội, hơn hai tháng trước, con đã đặc biệt đi đến thôn Hồng Sơn. Con đã từng đi đến thôn Hồng Sơn, thế nào mà ta lại không biết? Tiêu chạm lại hỏi. Tuy rằng luận chức vụ thì tiêu phàm chẳng qua chỉ là một cán bộ phó sử cấp trong cục tôn giáo, nhưng cậu cũng là trưởng tôn của tiêu gia, nếu như cậu trở về thôn Hồng Sơn thì lãnh đạo nơi ấy chắc chắn phải trịnh trọng tiếp đái. Việc này không giống với ý nghĩa chính trị, chắc chắn sẽ có người thông báo với tiêu Trạm. Tiêu phàm nói, con không có kinh động đến lãnh đạo cấp tỉnh, không ai biết thân phận của con. Con chỉ đến xem bố cục phong thủy ở nhà tổ cùng với phần một tổ tiên, xem nó có bị phá hư không mà thôi. Nhà tổ không hề thay đổi, thế nhưng phong thủy của phần một tổ tiên hoàn toàn bị phá hư hết. Vốn là đằng long chi huyệt thượng cấp, lại bị người ta đổi thành âm sát tuyệt địa. Ba tháng trước ông nội đột nhiên bị bệnh chính là do nguyên nhân này. Có người muốn phá hủy toàn bộ tiêu gia chúng ta, câu sau cùng này, tiêu phàm dùng giọng điệu cực kỳ ngưng trọng. Hừ bọn họ muốn phá hủy là phá hủy được sao? Tiêu chạm nhịn không được mà cười lạnh một tiếng. Nhưng hắn lại không ý thức được, chính mình trong lúc vô tình đã tin tưởng theo vấn đề mà tiêu phàm đang suy nghĩ. Cha, ông nội khỏe mạnh hay không chính là việc quan trọng nhất. Toàn thân tiêu chạm khẽ run, đôi chân mày dương lên, ông vốn muốn thốt ra một câu phản bác lại. Nhưng liếc mắt thấy thân thể cha già đang rất suy yếu nằm trên giường bệnh thì lời nói đã đến khóe miệng chợt nuốt trở vào, Bất kể là như thế nào đi nữa thì những lời này của tiêu phàm xem như đã nói đến điểm mấu chốt. Vậy con nói xem con có biện pháp gì có thể trị hết bệnh của ông nội. Đây mới là vấn đề mấu chốt thật sự, về phần những chuyện kỳ lạ mà vừa rồi tiêu phàm nói thì tiêu chạm có thể bỏ qua không truy cứu. Dù sao tiêu phàm mọc ở học viện đạo giáo, chắn hẳn đã bị mê muội khó mà có thể kiềm chế được, mà tiêu chạm cũng không có ý định đi thuyết phục con trai. Tiêu phàm cũng coi như là người từng trái, dù ông có thuyết phục nó khiến nó trở lại phát triển trong thể chế thì thành tựu sau này cũng không cao. cuống chi tiêu phàm nói cũng không sai, nếu như cha bệnh không hết thì tiêu gia phải lập tức đối mặt với áp lực rất lớn từ bốn phía cùng với vô số mũi tên ngầm bắn lén, có thể đứng vững cũng coi là rất tốt rồi, tạm thời, căn bản không kịp nuôi dưỡng người nối nghiệp. Cha, bây giờ con đang chuẩn bị luyện chế một loại thuốc, gọi là càn khôn đại hoàn đan. Loại thuốc này là phương thuốc lưu truyền từ thời xa xưa, vô cùng hiệu quả nếu như có thể luyện thành để cho ông nội uống vào thì bệnh tình sẽ chuyển biến tốt. về phần chỗ tình diệu của càn khôn đại hoàn đan thì tiêu phàm không có ý định nói ra. thứ nhất tiêu trạm không ủng hộ quan điểm của cậu, thứ hai việc này vô cùng phức tạp, nói dăm ba câu cũng rất khó nói rõ ràng được. mặc dù như vậy thì tiêu trạm vẫn không tin. chiếu theo những gì con nói thì càn khôn đại hoàn đan thật sự là thần dược, có thể cải tử hồi sanh sao? cũng khó trách tiêu chạm không tin để chữa bệnh cho ông cụ. Bệnh viện đã tập trung tất cả bác sĩ giỏi nhất nước, gần như mỗi một vị đều là giáo sư đại tài đã thành danh rất lâu. Tổ chữa bệnh của phó viện trưởng càng được giới y học công nhận là nhân vật ngôi sao. Nhiều chuyên gia đại tài tập hợp ở một chỗ như vậy để trần bệnh cho ông cụ, dùng các loại thuốc tốt nhất toàn quốc thậm chí là tốt nhất toàn thế giới cũng không có hiệu quả. Tiêu Phạm có tài có đức gì mà dám lớn miệng như vậy? Tiêu Trạm là người theo chủ nghĩa vô thần vô cùng kiên định muốn hắn không tin đội ngũ chuyên gia của ninh phó viện trưởng ngược lại tin tưởng những lời tiêu phàm nói thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời nếu đã dưỡng thành từ vài thập niên há có thể dễ dàng vì vài câu nói là có thể bị thay đổi được tiêu phàm nhẹ giọng hỏi ngược lại cha cha nghĩ rằng bây giờ chúng ta còn lựa chọn nào khác sao tổ chuyên gia chứa chị đã đưa ra ý kiến gì cha hẳn rất rõ ràng chứ tiêu phàm tức khắc ngây ngẩn cả người Tiêu Phàm lại một lần nữa nói đến điểm quan trọng. Ninh Phó Viện trưởng thật sự đã báo với ông kết quả cuối cùng, hơn nữa nếu như không có chuyện gì xảy ra thì trong một hai tháng nữa thì kết quả này sẽ xuất hiện. Tổ chuyên gia đã nói như thế chứng tỏ bọn họ đã thật sự không thể làm gì được nữa. Tiêu lão gia vẫn ôn hòa như cũ. Tiểu phàm, cái càn khôn đại hoàn đan này, con nắm chắc mấy phần. Ông nội, nếu như ông và cha đều giúp đỡ con thì có trên 80% thành công. Tiêu Phàm khẳng định nói. Nắm chắc 80%. Tiêu chạm giật mình. Ông hiểu tính nét đứa con trai của mình, nếu như nó nói như vậy thì tuy nó không nắm chắc 10 phần cũng nắm chắc 9 phần. Được, vậy con nói xem, con muốn chúng ta giúp đỡ con thế nào? Ông cụ nở nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng cầm tay Tiêu Phàm nói. Vẻ mặt ông rất ôn hòa, hết sức hiền lành, ẩn hàm ý khích lệ. Chương 69, ngũ hành tiếp dẫn trận. Ông nội, con muốn ở trong phòng bệnh này bố trí một ngũ hành tiếp dẫn trận. Tiêu phàm trầm ngâm, dường như cuối cùng đã có quyết định. Không thể nào. Tiêu lão ra chưa trả lời thì tiêu chạm không chút khách khí từ chối. Đây là nơi nào? Dù sao đây cũng là phòng bệnh của cán bộ cao cấp của bệnh viện đẳng cấp nhất. Trong thời gian ông cụ nằm viện, không biết có bao nhiêu lão đồng chí đức cao vọng trọng cùng với những cán bộ lãnh đạo cấp cao đến thăm. Muốn bày trận trong phòng bệnh này, chẳng khác nào nói cho người ta biết mình, phong kiến mê tín, đây quả thực là việc không thể tưởng tượng nổi. Tiêu lão ra không thèm đếm xỉa tới tiêu chạm, trực tiếp quay sang tiêu phàm hỏi. Cái ngũ hành tiếp dẫn trận này có tác dụng gì? Dường như ông cảm thấy rất có hứng thú với tất cả những gì tiêu phàm nói. Tiêu Trạm liền vô cùng kinh ngạc nhìn cha già, sao tính nét ông cụ hôm nay lại thay đổi nhiều như vậy? Chỉ có điều mỗi khi ông cụ có thái độ khác thường cũng là lúc đại biểu cho sắp có chuyện rất quan trọng sắp phát sinh, tiêu Trạm cũng cảnh giác. Ông nội con đã thôi diễn tướng mệnh cho ông, tuổi thọ của ông vượt xa số tuổi hiện tại, ít nhất còn 3 đến 5 năm tuổi thọ. Nhưng sau khi phong thủy của phần mộ tổ tiên bị phá hư thì thiên cơ đã nghịch chuyển nên ông mới bị nhiễm bệnh. Hiện tại nhất định phải đưa thiên cơ nghịch chuyển này trở về chỗ cũ. Càn Khôn Đại Hoàn Đan tất nhiên là thần dược, nhưng không kết hợp với lực thiên địa thì căn bản không thể luyện chế ra được. Lực thiên địa này nhất định phải có tác dụng trên người của ông thì Càn Khôn Đại Hoàn Đan mới có công hiệu chữa bệnh kéo dài tính mạng ông con sẽ ở một nơi khác chế thuốc, ngũ hành tiếp dẫn trận này sẽ đem khí thức của ông câu thông với lực thiên địa, khiến cho càn khôn đại hoàn đan nhận chủ. Tiêu chạm nghe đến chóng mặt, ông chưa bao giờ tiếp xúc với loại, tri thức này, ngay cả những thứ cơ bản thông thường nhất cũng không hiểu. Bây giờ lại nghe tiêu phàm nói như vậy thì đương nhiên là hoàn toàn không cách nào hiểu được, càng nghe càng mờ mịt. Tiêu lão ra khẽ cười một tiếng, nói. Ha ha, không ngờ đến môn đạo này của các con lại có nhiều đạo lý như vậy vậy con nói một chút xem cái ngũ hành tiếp dẫn trận mà con nói làm sao có thể bố trí được. Tiêu phàm mỉm cười nói, cái này cũng không phức tạp, pháp khí để bày trận con đều mang đến rồi. Ô, lấy ra cho chúng ta xem. Ông cụ càng thêm hứng thú. Tiêu phàm nghe lời lấy ra sáu ngọc bài màu vàng lớn chừng bàn tay, hình lục giác được gọt đẽo rất tinh xảo, dưới ánh sáng nhu hòa của phòng bệnh, dường như có một tầng xương mù nhàn nhạt, nhạt bao phủ bên ngoài tập trung nhìn kỹ có thể thấy được trên mặt ngọc bài có khắc những hoa văn rất kỳ lạ tiêu chạm nhìn không ra được đó là đồ án gì nhìn qua hình dạng rất là lộn xộn tiêu lão ra bột miệng thốt lên bức vẽ hỗn độn này rất tinh xảo lần này ngay cả tiêu phàm cũng giật nảy người ông nội ông biết những hình vẽ hỗn độn này sao ông cụ cười một tiếng nói trước đây đã có thấy qua về phần gặp ở nơi nào thì ông cụ chỉ im lặng không đề cập tới ông nội vạn vật trong thiên địa đều mang theo hỗn độn lấy càn khôn làm mẫu các thế hệ truyền nhân của vô cực môn chúng con đều nghiên cứu bí ẩn của hỗn độn con dự định để những ngọc bài này ở đâu tiêu chạm nói chen vào mắt thấy ông cụ dường như cảm thấy rất có hứng thú với những lời nói của tiêu phàm thì tiêu chạm cũng thay đổi dự tính ban đầu hơn nữa tiêu phàm nói cũng không sai nếu như ngay cả ninh phó viện trưởng cùng với những chuyên gia có thâm niên đều bày tỏ không có cách nào chữa trị thì muốn cứu tính mạng của ông cụ nhất định phải sử dụng biện pháp khác biết đâu biện pháp này của tiêu phàm có kết quả thì sao chẳng phải đây là chuyện tốt đẹp hay sao đương nhiên nếu như là một người khác chạy đến đây nói những lời này thì tiêu chạm chắc chắn đã nổi cơn tam bành không khách khí mà đánh đổi người đó ra ngoài từ lâu rồi nhưng người này lại là con trai ruột của mình trung quy cũng là một trường hợp ngoại lệ dù có nói thế nào thì tiêu phàm cũng là huyết thống dòng chính của tiêu gia, tuyệt đối sẽ không làm những việc bất lợi với tiêu gia. Tiêu phàm chỉ mong muốn ông nội có thể sống trường thọ, tiêu chạm làm sao có thể ngăn cản được chứ. Con sẽ sắp xếp ở bên trong phòng bệnh này. Tiêu chạm nhíu mày, nói. Vật kỳ quái như thế mà bày biện bên trong phòng bệnh, con không cảm thấy làm vậy rất chướng mắt sao. Chẳng ra cái gì cả. Tiêu phàm mỉm cười, nói. Cha, đương nhiên là bố trí ở những chỗ người ta không thấy rồi tiêu phàm vừa nói vừa quét mắt xuống nền nhà tiêu trạm nhìn theo ánh mắt của cậu chợt bừng tỉnh nền của phòng bệnh đều được lót thảm màu vàng thật dày lúc tiêu lão ra nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi thì trong phòng bệnh phải giữ yên lặng nên việc trải thảm rất cần thiết đem những ngọc bài này đặt dưới thảm sẽ không bị người khác phát hiện ngược lại tiêu trạm có thể miễn cưỡng đồng ý hơn nữa hoa văn trên ngọc bài này không theo một quy tắc nào cả không giống với các loại kiếng bát quái mà đạo sĩ hay sử dụng khiến cho người ta vừa nhìn đã biết là những thứ phong kiến mê tín kia trong mắt người bình thường thì những thứ này cũng giống như những vật do thiên nhiên tạo thành ông cụ khép hờ hai mắt rơi vào trầm tư trong phòng bệnh thoáng cái trở nên vô cùng yên tĩnh tiêu chạm và tiêu phàm đều quay sang nhìn ông cụ chờ ông quyết định một lát sau ông cụ mở hai mắt ra nhìn về phía tiêu phàm sắc mặt ngưng trọng hỏi tiểu phàm con vừa nói các con thuộc trường phái nào? Vô Cực môn. Tiêu Phàm cung kính đáp, trong lòng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, chẳng biết vì sao ông nội lại đột nhiên coi trọng chuyện này. Vô Cực môn, Vô Cực môn, lão tiên sinh Triệu Chỉ Thủy kia, con có biết không? Tiêu Phàm nhướng mày, giật mình nói. Ông nội, ông quen biết sư phụ con à? Đây là một chuyện thật sự không thể ngờ được. Ánh mắt của ông cụ trở nên có chút hoảng hốt dường như trở về những năm tháng khói lửa trước kia, khẽ nói. Quen biết, lần nọ đánh thị trấn Giao Vũ, đội phòng thủ của giặc ngoại xâm rất cường hãn, mà bọn giặc ngoại xâm cũng rất ngoan cố, chúng ta lại không có vũ khí hạng nặng, chỉ có một bộ sơn pháo tịch thu được của quân địch, nhưng đốt nhiều lần cũng không thể kích nổ được, chỉ còn lại hai phát đạn pháo, nhưng hỏa lực rất yếu căn bản không đủ dùng. Lão tiên sinh triệu chỉ thủy đúng lúc đi ngang qua, bói cho một quẻ, Ông ấy đã đoán ra vị trí của bộ tư lệnh đội phòng vệ của giặc, hai phát đạn đã trúng mục tiêu, trực tiếp chôn bộ tư lệnh của quân giặc. Cứ như vậy, cuối cùng quân đội cũng có thể đoạt lại thị trấn, hôm ấy cũng là ngày cha con ra đời. Nhiều năm như vậy, ông cũng chưa từng gặp lại ông ấy, không ngờ ông ấy lại là sư phụ của con. Tiêu Phàm ngạc nhiên, không ngờ giữa ông nội và sư phụ lại có một màn gặp gỡ như thế, nhưng cậu lại chưa từng nghe sư phụ nhắc qua chuyện cũ này. Sư phụ con có khỏe không? lần đó ở bên ngoài thị trấn giao vũ gặp được tiên sinh ông ấy có phong thái như thần tiên sợ rằng cũng năm sáu chục tuổi rồi ông đã thành tâm mời ông ấy ở lại quân đội nhưng bất kể thế nào ông ấy cũng không chịu chỉ nói là ông ấy cùng với tiêu gia chúng ta có duyên sau này sẽ có cơ hội gặp lại chỉ là ông thật sự không ngờ tới ông ấy nói hẹn gặp lại chính là thu nhận con làm đồ đệ tiêu trạm nghe được chuyện này cũng trợn mắt há mồm câu chuyện cũ này ngay cả ông cũng là lần đầu tiên nghe cha nhắc đến thân thể của sư phụ rất tốt, mấy năm trước đã ra ngoài du ngoạn rồi. Ra ngoài du ngoạn, hai mắt của tiêu chạm trợn thật to. Ông ấy đã bao nhiêu tuổi rồi? Hơn 50 năm trước, ngày hôm đó cũng chính là ngày ông ra đời, lúc ấy triệu chỉ thủy cũng đã năm sáu chục tuổi, vậy bây giờ chẳng phải là hơn trăm tuổi rồi hay sao? Ông ấy đã lớn tuổi như vậy rồi, chẳng những còn sống mà còn có thể đi ra ngoài du ngoạn. Dù sao thì tiêu chạm cũng khó có thể tin nổi. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Cha, người tu đạo thanh tâm quả dục, sư phụ con lại tinh thông nội công đạo khí thuật, sống trường thọ cũng là điều hợp lý. Các thế hệ tổ sư của vô cực môn, chỉ cần không gặp tai họa bất ngờ thì mỗi vị đều có thể sống đến hết thọ hạn. Theo lời đồn thì Trần Đoàn Lão Tổ, Hy Di Lão Tổ, người đã sáng lập ra tử vi đấu sổ sống đến hơn 100 tuổi. Thậm chí có sách cổ ghi chép lại thì Hy Di Sư Tổ sống đến mấy trăm tuổi, sau đó đăng thành tiên tiêu chạm không nói gì, chỉ có điều trong nội tâm ông đối với, đạo, mà tiêu phàm nói đã có chút quan điểm không giống trước kia. Triệu chỉ thủy có thể bói ra vị trí chính xác của bộ tư lệnh quân đội phòng vệ của địch, chỉ dẫn cho pháo binh, chỉ dùng có hai phát đạn mà tiêu diệt cả bộ tư lệnh. Đây chính là bản lĩnh thật sự, không phải thuật sĩ Giang Hồ có thể làm được. Cho dù là may mắn cũng không thể nào may mắn đến như vậy. Ông cụ cười một tiếng, khẽ gật đầu, nói đồ đệ của triệu chỉ thủy lão tiên sinh chắc chắn cũng có chút tài năng. Tiểu phàm, con bắt đầu đi. Trong giọng nói mang theo sự vui mừng, còn có một chút hãnh diện. Vâng, tiêu phàm lập tức đứng lên, đi tới chính giữa của phòng bệnh, mắt liếc phương hướng, hướng về phía bên phải bước về phía trước năm bước, vén thảm trải sàn lên, lộ ra gạch men màu trắng xứ, kích cỡ 60cm vuông. Hàn quang chợt lóe lên, trong tay tiêu phàm xuất hiện một cây liễu diệp đao, cậu ngồi sổ người xuống, Dùng tiểu đao rạch xung quanh viên gạch một vòng. Không biết tiểu đao đó làm bằng chất liệu gì mà cực kỳ sắc bén, cắt xung quanh viên gạch thật chỉnh tề. Tiêu Phàm lại dùng liễu diệp đao khu động mấy cái ở bốn phía của viên gạch, xòe bàn tay ra đặt ở chính giữa viên gạch, nhẹ nhàng hít một hơi, ống tay áo phải tức khắc bay bay lên. Tiêu chạm nhìn thấy thì không hiểu sao, chẳng biết cậu muốn làm gì. Chẳng lẽ Tiêu Phàm chỉ dựa vào một thanh đao nho nhỏ như vậy mà muốn cạy viên gạch men ra? Không đợi tiêu chạm suy nghĩ rõ ràng thì chỉ nghe một tiếng, phục, rất nhỏ, cả viên gạch men đã bị tiêu phàm lấy ra ngoài, dính thật chặt trong lòng bàn tay của tiêu phàm, dường như bị một lực hút rất mạnh dính vào vậy. Tiêu chạm nhất thời há to mồm chẳng hiểu tại sao. Cái này, đây là võ công hay là yêu pháp? Tiêu phàm lấy viên gạch để qua một bên, lấy ra một ngọc bài màu vàng, cẩn thận đặt ở phía bên dưới, ngọc bài kia lớn chừng bàn tay, dày chừng 2cm năm ngón tay của tiêu phàm mở ra đè sát ngọc bài xuống nền cũng không thấy cậu dùng sức thế nào mà ngọc bài liền lún xuống nền xi măng cứng rắn phảng phất như bên dưới không phải là nền làm bằng xi măng mà là bê tông chưa đông đặc lại vậy tiêu chạm lại lần nữa nhìn đến trợn mắt há mồm giống như đang nhìn biểu diễn ảo thuật vậy tiêu phàm cũng không để ý đến vẻ hoảng sợ trên mặt của cha mà đem viên gạch men trả về chỗ cũ vừa khít như lúc ban đầu sau đó trải thảm lên tuy rằng viên gạch men này đã bị lỏng lẻo nhưng thảm trải nên cũng rất dài, người bình thường dẫm lên đó rất khó phát hiện ra điểm khác thường. Kế tiếp, tiêu phàm làm theo cách cũ, rất nhanh đã chôn năm ngọc bài vào năm hướng khác nhau. Còn một ngọc bài còn lại thì chôn cẩn thận dưới giường bệnh của tiêu lão ra. Cũng may là giường bệnh của ông cụ là loại có bánh xe ở bốn chân, có thể di chuyển được. Ông nội, trong vòng 7 ngày, ông nhất định phải ở trong phòng bệnh này, không thể đi bất cứ chỗ nào. Làm xong tất cả thì Tiêu Phàm đứng lên, đẩy giường bệnh của ông cụ trở về chỗ cũ, trịnh trọng nói. Ông cụ cũng rất nghiêm túc gật đầu một cái. Tiêu Phàm cũng không nán lại lâu, lập tức xin từ biệt. Tiêu Phàm nhìn theo bóng lưng rời khỏi của con trai, một hồi lâu sau mới mở miệng nói. "Cha, cha tin tưởng?" Ông cụ cười nhạt, hỏi ngược lại ông. "Nó là con trai con, con không tin nó sao?" "Thế nhưng..." "Không có thế nhưng gì cả." việc này cũng giống như đánh trận, đã đến giây phút quan trọng nhất, chỉ cần có thể chiến thắng là được, không cần thiết phải lo lắng dùng phương pháp gì. Con chưa từng thấy qua sư phụ của nó, nếu như con gặp qua một lần thì suy nghĩ của con cũng sẽ giống như ta. Ít hầu tiêu chạm khẽ run một cái, không nói thêm gì nữa. chương 70, lấy thiên tử mệnh ứng kiếp làm xong rồi sao? Tiêu phàm trở lại xe thì Tân Lâm cất giọng hỏi. Ừ, Tân Lâm có chút bất ngờ tư tưởng của tiêu lão ra thật đúng là sáng suốt. Cô vốn tưởng rằng tiêu phàm phải tốn rất nhiều công sức, thậm chí phải áp dụng một số thủ đoạn, dù sao thì bố trí pháp trận trong phòng bệnh của tiêu lão ra cũng là một chuyện khiến thế tục kinh hãi. Tiêu phàm mỉm cười, nói. Hơn 50 năm trước, ông nội có gặp qua sư phụ anh một lần, hơn nữa còn có chút giao tình. Hả? Tân Lâm cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, còn có loại chuyện như vậy sao? Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về chuẩn bị. Tâm lâm có chút do dự, dường như có chuyện muốn nói, cuối cùng vẫn nhịn xuống, khởi động xe, trực tiếp quay trở về chỉ thủy quan. Mục dục trai giới ba ngày, giờ tí ngày rằm mở lò luyện thuốc. Về đến chỉ thủy quan thì tiêu phàm liền phân phó ngắn gọn một câu. Tân lâm không giống như ngày thường, yên tĩnh tiếp nhận chỉ thị của cậu mà dừng bước, yên lặng nhìn về phía cậu, vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc trước nay chưa từng thấy qua. Tiêu phàm khẽ cười một tiếng. Lâm Nhi, thế nào? Tâm Lâm nghiêm túc nói. Có phải anh đã quên mất một chuyện quan trọng nhất? Chuyện gì? Tiêu phàm giả vờ không hiểu. Người ứng kiếp. Tân Lâm nói gằn từng câu từng chữ. Anh vì tiêu lão ra mà luyện chế càn khôn đại hoàn đan, nghịch thiên cải mệnh, vậy người ứng kiếp của anh ở nơi nào? Nghiêm Kim Sơn tự tiện sửa đổi phong thủy phần một tổ tiên của tiêu gia, lấy thân ứng kiếp, cho đến bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện nhân dân Tam Giang, ngày đêm đau đớn kêu rên, vợ và con thì bị chết một cách thảm thiết. Tiêu An và Lão Bí Thư cũng người trước tiếp nối người sau ứng kiếp. Hiện tại, Tiêu Phàm muốn cứu Tiêu Lão ra, thậm chí còn muốn đem vận số đã bị thay đổi của toàn bộ Tiêu gia đoạt trở về, như vậy thì sẽ lần nữa dẫn đến trời phạt. Muốn nghịch chuyển thiên cơ thì nhất đi phải có người ứng kiếp. Trong khoảng thời gian này, Tân Lâm vẫn luôn đi theo Tiêu Phàm chạy ngược chạy xuôi, không rời cậu nữa bước. Nhưng Tiêu Phàm chỉ thu thập đủ loại dược liệu cùng với Trường Xuân An hồn hương, lại không thấy cậu bố trí người ứng kiếp cho mình. Tiêu Phàm bình thản nói: "Anh chính là người ứng kiếp, hôm nay anh sẽ tiếp nhận trời phạt." Anh điên rồi sao? Tân Lâm rốt cuộc cũng gào lên, khuôn mặt trắng noãn tức giận đến đỏ bừng. Cô cùng chung sống với Tiêu Phàm đã hơn 3 năm, nhưng đây là lần đầu tiên Tâm Lâm kích động đến như thế. Trời phạt như thế, anh làm sao có thể chống đỡ nổi chứ? sẽ chết mất tiêu phàm xoay người đối mặt với tân lâm đang kích động khẽ nói rằng lâm nhi anh càng rõ ràng trời phạt đáng sợ thế nào hơn so với e nhưng trừ anh ra thì không người nào có thể ứng kiếp không thể nào nghiêm kim sơn thì thế nào tân lâm cũng không phải người ngốc nghếch dễ dàng bị lừa gạt như vậy kẻ địch đang núp trong bóng tối kia không phải đã đem lực trời phạt đổ lên người của nghiêm kim sơn và tiêu an sao Vợ chồng con cái của Tiêu An và vợ chồng con cái Nghiêm Kim Sơn đều có tướng mệnh phú quý, đặc biệt con trai của Nghiêm Kim Sơn càng có tướng mệnh đại phú đại quý, Vạn Kim Chi Sinh, Kỳ Di Chi Thọ, nhưng tất cả lại chết trong một buổi sáng. Tất cả đều làm người chết thay. Tiêu Phàm thở dài, nói: "Lâm Nhi, môn quy của vô cực môn là làm nhiều việc thiện, tích nhiều công đức, mà chúng tôi đều là đệ tử chính tông, không phải là tà ma ngoại đạo." nếu như anh gờ yêu ta ít hại người khác để kéo dài tính mạng của ông nội, xóa bỏ tai họa cho tiêu gia thì anh có khác gì tà ma ngoại đạo chứ? Gờ yêu ta ít hại người vô tội để đoạt lấy sự bình an phú quý thì làm sao có thể dài lâu được chứ? Quá nguy hiểm. Hai mắt tân lâm thoáng ngấn lệ. Tiêu phàm gật đầu một cái, nói rằng. Anh biết rõ rất nguy hiểm, cho nên mới chuẩn bị đầy đủ, em cứ yên tâm đi thế nhưng ngô thạc sương đã từng suy đoán qua tướng mệnh của tiêu lão gia và ba người đều là cực phú cực quý trước không nói đến việc này chỉ riêng tiêu thiên cũng có đủ cả thiên tử mệnh trí tôn tướng cướp đoạt tạo hóa nghịch thiên như vậy một mình anh có thể chịu được sao trên mặt tiêu phàm xuất hiện biểu hiện rất kỳ lạ chậm rãi nói chính là bởi vì như vậy nên người ứng kiếp cũng phải là thiên tử mệnh lấy thiên tử mệnh ứng kiếp chém hết trí tôn phúc lộc bất kể là tạo hóa nghịch thiên thế nào cũng có thể cướp được anh đã quyết tâm rồi sao? Ừ. Được, vậy hãy cộng em vào luôn, em và anh cùng nhau ứng kiếp." Tâm Lâm chậm rãi nói, từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng. Tiêu Phàm liền mỉm cười, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mềm mại của Tân Lâm, cười nói: "Em không thể ứng kiếp, em phải làm hộ pháp cho anh, lúc chế thuốc không thể để cho ngoại lực quấy rối, bằng không sẽ thất bại trong gang tấc." Cuối cùng một giọt nước mắt nho nhỏ lướt qua hai gò má của Tân Lâm. Tiêu phàm nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt, vươn tay ôm thân thể mềm mại của cô vào ngực mình, ôm thật chặt, sau đó buông tay ra, mỉm cười nói, Lâm Nhi, giúp anh mộc dục tắm gội. Tân Lâm giơ tay lên lau nước mắt, yên lặng đi sau lưng tiêu phàm. Ba ngày sau, giờ tí ngày rằm. Vầng trăng tròn sáng tỏ treo cao phía chân trời, tỏa ánh sáng dịu dịu màu bạc vô tận khắp bầu trời đêm vô biên vô tận, toàn bộ chỉ thủy quan cũng được bao phủ bởi một tầng ánh sáng tựa như thủy ngân vậy ở giữa phòng luyện đan của chỉ thủy quan có để một lò luyện đan kỳ lạ toàn thân nó có màu trắng bạc có một cái lỗ nhỏ bốn phía đều có một cây trụ nho nhỏ giữa cây trụ hơi hõm xuống phần dưới của lò luyện đan được trôn vùi dưới lòng đất bên trong lò có một ngọn lửa đỏ thắm không ngừng lấp lóe sáng tắt bất định tiêu phàm chậm rãi đi tới cửa phòng luyện đan vẫn là đường trang màu xanh nhạt tân lâm bưng một chậu nước làm bằng đồng đỏ bày ở trước mặt tiêu phàm tiêu phàm liền thò hai tay vào trong chậu, dùng nước trong vắt rửa hai tay. Tân lâm bỏ chậu nước xuống, từ trên kệ làm bằng gỗ tử đàn bên cạnh cầm lấy một chiếc áo cừu có hình đan hạt bát quái, mặc cho tiêu phàm, cẩn thận sửa sang một lần. Hình bát quái được thiêu bằng tơ vàng, kim quang lấp lánh. Sau đó tân lâm cúi người xuống, đem một đôi đăng vân như ý âm dương mang vào chân tiêu phàm. Tiêu phàm hơi cúi đầu, tân lâm cầm một chiếc mũ tử kim cao chót vót bằng hai tay, đội lên đầu tiêu phàm, cột chắc quai đeo. Sau cùng Tân Lâm đem một thanh ngọc như ý thất tinh để vào hai tay tiêu phàm. Vẻ mặt cô vô cùng nghiêm trang, cẩn thận tỉ mỉ. Hắc lân lẳng lặng nằm ở án kỷ làm bằng gỗ tử đàn bên cạnh, đôi mắt xanh biếc trừng tròn vo, nhìn chăm chú không hề chớp mắt. Trong ba ngày tiêu phàm mộc dục trai giới này, Hắc lân cũng không hề nhàn rỗi. Nó vẫn luôn ăn. Thứ nó ăn không phải là cá mà chính là những đan dược do chính tay tiêu phàm luyện chế. Đó là những đan dược luyện chế riêng cho Hắc Lân. Ngay cả Tân Lâm cũng không biết những đan dược này được luyện chế từ nguyên liệu gì. Hắc Lân là linh sủng bổn mạng của Tiêu Phàm, cùng tương thông với tâm thần của Tiêu Phàm, không phải những sủng vật bình thường có thể so sánh. Tiêu Phàm cầm ngọc Như Ý trong tay, chậm rãi đi vào phòng luyện đan, lượn quanh phòng luyện đan một vòng, cúi đầu hành lễ với bốn vách tường, lại hướng lò luyện đan huyền vũ tứ tượng đặt ở giữa phòng cúi đầu một cái, sau đó chân cậu đạp bắt đầu bắt đầu đi quanh lò luyện đan miệng lẩm bẩm khí sắc trong suốt như ngọc bảo quang lưu chuyển. nhiễm nhiên giống hệt như một vị cao nhân đắc đạo lần trước cậu thôi diễn huyết tương bị thiên cơ phản hệ hao tổn chân nguyên trong hai tháng tu luyện đã sớm hồi phục như lúc ban đầu bây giờ tình trạng của tiêu phàm từ trong ra ngoài tinh thần sung mãn thần thái trầm tĩnh đang ở trạng thái đỉnh phong sau khi đi vòng quanh lò luyện đan bảy vòng thì tiêu phàm đứng yên ở hướng tránh bắc của lò luyện đan mặt nhìn sang hướng tránh nam, lần nữa cúi đầu. Càn khôn đỉnh màu đỏ có hình dáng theo phong cách cổ xưa được tiêu phàm tế hiện ra, nhẹ nhàng đặt ở ngay phía trên bốn cây trụ của lò luyện đan. Huyền vũ tứ tượng lô này vốn được chế tạo riêng cho càn khôn đỉnh. Tân lâm hưng một mâm gỗ đen xì đi tới bên cạnh tiêu phàm. Trên mâm gỗ có để sáu bình dương chi bạch ngọc dài sáu tấc, dàn thẳng hai hàng ngang. Từng bình bạch ngọc đều là linh dịch do tân lâm đích thân đôn đốc thủ hạ luyện chế. Linh dịch bên trong bình bạch ngọc này chứa tinh hoa của hơn trăm loại dược liệu quý hiếm, là nguyên liệu để luyện chế Càn Khôn Đại Hoàn đan. Tiêu Phàm cầm lấy bình ngọc, mở hết nắp bình, tức khắc hương thơm mát tỏa khắp phòng, không phải loại mùi thuốc nồng nặc mà là hương nhàn nhạt, nhạt, khiến người khác vừa ngửi được lập tức cảm thấy tâm trạng thoải mái, một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp người khó có thể nói thành lời. Tiêu Phàm lần lượt đem sáu loại linh dịch trong sáu bình ngọc nhỏ vào trong Càn Khôn bình, vừa vặn đổ đầy Càn Khôn đỉnh hào quang chợt lóe lên, trong tay tiêu phàm xuất hiện một thanh liễu diệp đao, thân đao đỏ sẫm. Một giọt máu óng ánh nhỏ linh dịch bên trong càn khôn đỉnh, lập tức dung hợp vào trong linh dịch. Đây chính là máu tươi lấy từ người tiêu lão ra. Lấy máu ông cụ làm thuốc, sau khi luyện thành càn khôn đại hoàn đan thì nó chỉ có tác dụng với một mình ông cụ. Đối với những người khác mà nói cũng chỉ là linh dược có tác dụng bổ dưỡng mà thôi, hiệu quả không hề giống nhau. Tân lâm bưng mâm gỗ lui ra ngoài. Tiêu phàm khoanh chân ngồi xếp bằng, tay trái cầm ngọc như ý, tay phải bóp bí quyết, hai mắt buông xuống, trong miệng lẩm nhẩm niệm chú. Nhanh! Kiếm quyết từ tay phải của tiêu phàm chợt bay đến lò luyện đan. Ngọn lửa đỏ thắm ở giữa huyền vũ tứ tượng lô đột nhiên bừng lên, nhảy nhót lên hồi. Tay phải của tiêu phàm liên tục huy động, thi triển đan chỉ thần công. Trong tiếng, phốc phốc, bốn vách tường của phòng luyện đan đột nhiên vang lên tiếng, Vù vù, bốn chậu rửa mặt lớn tràn đầy hình vẽ hỗn độn dần dần hiện ra ở bốn góc, ở giữa mỗi cái đều được khảm một viên minh châu lớn bằng quả trứng. Nhanh, Tiêu Phàm lại quát một tiếng. Bốn hình vẽ hỗn độn đồng thời run lên, bốn viên minh châu đột nhiên phóng ra bốn cột sáng, quy tụ đánh vào bốn linh quy hộ lô trên lưng của Huyền Vũ tứ tượng lô. Ngọn lửa đỏ thắm bên trong tứ lượng lò dần dần cháy hừng hực. Càn Khôn đỉnh ở ngay phía trên đó nhưng lại không hề có chút phản ứng nào. Chỉ có hình vẽ hỗn độn sáng bóng ở thân đỉnh chậm rãi lưu chuyển, linh dịch bên trong đỉnh không hề gợn sóng. Tiêu Phàm không ngừng thúc dục khí, rót vào bên trong lò luyện đan, ngọn lửa đỏ thắm dần dần chuyển sang màu trắng bạc. Hình vẽ hỗn độn sáng bóng trên thân đỉnh cũng tăng nhanh tốc độ lưu chuyển, mùi thuốc bên trong phòng luyện đan cũng trở nên nồng nặc hơn. Thiên địa nguyên khí bên trong phòng luyện đan cũng bắt đầu chậm rãi tập trung lại. Cùng lúc đó, ở trong một tòa tứ hợp viện cách hơn 10 dặm, ngô thạc sương cũng khoát áo choàng kim quan chân đạp thất tinh bắt đầu bắt đầu làm pháp bên trong mật thất đang sửa sang mật thất bố trí thành một tử vi trận to lớn kết cấu vô cùng phức tạp không gì có thể sánh bằng nhanh ngô thạc sương ở chính giữa cửu cung hai mắt nhắm lại miệng lẩm bẩm chợt chừng mắt hét lớn một tiếng hai tay bóp bí quyết vẽ một hình vẽ kỳ lạ trên ngực phân ra bắn về bốn phía tức khác có ánh sáng màu trắng lưu chuyển ở toàn bộ đại trận từng viên thiên tinh ở xung quanh ngô thạc xương lần lượt sáng lên, phát ra ánh sáng chói mắt. Chỉ chốc lát sau, 18 phi tinh đều sáng lên, thiên địa nguyên khí bốn phía đột nhiên trở nên lồng lộn. 18 cột sáng phóng lên cao, bắn thẳng lên trời. Vào thời khắc này, tinh tú trên bầu trời cũng đột nhiên sáng tỏ, từ vi tinh lấp lánh rực rỡ, cùng phối hợp chặt chẽ với thập bát phi tinh đại trận. Loại thiên địa dị tưởng to lớn thế này, dù có ở xa nghìn dặm cũng có thể cảm ứng được. Ở một vùng ngoại ô phía tây của thủ đô, trong mật thất của một biệt thự, một ông già đang nhắm mắt tính tỏa, thân thể lão chợt run lên một cái, đột nhiên mở hai mắt ra, hàn quang lóe ra từ đôi mắt óng ánh âm hiểm. Audio điện tử võ tấn bền chương 71, bán độ nhi kích Tướng mạo của ông lão trong mật thất tại trang viên biệt thự có chút kỳ lạ. Đầu tiên là tóc lão quăn tít, màu đen, xoắn tự nhiên. Khuôn mặt có chút gầy gò, hốc mắt hõm sâu, con người có màu lam nhạt, mũi như chim ưng, môi khá dày, miệng cũng khá rộng, râu rậm rạp giống hệt tóc của lão, xoăn tự nhiên. Thoạt nhìn cho người ta một cảm giác bị áp bách đến cực độ, dường như không phải đối mặt với một người mà là một đám mãnh thú, bất cứ lúc nào cũng có thể xông đến cắn người. Nếp nhăn trên trán rất sâu, đoán không ra số tuổi thật sự, nói lão 60 tuổi sẽ có người tin, mà nói lão 80 tuổi cũng sẽ không có bao nhiêu người hoài nghi, thậm chí nói lão 100 tuổi cũng có thể ông lão mặc một bộ trường bào màu trắng, có phần giống với phong cách Tây Vực. Rất rõ ràng lão ta đã phát hiện ra loại dị tưởng kinh thiên đó, chỉ cần là người biết về phong thủy thuật Pháp, lại có trình độ cao thâm một chút đều có thể phát giác ra. Huống chi từ chỗ lão đang ở cách tứ hợp viện của Ngô Thạc Sương không đến 20 cây em. Căn mật thất này nhìn qua rất sơ sài, chỉ có vẻn vẹn bốn vách tường, sàn nhà dùng bốn loại đá phiến trắng, đen, vàng, hồng ghép thành, có thể nhìn ra được là hình vẽ của một loài vật nào đó, nhưng lại không nhìn ra được là loại thú gì, nó đang nhe răng nhếch miệng, hẳn là một con thú dữ. Nơi ông lão mặc áo bào trắng đang ngồi tính tỏa chính là cái miệng đang mở to như chậu máu của mãnh thú, lão ngồi xếp bằng ở giữa bốn chiếc răng nanh của mãnh thú. Ông lão mặc áo bào màu trắng đẩy cửa mật thất, sau đó đi ra ngoài. Sư phụ, lão mới vừa đi ra khỏi cửa, ngoài cửa có hai vị nam tử đang đợi, nhìn thấy ông lão mặc áo bảo màu trắng thì vội vàng vươn tay phải đặt lên ngực, cúi người chào, cung kính kêu lên. Hai người đàn ông này chờ đợi ở cửa mật thất, gương mặt của người đàn ông đứng bên trái có vài phần giống với ông lão mặc áo bảo màu trắng, cũng là tóc uốn quăn màu đen, hốc mắt sâu hóm, đôi môi dày, có lẽ bọn họ là người cùng chủng tộc. Da rẻ hắn ngăm đen, tuổi khoảng chừng ở giữa 40 tuổi đến 50 tuổi. Đương nhiên dù nói hắn 40 tuổi hay 50 tuổi đều có người tin. Người đàn ông đứng bên phải cũng khoảng chừng trên dưới 50 tuổi, cũng là gương mặt điển hình của người Hán, lúc hắn nhìn ngó xung quanh, ánh mắt nghiêm nghị có uy, rõ ràng là một vị nắm quyền cao trong tay, là nhân vật lớn thường xuyên quyết định việc đại sự. Mặc dù hắn trước mặt ông lão mặc áo bào màu trắng biểu hiện cung kính lễ độ, nhưng cũng không thể che lấp được khí thế của một vị lãnh đạo. Chỉ có điều hai vị này cũng có cùng một đặc điểm chính là làn da căng tràn, đầy đặn sáng bóng, không hề tương xứng với độ tuổi của bọn họ chỉ nhìn ra rẻ thì có lẽ bọn họ nhiều nhất cũng chỉ mới 30 tuổi. Rõ ràng hai người đều tu luyện nội công đến đại thành, sức sống tràn đầy, nên mới có tình trạng như thế. Sư phụ à, có người làm phép câu thông tinh tú, dẫn động thiên cơ. Người đàn ông ngoại tộc có da rẻ xanh đen lập tức lên tiếng. Ngô Thạc Sương bày ra tử vi phi tinh trận, thành thế to lớn như vậy nên thiên tượng phản ứng cũng vô cùng mạnh mẽ. Ông lão mặc áo bào màu trắng gật đầu một cái, chậm rãi đi tới sân thượng của biệt thự, ngửa đầu lên quan sát tình hình tinh tú trên bầu trời. Tử vi tinh hằng phát ra ánh sáng gấp đôi bình thường, lấp lánh rực rỡ. Các ngươi thấy như thế nào? Chỉ quan sát chốc lát thì ông lão mặc áo bào màu trắng cúi đầu, thuận miệng hỏi. Người đàn ông ngoại tộc trầm ngâm không lên tiếng, người đàn ông người Hán mang theo khí thế lãnh đạo nói. Sư phụ, dị tượng tử vi tinh hằng rõ ràng như vậy, chắc là có người tinh thông tử vi đấu sổ phát động trận pháp. Chỉ là, thiên tượng lớn như vậy, không biết là người này rốt cuộc muốn làm gì. Ông lão mặc áo bào màu trắng chậm rãi nói. Dẫn động thiên tượng lớn như thế, thông thường chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất là đấu pháp với người khác, loại thứ hai chính là nghịch thiên cải mệnh. Không giống như đang đấu pháp, chỉ có một mình hắn dẫn động thiên tượng. Nếu như đấu pháp thì chắc chắn phải có đối thủ, muốn đối kháng cùng với người có đẳng cấp cao thủ thuật pháp như thế này mà không dẫn động ra thiên tượng là không thể nào đó chính là nghịch thiên cải mệnh. Người đàn ông người Hán không nhịn được giật mình nói, sắc mặt thoáng cái trở nên vô cùng khó coi. Dẫn động thiên tượng lớn như thế thì chắc chắn là người hắn muốn giúp cải mệnh thật sự không phải là nhân vật đơn giản. Ông lão mặc áo bào màu trắng hỏi. Tình hình của tiêu gia bên kia thế nào? Người đàn ông người hán vội vàng nói. Vẫn giống như trước, ông cụ đang nằm trên giường chờ chết, sinh lực càng ngày càng kém căn cứ theo thôi diễn của sư phụ thì tuổi thọ của hắn tối đa chỉ còn lại một tháng thôi. không được lơ là thiếu cảnh giác. hôm qua tát bỉ nhì mới từ thôn hồng sơn trở về, phong thủy sát trận ở phần mộ tổ tiên của tiêu gia đã bị người khác phá rồi. người đàn ông ngoại tộc gật đầu nói, đúng vậy, sư phụ, còn tận mắt nhìn thấy toàn bộ một viên đã được sửa chữa lại. ngũ thánh tỏa long trận mà chúng ta bày trước kia đã bị người phá sạch sẽ con đã thử đi điều tra nhưng lại lập tức bị phản hệ, có người lần nữa bày ra trận pháp phòng hộ ở phần mộ tổ tiên của tiêu gia, trận pháp đó vô cùng tuyệt diệu, lấy tu vi của con căn bản không thể nào phá được. Thậm chí ngay cả trận pháp mà hắn bày là trận pháp gì mà con cũng không điều tra ra được. Người kia tuyệt đối là cao thủ, ít nhất lợi hại hơn con. Có chuyện như vậy sao? Người đàn ông người Hán ngạc nhiên đến giật nảy người. Hắn biết rất rõ hành tựu ở mặt thuật pháp của tát bỉ nhĩ sư huynh rất cao, Huynh ấy đã nhận được tất cả chân truyền của sư phụ, ngay cả hắn cũng cảm thấy hổ thẹn. Nhưng mà Tát Bỉ nghĩ lại nói trình độ của người bày trận càng cao hơn huynh ấy. Vậy rốt cuộc là người nào đã làm, sư huynh có tra ra được không? Nghe nói là một tên hình đại sư tuổi trung niên. Hình đại sư, chưa từng nghe qua. Người đàn ông người Hán nhíu mày trầm tư một chút, sau đó liền lắc đầu liên tục. Tên đó vốn là tiêu phàm bịa ra thôi, nếu như hắn nghe nói mới là chuyện lạ lùng. Ông lão mặc áo bào màu trắng trầm giọng nói, "Nói như vậy, ít nhất là đã có người nhận ra được chúng ta muốn gây bất lợi cho Tiêu gia. Hắn có thể tự tay phá giải triệt để được ngũ thánh tỏa long trận như vậy thì người này quả thực không đơn giản, tát bỉ nghĩ hẳn là thua xa hắn." "Sư phụ, có nghiêm trọng lắm không?" Người đàn ông người Hán khẩn cấp hỏi, tựa hồ vô cùng quan tâm tới chuyện này. Ông lão mặc áo bào màu trắng lạnh lùng cười một tiếng, ngạo nghễ nói rằng, cho dù hắn phá được tỏa long trận của ta thì thời gian cũng đã chậm rồi. Người ứng kiếp đã gặp báo ứng, thiên cơ đã sửa đổi, muốn đổi trở lại cũng không dễ dàng như vậy. Sư phụ cảm thấy người đang làm phép ở nói đó có phải hình đại sư kia hay không? Nếu như hắn đã giúp tiêu gia sửa đổi phong thủy phần mộ tổ tiên thì có lẽ đã nắm chắc có thể giúp tiêu gia cải biến lại thiên cơ. Ông lão mặc áo bào màu trắng thản nhiên nói. Người đối với trường phái phong thủy tướng thuật của người Hán chắc chắn hiểu rõ hơn so với ta, người có nghe nói truyền nhân của tử vi đấu sổ có một vị hình đại sư sao? Người đàn ông người Hán liên tục lắc đầu, nói. Sư phụ, người tinh thông tử vi đấu sổ chỉ có ngô thạc Sương, được xương, được xưng danh là tử vi tiên sư. Thật sự chưa từng nghe nói có người họ hình, chẳng lẽ hình đại sư đó là do ngô thạc xương giả dạng? Tát bỉ nhĩ lập tức nói. Hẳn là không phải, ta đã hỏi qua tên hình đại sư đó nhiều nhất cũng chỉ mới 40 tuổi, mà Ngô Thạc Sương đã hơn lục tuần rồi. Hơn nữa Ngô Thạc Sương cũng không cần thiết phải cải trang. Hắc hắc, tử vi tiên sư, hắn ngược lại không hề có chút khiêm tốn, vô cùng tự phụ. Giọng điệu của hắn dường như có phần không phục Ngô Thạc Sương. Ông lão mặc áo bảo màu trắng liếc hắn một cái, nói. Tử vi đấu sổ vô cùng tinh nhiên, không kém gì bất cứ truyền thừa tướng mệnh phong thủy nào bây giờ nhìn lại xem ra ngô thạc xương này cũng không phải hữu danh vô thực, có thể thôi động tử vi thập bát phi tinh trận, trực tiếp câu thông tử vi tinh hằng đã rất giỏi rồi. Tát bỉ nhĩ vội vàng gật đầu, không dám phản bác lời của sư phụ. Sự chú ý của người đàn ông người Hán không đặt ở chuyện này, hắn lo lắng nói. Sư phụ, nếu như ngô thạc xương thật sự đang nghịch thiên cải mệnh cho tiêu khả đức thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể ngồi yên được ông lão mặc áo bào màu trắng cười lạnh một tiếng, nói. Đó là chuyện đương nhiên, làm sao có thể ngồi yên không quan tâm để hắn câu thông thiên địa tinh tú, cưỡng ép kéo dài tính mạng, cho dù tử vi phi tinh đại trận của hắn có lợi hại hơn nữa thì chúng ta cũng phải toàn lực ứng phó. Thời khắc mấu chốt, chúng ta cho hắn một kích sấm sét để ta xem hắn làm thế nào để chống đối lại. Tát bỉ nhĩ, lập tức bày trận, ta ngược lại cũng muốn nhìn xem vị tử vi tiên sư này đến tột cùng lợi hại đến trình độ nào. Dạ, sư phụ. Tát bỉ nhĩ hưng phấn đáp một tiếng, tinh thần hắn vô cùng phấn chấn, dường như rất muốn chứng kiến sư phụ đại chiến với tử vi tiên sư, hay nói đúng hơn là ôm tâm trạng chờ xem trò hay. Trên mặt người đàn ông người hắn tràn đầy vẻ cảm kích. Ông lão mặc áo bảo màu trắng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Người không cần lo lắng, tiêu gia là kẻ thù chung của chúng ta, nếu như ta đã xuất thủ thì tuyệt đối sẽ không bỏ rỡ nửa chừng bất chấp thế nào thì tình hình hiện tại là địch sáng ta tối, quyền chủ động nằm trong tay ta. Dạ, tạ ơn sư phụ. Người đàn ông người Hán cung kính khom lưng hành lễ. Ông lão mặc áo bào màu trắng phất tay nói. Người đi giúp tát bỉ nhĩ, thiên phú của người ở trên hắn, ta vẫn luôn gửi gắm hy vọng đối với ngươi. Ta sẽ ở chỗ này quan sát một chút. Trong binh pháp của người Hán các ngươi có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Dạ, sư phụ đệ tử đi giúp tát bỉ nhĩ sư huynh. Được sư phụ khen ngợi, người đàn ông người Hán dường như rất vui vẻ, vội vàng đáp ứng một tiếng rồi vội vã rời khỏi sân thượng. Dõi mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, trong mắt ông lão mặt áo bảo màu trắng thoáng hiện lên một tia tinh quang, khẽ lắc đầu, âm thầm thở dài một tiếng, dùng một giọng nói rất nhỏ chỉ có mình lão nghe được, thầm nhủ. Long hành hổ bộ, có thể thần chi tướng, đáng tiếc lại là một người Hán, không thể truyền y bát của ta được giọng điệu vô cùng tiếc nuối. Đương nhiên vẻ u buồn đó chỉ thoáng qua rồi lập tức biến mất, sau đó lập tức khôi phục lại vẻ mặt hung ác nham hiểm. Hai tay giấu sau lưng, chậm rãi đi khỏi sân thượng, đi tới trong vườn hoa, giơ tay nhìn trời, không ngừng quan sát tử vi tinh hằng và sự biến hóa của những tinh tú khác. Đây là một căn biệt thự được xây dựng hoàn toàn biệt lập, được xây ở giữa sườn núi, diện tích cực kỳ rộng rãi, bốn phía đều là cây cối, căn biệt thự cách nơi này gần nhất cũng cách hơn 4 đến 500 thước. Hiện tại, số lượng những căn biệt thự được xây giữa núi thế này rất ít, giá cả một căn không hề rẻ. Người có thể sở hữu một căn biệt thự giữa núi thế này đều là phú hào cực kỳ xa hoa. Cho dù là nhân tài ẩn giật trong nội thành thủ đô cũng là một nhân vật nhất đẳng. Ước chừng 2 giờ sau, Tát Bỉ Nhĩ cùng với người đàn ông người Hán lần nữa cùng nhau đến, Tát Bỉ Nhĩ khom lưng nói. Sư phụ, đại trận đã được bố trí xong, mời sư phụ làm phép. Trước hết cứ chờ một chút, vẫn chưa tới thời điểm, còn sớm mà. Trong binh pháp của người Hán còn có một câu, là người đang ở trong nước, hãy để người ta qua giữa sông rồi hãy đột kích. Binh pháp của người Hán đều rất có đạo lý. Ông lão mặc áo bào màu trắng thản nhiên nói. Nhìn tướng mạo của hắn chính là một người Tây vực, nhưng đối với binh pháp nhà Hán lại rất quen thuộc. Chương 72, Đấu pháp. Thoáng một cái đã 12 canh giờ đi qua. Trong tứ hợp viện ngô thạc sương vẫn bận tối mắt mà vẫn thong dong như cũ có thử lực hắn thôi động tử vi thập bát phi tinh đại trận thoạt nhìn thanh thế thật lớn thật ra thì cũng không tiêu hao quá nhiều chân nguyên dựa theo giao hẹn của hắn và tiêu phàm cái tử vi thập bát phi tinh đại trận này vẫn chỉ làm cho đẹp mà thôi thuần túy muốn làm cho người khác chú ý mà thôi đương nhiên cái gọi là làm cho người khác chú ý hiển nhiên là khiến cho đồng đạo chú ý người bình thường một chút cũng không cảm giác được tứ hợp viện nơi ngô lão ra ở trong mắt hàng xóm bên trái bên phải không hề có gì khác với bình thường cả, nơi này vẫn yên tĩnh như cũ. Ngay cả đứa bé nho nhỏ gầy teo tên Ngô Khanh đó cũng không thấy bóng dáng, chẳng biết là đã đi đâu rồi, nhóc con ấy là một đứa bé rất hiểu chuyện. Ngô Thạc Sương không cần luyện đan, không cần thôi diễn mệt cách, càng không cần phải nghịch thiên cải mệnh, nên không cần phải lo lắng sẽ bị thiên địa nguyên khí phản hệ chút nào cả. Nói tóm lại, hắn hiện tại chỉ là sử dụng một chút thủ đoạn để che mắt mà thôi tiêu phàm đang ở trong một gian mật thất của chỉ thủy quan lại không có nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Đầu đội tử kim máu cao chót vót, trên người khoác một chiếc áo cừu có vẽ đan hạc bác quái, da dáng như một tiêu chân nhân. So sánh với 12 canh giờ trước thì sắc mặt cậu càng có vẻ trắng bệch hơn, thân sắc rõ ràng đã suy yếu rất nhiều, bảo quang không ngừng lưu chuyển trên mặt cũng đã ẩn liếm không thấy đâu, trên trán ẩn hiện vô số giọt mồ hôi. Ngọn lửa bừng cháy trong huyền vũ tứ tượng lô cũng đã biến thành màu xanh ra trời, rõ ràng nhiệt độ đang cực cao. Dịch thể bên trong càn khôn đỉnh khó khăn lắm mới có thể giảm xuống 2 phần 3, so với một ngày đêm trước có vẻ sền sệt hơn chút ít. Tốc độ lưu chuyển của hoa văn màu đỏ trên thân đỉnh rất nhanh, thậm chí có thể so với tốc độ lưu chuyển khi tiêu phàm thôi diễn huyết tương đến giai đoạn cuối cùng. Thiên địa nguyên khí bên trong phòng luyện đan không ngừng quay cuồng, cuồng loạn đến mức vô cùng kinh khủng. Hắc lân không chấp mắt nhìn chăm chú vào tiêu phàm đan ngồi ở chính giữa phòng luyện đan, nó đã duy trì một tư thế này suốt 12 canh giờ không hề thay đổi, nhưng nhìn qua tinh thần của nó vẫn dồi dào như cũ, không hề có nửa điểm mệt mỏi. Tân Lâm đã ngồi xếp bằng xuống, bên cạnh để một đĩa gồm các loại thực vật như thạch thông, hoàng kỳ, sơn dược, nhân sâm. Hai tay tiêu phàm bóp bí quyết, không ngừng rót chân khí vào bên trong càn khôn đỉnh. Đột nhiên thân thể cậu rung một cái, sắc mặt thoáng cái trở nên vô cùng khó coi, kim tinh bay lượn trước mắt, xuất hiện ảo giác đây chính là triệu chứng do chân khí tiêu hao quá lớn dần dần vô lực không thể chống lại tâm ma phản hệ dấu hiệu này có thể dẫn đến thần hồn bị chấn động tân lâm chợt đứng lên vẻ mặt lo lắng thắp hương tiêu phàm trầm thấp dặn dò một tiếng cách tiêu phàm không xa có đặt một cái lư hương vẫn luôn đốt đàn hương chưa từng gián đoạn tân lâm nghe vậy lập tức mở hộp gỗ trầm hương đựng trường xuân an thần hương kia ra cẩn thận lấy ra một nhánh hương Thâu Vương Chi Vương từ trong phòng ngủ của bột nhi TH Yota ép xích nơi Thảo Nguyên trộm được ba nhánh trường Xuân An thần hương, vẫn chưa động tới. Tiêu phàm bỗng nhiên căn dặn thấp hương hiển nhiên không phải chỉ là đàn hương bình thường. Tân Lâm bước nhanh tới trước lư hương, hai đầu gối quỳ xuống mặt đất, đốt một nhánh trường Xuân An thần hương đặt vào bên trong lò. Không lâu sau, một cổ hương thơm cực kỳ thanh nhã chậm rãi lan tỏa bên trong phòng luyện đan. Tiêu phàm hít sâu một hơi, kim tinh bay lượn trước mắt bỗng nhiên biến mất, tâm ma trong nháy mắt bị áp chế xuống. Trường Xuân chân nhân tự tay viết ra phương thức luyện đan, thông qua huyền diệu đại sư đích thân giám chế trường Xuân An thần hương, công hiệu quả nhiên khác xa bình thường. Thấy sắc mặt tiêu phàm rất nhanh đã khôi phục lại như cũ, tuy rằng vẫn vô cùng trắng bệch nhưng tân lâm cũng thoáng yên tâm. Nhưng tiêu phàm đã từng nói qua, luyện chế càn khôn đại hoàn đan cần 6 lần 6 36 canh giờ, hiện tại chỉ mới qua một ngày một đêm, nhưng thể lực của tiêu phàm đã tiêu hao cực lớn. Kế tiếp còn 24 canh giờ nữa cũng không biết cậu làm sao có thể chống đỡ được. Trước đây không lâu tiêu phàm đã làm việc nghịch thiên, cưỡng chết thôi diễn huyết tương, dẫn đến thiên địa phản hệ, miệng thổ huyết, phải nghỉ ngơi hơn nửa tháng mới khôi phục lại mới miễn cưỡng khôi phục lại nguyên khí như cũ. Luyện chế càn khôn đại hoàn đan để tiêu lão ra kéo dài tính mạng, vì hóa giải tai họa của cả tiêu gia sẽ dẫn động lực trời phạt vô cùng lớn, không phải thôi diễn huyết tương có thể so sánh được. Hơn nữa tiêu phàm còn lấy thiên tử mệnh ứng kiếp, lại càng không biết là ông trời sẽ giáng xuống loại tai họa nào. Nghĩ tới tình trạng của nghiêm kim sơn, toàn thân lở loét bưng mủ cực kỳ kinh khủng. Mặc dù ý chí của tân lâm vô cùng kiên cường, nhưng cũng không kềm được mà dùng mình. Trước mắt, chỉ có thể trông mong vào tu vi nội tức cùng với thành tựu thuật pháp cực kỳ cao thâm của tiêu phàm mà thôi. Dù sao thì nghiêm kim sơn chẳng qua chỉ là giang hồ bịp bợm, chỉ hiểu chút ít về phong thủy mà thôi, còn tiêu phàm đường đường là trưởng giáo chân nhân của vô cực môn, giữa hai người cách xa một trời một vực, hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau được. Lại 12 canh giờ qua đi, tử vi tinh hằng phóng ra ánh sáng cực kỳ rực rỡ, hơn xa ngày thường. Cùng đối ứng với tinh tú của tử vi thập bác phi tinh cũng biểu hiện vô cùng xuất sắc. Ở trong hoa viên phía sau biệt thự lưng chừng sườn núi, ông lão người Tây vực mặc áo bảo màu trắng đang chậm rãi gục đầu xuống lô chăm chú quan sát sự biến đổi của thiên văn, lão bỗng nhiên xoay người đi vào bên trong biệt thự, tát bỉ nhĩ cùng với người đàn ông người Hán lập tức theo sát. Lão nhân mặc áo bảo màu trắng trở lại căn mật thất, ngồi xếp bằng ở trên miệng mãnh thú cổ xưa, hai tay đưa trước ngực, nặn ra một pháp quyết cực kỳ cổ quái, trong miệng lẩm nhầm, đọc lên một câu thần chú cực kỳ cổ xưa khó hiểu. Sau một khắc, ở đầu mỗi tứ chi của mãnh thú lóe lên móng nhọn sắc bén, bốc lên một cổ hắc khí, chậm rãi tập hợp bên trong mật thất, quấn quyết cùng một chỗ, không ngừng xoay tròn. Chỉ chốc lát sau đã hợp thành một ở trước ngực của bạch bào lão nhân. Hắc, hai tay bạch bào lão nhân chờ chập lại, vừa nhấc lên vài tấc nữa thì hắc khí tức khắc phóng lên cao, lao thẳng đến che đậy hơn phân nửa ánh sáng phát ra từ tử vi tinh. Sau đó theo ánh sáng màu trắng của tử vi tinh lấy tốc độ nhanh như sấm chấp lao thẳng đến tứ hợp viện nơi ngô thạc dương đang ở. Tát Bỉ Nhĩ và người đàn ông người Hán liếc nhìn nhau một cái, sau đó hết sức chăm chú nhìn Bạch bào lão nhân làm phép, không dám thở mạnh một cái. Âm. Um, bên trong mật thất của tứ hợp viện, 18 ngọn nến to lớn vốn đang cháy hừng hực bỗng chập chờn, ngọn nến lớn nhất ở chính giữa cũng chính là ánh nến đặc biệt cháy sáng nhất, tựa hồ như bị cuồng phong thổi qua, trong phút chốc tràn ngập nguy cơ. Một cổ sát khí lạnh thấu xương trong nháy mắt tràn khắp mật thất. Tốt lắm, cuối cùng cũng tới. Cặp lông mày của Ngô Thạc Sương có hơi nhướng lên, cười lạnh một tiếng, hai tay liên tục động, vẽ ra vô số hình vẽ bát quái ở trước ngực. Sau đó hai tay lại chia ra, luồng sát khí liền bị xua tan. Ánh nến phía trên 18 cây nến to lớn tức khắc ổn định trở lại, thập bát phi tinh trận lập tức phát ra ánh sáng chói lọi, trong chốc lát hắc khí che lấp tử vi tinh bị xua tan hầu như không còn. Bạch bào lão nhân khẽ, hư, một tiếng, trên mặt xuất hiện vẻ vô cùng kinh ngạc. Lão vừa mới ra tay chẳng qua chỉ để thăm dò, vẫn chưa xuất ra toàn lực. Nhưng đối phương lại có thể dễ dàng hóa giải như vậy đã có chút ngoài ý muốn của hắn. Loại thuật sư phong thủy đấu pháp này rất khó làm thương tổn đối phương, chủ yếu là nhân lúc bên kia làm phép, gây nhiễu loạn lòng người, khiến cho đối phương không thể nào dốc toàn lực chống đỡ với lực lượng thiên địa phản hệ, kế tiếp sẽ bị thiên địa nguyên khí do mình điều động gây thương tổn. Làm việc nghịch thiên vốn là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đem hết toàn lực đối kháng với lực lượng thiên địa nguyên khí phản hệ sợ rằng còn chưa đủ, lẽ ra hắn tuyệt đối không thể còn dưa tinh lực để đi đối kháng với pháp thuật quấy rối của người khác được. Chẳng lẽ công lực của Tử Vi Tiên sư thật sự cao thâm đến trình độ này sao? Có thể vừa làm việc nghịch thiên vừa có thừa thực lực đối kháng với hắn. Một lúc sau, Bạch Bào lão nhân lần nữa thi pháp, lần này hắc khí gần như hoàn toàn che lấp liên hệ giữa Tử Vi tinh cùng với Tử Vi thập bát phi tinh đại trận nhưng kết quả lại rất bất ngờ vẫn bị đối phương dễ dàng hóa giải như trước bạch bào lão nhân không khỏi trầm ngâm tát bỉ nhĩ không nhịn được lên tiếng sư phụ xem ra hắn có người tương trợ bạch bào lão nhân khẽ lắc đầu nói tử vi thập bát phi tinh đại trận này không phải ai cũng có thể khống chế được nếu như tu vi không đạt đến cảnh giới kia thì không thể nào trợ giúp được người đàn ông người hán suy nghĩ một chút sau đó nói sư phụ có lẽ chưa tới thời gian. Điều đó cũng có thể, nghịch thiên cải mệnh chỉ trong vòng 24 canh giờ, đúng là có chút ngắn, vậy thì chúng ta cứ chờ xem một chút. Bạch bào lão nhân chậm rãi vuốt cầm, khá tán đồng với ý phân tích của người đàn ông người Hán. Bên trong phòng luyện đan của chỉ thủy quan, thần sắc tiêu phàm càng thêm suy yếu đến cực điểm, áo cầu đan hạt bát quái đã ướt đẫm mồ hôi, ướt xong lại khô rồi lại ướt đẫm. Hình bát quái theo bằng kim tuyến cũng trở nên ảm đạm không có ánh sáng linh dịch bên trong càn khôn đỉnh càng thêm sền sệt hơn so với lúc trước, nhưng ngọn lửa bên trong huyền vũ tứ tượng lô đã chuyển sang màu trắng bạc. Tốc độ chuyển động của hoa văn hỗn độn quanh thân càn khôn đỉnh cũng chậm lại. Nhân sâm, tiêu phàm khẽ nói. Tân lâm bước nhanh đến, đem vài miếng nhân sâm ngàn năm đút vào trong miệng của cậu. Tiêu phàm há miệng ngậm, tinh thần thoáng trở nên phấn chân hơn vài phần, chậm rãi lấy tạo hóa hoàn từ trong hộp bích ngọc ra, đeo vào ngón giữa, Tức khắc một cổ linh khí rồi rào nhanh chóng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Hai tay Tiêu Phàm giao nhau để ở trước bụng, hai mắt khép hờ, bắt đầu thổ nạp điều tức, đem cổ linh khí rồi rào từ bên trong tạo hóa hoàn lấy ra, lần nữa vận hành khắp trăm mạch chu thiên, dần dần tập trung ở đan điền. Có thể dựa vào tạo hóa hoàn tập hợp linh khí, có thể trợ giúp hắn thuận lợi chống đỡ hết 12 canh giờ sau cùng. Nhưng điều Tiêu Phàm lo lắng nhất không phải là tình trạng thân thể của mình hắn lo lắng chính là hỗn độn luân hồi trận có thể che đậy thiên cơ được bao lâu. Tử vi thập bát phi tinh đại trận đã đánh nhau với kẻ địch hai lần rồi, cậu cũng đã nhận ra chuyện này. Rõ ràng phân tích của cậu hoàn toàn chính xác, quả thật cách đó không xa có một đối thủ cực mạnh đang thăm dò. Đích thân cậu bố trí hỗn độn luân hồi trận câu thông với hỗn độn vô cực trận và hỗn độn tứ tượng trận do chỉ thủy sư tổ bố trí, có thể che đậy thiên cơ, đối thủ tạm thời chưa phát hiện được. Nhưng 12 canh giờ cuối cùng cũng chính là thời gian mà lực lượng thiên cơ phản hệ mạnh nhất, dẫn đến thiên địa dị tượng kinh khủng, chỉ sợ là ba trận pháp cũng không cách nào che đẩy hoàn toàn được. Một khi đến thời khắc mấu chốt nhất, đối thủ nhận ra được sự hiện hữu của cậu, ngược lại toàn lực tấn công về phía cậu thì với lực lượng trời phạt mang theo bổn nguyên cường đại không gì sánh được cộng thêm một cổ lực lượng nữa thì tiêu phàm tuyệt đối không thể nắm chắc có thể chống đỡ tiếp được chỉ riêng lực lượng trời phạt do nghịch thiên cải mệnh thì cậu có thể chịu được hay không cũng là chuyện khó nói rồi, làm sao có thể chịu thêm cái nào được nữa chứ. Nhưng việc đã đến nước này, cậu chỉ có thể tiến chứ không thể nào lùi. Ước chừng thổ nạp vận khí được hơn nửa canh giờ thì nội tức bên trong đan điền của tiêu phàm lần nữa tràn đầy như cũ, trên mặt mơ hồ có bảo quang lưu truyền, chỉ có điều tiêu phàm cũng đã cảm giác được linh khí trong tạo hóa hoàn đã thiếu nghiêm trọng. Dù sao thì tạo hóa hoàn này chỉ là một vật mô phỏng, cũng không phải là tạo hóa hoàn một trong tam bảo chấn giáo thật sự của vô cực môn, khách quan mà nói hiển nhiên hiệu quả thua xa tạo hóa hoàn chính tông rồi. Hai tay tiêu phàm bóp bí quyết. Nhanh, ngọn lửa màu trắng bạc bên trong huyền vũ tứ tượng lô chợt bừng lên, rất nhanh lại chuyển sang màu lam nhạt, lao thẳng tới càn khôn đỉnh. chương 73, trời phạt. Đến giờ tốt ngày thứ ba, bạch bào lão nhân và ngô thạc xương đã đánh nhau sáu lần. Mặc dù thời gian, tử vi tiên sư, hóa giải thế tấn công của hắn càng ngày càng dài, nhưng mỗi lần đều có thể giải trừ được. Sắc mặt của bạch bào lão nhân cũng trở nên tái nhợt, hai hàng lông mày nhướng lên cao. Ngô Thạc Sương lại lợi hại như vậy, thực sự có chút ngoài dự liệu của hắn. Nếu như nói Ngô Thạc Sương dốc toàn lực đấu pháp với hắn, kiên trì đến lúc này thì ngược lại bạch bào lão nhân có thể hiểu được. Dù sao thì tử vi đấu sổ tiếng tăm lừng lẫy, Ngô Thạc Sương lại được mệnh danh là tử vi tiên sư, nhất định là bản lĩnh cao cường. Bạch bào lão nhân cũng chưa bao giờ khinh thường chính tông truyền thừa tử vi đấu sổ cả. Tiếp đó nếu nói Ngô Thạc Sương có thể vừa tiến hành nghịch thiên cải mệnh, vừa cùng hắn đấu pháp 6 lần mà vẫn không bị đánh lùi thì bạch bào lão nhân thế nào cũng không tin. Coi như là trưởng giáo đương đại của vô cực môn trong truyền thuyết chỉ thủy sư tổ cũng khó mà có thành tựu thuật pháp cao thâm như vậy. Nếu như nói Ngô Thạc Sương bày ra tử vi thập bát phi tinh đại trận, là vì đặc biệt cùng hắn đấu pháp, tựa hồ như lại có gì đó không nói được. Hắn cùng với Tử Vi phái cũng không có xung đột gì lớn lao cả, ngay cả Tử Vi tiên sư có từng nghe nói về hắn hay không cũng còn chưa biết chắc được. Trong chuyện này chẳng lẽ có điều kỳ lạ gì đó? Bạch Bào lão nhân rơi vào trầm tư, Tát Bỉ Nhĩ cùng người đàn ông người Hán đều nín thở tĩnh khí, không dám lên tiếng quấy rầy. Trầm tư một chút cũng ngót nghét hai canh giờ. Giờ tí, Tử Vi tinh hằng đột nhiên sáng rực lên những tinh tú tương ứng khác cũng đột nhiên trở nên vô cùng sinh động. Rất rõ ràng phép của Ngô Thạc Sương đã đến bước cuối cùng. Hai mắt bạch bào lão nhân chợt mở ra, đứng lên, hai chân đạp một loại phương hướng cổ quái, đầu của những con mãnh thú giữ tợn xung quanh cũng nhanh chóng chạy, tiếng niệm chú trong miệng đặc biệt vội vàng, hắc khí lần nữa ngưng tụ trên bốn móng vuốt của mãnh thú cùng với trên răng nanh, so với bất kỳ lần trước nào cũng đều nồng đậm hơn mấy lần, nhiễm nhiên giống như vật hữu hình năm đám hắc khí dần dần tụ hội ở giữa căn mật thất, hình thành một hình vẽ khác giống như đầu lâu của mãnh thú. Trên tử vi tinh, một quang trụ trói mắt từ trên trời giáng xuống. Khởi, bạch bào lão nhân quát to một tiếng, hắc khí nhưng tụ thành một đầu mãnh thú phóng lên cao, lao thẳng lên quang trụ trói mắt đang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã quấn lấy quang trụ, bay lượn vòng quanh quang trụ, nhanh chóng đánh tới tứ hợp viện nơi ngô thạc xương đang ở. Ngô Thạc Sương đang ở trong mật thất của tứ hợp viện, đã sớm đứng dậy, chân đạp bắt đầu bát quái, nhanh chóng chạy xung quanh thập bát phi tinh đại trận, trong miệng lẩm bẩm, cả người mồ hôi đầm đìa, đỉnh đầu bạch khí mù mịt, sắc mặt lại vô cùng tái nhợt, rõ ràng đã xuất hết toàn lực. Tiêu Phàm đã từng nói với hắn, sẽ có người ra tay làm phép công kích quấy nhiễu hắn. Ngô Thạc Sương bày thập bát phi tinh đại trận này chính là vì muốn cùng người đó đấu pháp. Nhưng mà Ngô Thạc Sương không ngờ tới đối thủ lại mạnh mẽ như vậy liên tiếp công kích 6 lần mà lần sau lại mạnh mẽ hơn lần trước, lần sau lại khó ngăn cản hơn lần trước. Ngô Thạc Sương kích thích mỗi một phần tiềm lực trong cơ thể mới có thể duy trì thập bát phi tinh đại trận đến bây giờ. Hiện tại Ngô Thạc Sương không nắm chắc có thể tiếp được đòn công kích thứ bảy. Đúng vào lúc này, tử vi tinh quang cùng với hắc sắc thú quấn quyết vào nhau bỗng nhiên đánh xuống. ầm, uhm, bên trong mật thất, khó khăn lắm mới có thể đốt sáng 18 ngọn nến to lớn đến bây giờ, ánh nến thoáng giấy rụa vặn vẹo vài cái, sau đó đều tắt ngúm, chỉ còn dư lại ngọn nến to lớn nhất kia, ngọn lửa vẫn đang cháy yếu ớt, nhưng lại ngã nghiêng không ổn định, bộ dáng như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt ngúm. Sắc mặt ngô thạc xương vô cùng trắng bệch, dưới chân tăng tốc, miệng càng niệm chú ngữ nhanh hơn, hai tay bóp bí quyết, không ngừng vẽ ra từng hình vẽ bát quái xung quanh ánh nến, ánh nến đó nhún nhảy vài cái, dần dần ổn định lại. Một tiếng, phốc, vang lên, Ngô Thạc Sương lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch chuyển thành vàng như nến, thân thể siêu vẹo, đứng không vững. Không đợi Ngô Thạc Sương lấy lại thăng bằng thì một hư ảnh đầu thú màu đen từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới ngọn nến duy nhất còn sáng kia, răng nanh sắc bén cắn xuống, ánh nến phát ra một tiếng, phù tuôn ra ánh sáng chói mắt cuối cùng, song cuối cũng tắt đi. Bên trong mật thất lập tức tối đen như mực. Ngô Thạc Sương quát to một tiếng, thân thể thể té xuống phía trước, máu tươi trong miệng tuôn ra không dứt. Sư phụ, sư phụ. Không lâu sau, trong bóng tối bỗng sáng lên một ngọn đèn, tiểu an tử và một thiếu phụ khoảng chừng 30 tuổi nhanh chóng chạy vào bên trong phòng, tay chân luống cuống đỡ ngô thạc xương lên. Tiểu an tử đem một viên thuốc màu đỏ nhét vào trong miệng ngô thạc xương, lại vội vàng xoa ngực thuận khí. A, à, thật tốt. Tiểu an tử luôn miệng nói, cùng thiếu phụ đỡ ngô thạc xương nhanh chóng rời khỏi mật thất sư phụ, người đi đâu vậy? về nhà, chúng ta mau chóng về quê, mau. Dạ sư phụ, hai người vừa khoác hai cánh tay của Ngô Thạc Sương lên vai mình, đi tới bên ngoài cửa lớn của tứ hợp viện, căn cứ theo sự căn dặn của sư phụ, nơi ấy đã sớm chuẩn bị một chiếc xe thương vụ. Sư phụ mau lên xe đi. Ngô Thạc Sương vịn cửa xe, ngẩng đầu lên nhìn trời, lẩm nhẩm nói thầm. Tiêu nhất hành, ta đã cố gắng hết sức rồi, 18 năm tuổi thọ đổi lấy 9 năm bình yên của con ta, hy vọng cậu sẽ không nuốt lời nếu như lúc này ánh đèn sáng tỏ thì có thể nhìn ra được trong vòng ba ngày này, Ngô Thạc Sương dường như đã già hơn mười mấy tuổi vậy, suy yếu như một ông cụ 80 tuổi gần đất xa trời, được hai đồ đệ đỡ vào trong xe thương vụ, rứt áo ra đi. Trong căn mật thất ở biệt thự lưng chừng núi Tây Giao, sắc mặt của bạch bào lão nhân cũng tái nhợt, trên mặt tràn đầy sự mệt mỏi, ngồi xếp bằng ở trên hình vẽ đầu mãnh thú, chậm rãi vận tức thổ nạp điều hòa chân khí. Sư phụ, thế nào? Người đàn ông người Hán không nhịn được mà cất tiếng hỏi, trên mặt tràn đầy sự lo lắng. Khóe miệng bạch bào lão nhân thoáng co quắp, trầm giọng nói. Tử vi tiên sư danh bất hư truyền, hắn là một nhân vật lợi hại. Chỉ có điều muốn ở trước mắt ta sửa đổi thiên cơ, cũng quá xem thường anh hùng thiên hạ rồi. Hừ, bạch bào lão nhân lạnh lùng hừ một tiếng. Dưới áp lực của thiên cơ chi lực và hắn thi pháp mà Ngô Thạc Sương vẫn có thể tiến hành nghịch thiên cải mệnh thành công, quả thực chỉ là chuyện thần thoại mà thôi. Sư phụ, người đã vất vả rồi, hai ngày trước có một vị bằng hữu từ phương Bắc tới tặng cho con một cây nhân sâm, phẩm chất cũng tạm được, ngày mai con sẽ đưa sang cho người để bồi bổ nguyên khí. Người đàn ông người Hán liền vội vàng nói, vẻ mặt tươi cười. Có thể nhìn ra được bạch bào lão nhân đấu pháp với ngô thạc xương đã bị tổn thương nguyên khí không nhẹ. Tử vi tiên sư và tử vi phi tinh đại trận cũng không phải là hư danh. Bạch bào lão nhân khẽ vuốt cằm, đừng xem người đàn ông người Hán chỉ nói cây nhân sâm đó tạm được thôi mà xem thường, đó nhất định không phải là vật tầm thường. Hắn từ một nơi cách xa vạn dặm đi tới thành phố này, người đàn ông người Hán này luôn cung phụng cho hắn đầy đủ tất cả, chưa bao giờ thiếu thứ gì, mỗi lần đều là thứ tốt hiếm thấy. Căn cứ theo ánh mắt của thế tục, vị đồ đệ này của hắn ở đông phương đại quốc này đích thực là một nhân vật có danh vọng, quyền hành hiền hách là phú giáp một phương. Bạch bào lão nhân cũng rất yêu thích sự thành tâm của hắn, sư phụ nghỉ ngơi một chút trước đi. Tát bỉ nhĩ nói, đối với những biểu hiện ân cần của vu sư đệ, tát bỉ nhĩ chỉ cười khẩy mà thôi. Cho dù người có thiên phú vượt trội, lại là người có tiền có thế thì sư phụ cũng sẽ tuyệt đối không truyền y bác cho ngươi. Người Hán các ngươi không phải có câu ngạn ngữ, không phải người cùng dân tộc thì nhất định có tâm tư khác. Các ngươi cho rằng những lời này chỉ có người Hán các ngươi tin tưởng thôi sao? Bạch bào lão nhân đi khỏi mật thất, đi lên sân thượng, ngẩng đầu quan sát thiên văn, chỉ thấy tử vi tinh hằng đã ảm đạm không còn ánh sáng, bạch bào lão nhân khẽ gật đầu, hắn đang chuẩn bị rời đi nhưng chợt xoay người lại. Một dòng thiên địa nguyên khí mãnh liệt bỗng nhiên phóng lên cao, bắt đầu thất tinh cùng với tử vi tinh đồng thời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhất là tử vi phi tinh, thậm chí càng rực rỡ trói mắt hơn. Đế tinh lại lần nữa bị kích thích. Không tốt, bị mắc lừa rồi. Trong nháy mắt sắc mặt bạch bào lão nhân đại biến, kêu lên thành tiếng. Tát Bỉ Nhĩ cùng với người đàn ông người Hán vội vàng chạy tới, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trời, hai người đồng thời biến sắc. "Sư phụ, cái này, đây mới thực sự là nghịch thiên cải mệnh." Người đàn ông người Hán hoảng hốt la lên. "Tử Vi thập bát phi tinh đại trận trước kia chỉ là hiện tượng giả, dẫn dụ chúng ta mắc mưu. Muốn ở trước mặt ta đùa giỡn loại mánh khóe nho nhỏ này sao? Đâu có dễ dàng như vậy." Sắc mặt bạch bào lão giả xanh mét hất ống tay áo, sái bước đi về phía mật thất. Tát bỉ nhĩ cùng với người đàn ông người Hán vội vàng đi theo. Lúc này, tại phòng luyện đan của chỉ thủy quan, việc luyện chế càn khôn đại hoàn đan đã tới giai đoạn cuối cùng. Gương mặt tiêu phàm trắng bệch như tờ giấy, đầu tóc đen ảm đạm tự nhiên, trên trán vốn bóng loáng như ngọc bỗng nhiên tràn đầy nếp nhăn sâu hóm như dùng dao khắc, đưa ngón tay giữa ra, liễu diệp đao sắc bén chợt lóe lên, một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống bên trong càn khôn đỉnh linh dịch bên trong chỉ còn lại không tới một phần ba, giống như keo dán vậy, vô cùng sình sệt. Khi một giọt máu đỏ tươi lọt vào thì càn khôn đỉnh lập tức phóng ra ánh sáng màu đỏ, hoa văn hỗn độn trên thân đỉnh nhanh chóng xoay tròn xung quanh, dần dần tạo thành một xích vuông hỗn độn đồ, không ngừng xoay tròn phía trên càn khôn đỉnh. Trong phòng luyện đan lúc này, thiên địa nguyên khí giống như mây đen đầy trời, điên cuồng xoay tròn, liên tục nhào tới tiêu phàm, nhưng khi tới cách cậu không đến ba tấc bỗng nhiên bị ngăn trở như có một vòng vô hình bảo hộ tiêu phàm, bao vây toàn thân tiêu phàm lại. Bàn tay nhỏ bé tinh xảo của Tân Lâm nắm chặt thành quyền. Cô có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí này đang nổi giận, đã bắt đầu từng bước áp sát tới tiêu phàm. Ba ngày trước, nó vẫn còn ở xa hai thước, nhưng 36 canh giờ trôi qua, khoảng cách chỉ còn không tới ba tấc mà thôi. Lông toàn thân của Hắc Lân cũng dựng đứng lên, bốn móng vuốt mở ra, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy lên. Tiêu phàm đã suốt hết toàn lực, đang tận lực chống đỡ. Vạn vật hỗn độn, thiên địa vô cực, đệ tử tiêu phàm xin lập lời thề, lấy thọ lộc của ta, dịch chi tân sinh, trời phạt xin hãy trút xuống thân ta, đan tâm đờ sao o thể, thay đổi thế gian, luân hồi kiếp khổ, cử tử vô hối. Tiêu phàm ngồi xếp bằng, hai tay bóp bí quyết, khẽ khấn cầu, thần sắc trang nghiêm, bảo quang bao phủ toàn thân, luân phiên lưu truyền. Trong phút chốc trong phòng luyện đan phát ra một tiếng nổ lớn, hỗn độn đồ phía trên càn khôn đỉnh phát ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, trong nháy mắt phá tan hỗn độn luân hồi đại trận che đậy thiên cơ mà tiêu phàm đích thân bố trí, bắn thẳng lên tử vi tinh hằng trên bầu trời. Đế tinh sáng choang, bắt đầu thất tinh đồng thời tỏa ra ánh sáng chói trang, rực rỡ lấp lánh. Một cổ thiên địa lực vô cùng lớn chợt bao phủ xuống. chương 74, thất bại trong gang tắc. Cùng lúc đó, trong phòng điều chỉ có vẻ vô cùng yên tĩnh, không hề có bất cứ âm thanh gì ba ngày nay tiêu trạm tự mình canh giữ cạnh giường tiêu lão gia ngoại trừ ý tá trương gia thì những người còn lại đều không được phép tiến vào phòng bệnh thư ký của tiêu lão gia cùng với phó viện trưởng ninh đều ở bên ngoài chịu trách nhiệm canh giữ ở bên ngoài tất cả bản thâm giao của tiêu lão gia bao gồm cả một số vị có cấp bậc cực cao hay là cán bộ lãnh đạo giữ chức vị hiển hách đều từ chối khéo lý do là hiện tại ông cụ cần phải hoàn toàn tĩnh dưỡng không thể bị quấy dày được Tất cả nhiệm vụ chăm sóc cho Tiêu lão gia từ uống thuốc đến sinh hoạt hàng ngày đều do y tá Trương phụ trách. Tiêu lão gia đã rơi vào hôn mê sâu, 3 ngày ba đêm chưa từng mở mắt. 3 ngày này đối với Tiêu Trạm mà nói chính là ba ngày khó khăn nhất từ lúc lọt lòng cho tới bây giờ. Ông nhiều lần đi vòng quanh mấy viên gạch men mà Tiêu Phàm động vào, cũng nhiều lần nhịn không được phải gọi phó viện trưởng Ninh vào khám cho Tiêu lão gia. Tiêu Phàm bày cái gọi là ngũ hành tiếp dẫn trận này tiêu chạm không hề cảm giác được bất cứ bất thường nào. Đối với một người theo chủ nghĩa vô thần mà nói, tiêu Trạm chỉ cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã tới cực hạn. Nếu như không phải các loại máy móc chứng tỏ sức khỏe tiêu lão ra vẫn ổn định thì tiêu chạm thực sự không thể nào nhịn được nữa. Nhưng mà lúc này, tiêu Trạm bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Ông rõ ràng cảm giác được có một loại lực lượng kỳ lạ đang tuôn trào trong phòng bệnh. Tiêu chạm từ trên ghế salon nhảy dựng lên một cái, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn xung quanh không có có gì cả. thế nhưng tiêu chạm lại hoàn toàn có thể cảm nhận được của lực lượng nhìn không thấy sờ không được kia, đây tuyệt đối không phải là ảo giác. tiêu lão gia đang hôn mê trên giường bệnh bỗng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. cha, cha làm sao vậy? tiêu chạm bước nhanh đến, nắm lấy bàn tay khô gầy của cha, nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt vô cùng lo lắng. ông cụ khẽ mỉm cười, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mở u bàn tay của tiêu chạm một cái, nói khẽ giải phóng, tiểu phàm là con trai con, con nhất định phải tin tưởng nó. Dạ, con tin tưởng, chúng ta cùng tin tưởng nó. Tiêu chạm liên tục gật đầu. Cách hơn 10 dặm, tại biệt thự lưng trừng Tây Giao, trong mật thất. Sắc mặt bạch bào lão nhân vô cùng dữ tợn, tay phải cầm một món pháp khí kỳ lạ, ở trước người hắn có để một tấm thảm màu trắng in hình đầu lâu mãnh thú. Đầu lâu kia cũng không lớn lắm, trong miệng răng nhọn tua tủa, chỗ hai con mắt là hai lỗ thủng đen ngòm đối diện với hai mắt của bạch bào lão nhân ở đáy hốc mắt mơ hồ có quỷ hỏa lam diễm đang không ngừng nhảy múa tay phải bạch bào lão nhân vung vẫy pháp khí kỳ dị cả người run rẩy mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống chợt cắt mạnh xuống bàn tay trái một nhát tức khắc máu tươi phún ra ngoài bàn tay bạch bào lão nhân bắt đầu tìm tòi liền đặt trên đầu lâu của mãnh thú máu đỏ tươi chảy ra nháy mắt nhuộm đỏ đầu lâu nhưng những huyết dịch này lại không hề chảy xuống mặt đất một giọt nào rất nhanh đã thắm vào vào bên trong đầu lâu bị hấp thu sạch sẽ một mùi máu tươi cực kỳ nồng nặc tràn khắp mặt thất đầu lâu vốn ảm đạm tối tăm dần dần ẩn hiện huyết quang hai ngọn lửa màu xanh ra trời chỗ hốc mắt từ từ sáng lên thân thể tát bỉ nhĩ và người đàn ông người hán run lên kìm lặng không được mà nằm sấp trên mặt đất không dám nhìn thẳng đột nhiên một hư ảnh mãnh thú màu đen dần dần thành hình trên không trung của mật thất Hư ảnh đầu mãnh thú này cùng với với những mãnh thú được khảm nạm trên những hòn đá lót dưới nền sàn nhà giống nhau như đúc, chỉ là thân hình nó không được lớn lắm, vừa giữ tợn khủng gây ếch yêu ta ép hơn con lúc trước. Đang giờ tí, tử vi đế tinh và thất tinh bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vô cùng chói mắt, thiên địa tinh tú lực trùng trùng điệp điệp phủ xuống, lực đạo mạnh mẽ không ai có thể chống đỡ nổi. Tiêu phàm chăm chú nhìn vào linh dịch bên trong càn khôn đỉnh dần dần ngưng kết thành hình, trên gương mặt đã cực kỳ suy sụp rốt cuộc cũng xuất hiện một nụ cười. Sắp thành công. Khởi. Một tiếng gầm từ bên trong căn mật thất tại biệt thự lưng chừng sườn núi, thú ảnh màu đen dương nanh múa vuốt, bay vút lên trời, trong nháy mắt giống hệt như hòa vào tinh tú lực, đánh về phía phòng luyện đan của chỉ thủy quan. Sau một khắc, bên trong phòng luyện đan cuồng phong gào thét, một con thú ảnh cực kỳ giữ tận bổ nhào về phía tiêu phàm và ánh sáng chói mắt màu đỏ trên càn khôn đỉnh. Tiêu phàm cũng hét một tiếng, đứng lên, tay trái bóp bí quyết, chia một ngón tay phải đánh về phía thú ảnh. Vốn thiên địa nguyên khí nổi điên cuồn cuộn xung quanh cách thân tiêu phàm ba tấc, trong lúc đó liền xông phá tầng bảo hộ vô hình kia, chợt đánh lên thân thể tiêu phàm. Toàn thân tiêu phàm bị chấn động mạnh, trong miệng phun ra máu tươi. Tân lâm lại bất chấp tất cả, cổ tay run lên, nguyễn kiếm phẳng phiêu lộ ra, đâm về phía thú ảnh màu đen. Một tiếng, meo meo ô, vang lên. Hắc lân chợt nhảy lên, động tác nhanh như sấm chấp, nhún một cái trên bờ vai của Tân Lâm, trực tiếp xông lên không chung, vùng vẫy móng nhọn thoáng chốc đấu đá triển miên với thú ảnh màu đen. Thiên địa nguyên khí nổi giận, tức khắc cuồn cuộn bao vây lấy Hắc Lân. Hắc Lân là linh sủng bổn mạng của tiêu phàm, trong lúc này lại tương thông với nguyên thần của tiêu phàm, có nó gia nhập vào vòng chiến, tức khắc khiến cho thiên địa nguyên khí công kích nó. Lực thiên cơ phản hệ đã xem tiêu phàm cùng với Hắc Lân là một thể hình vẽ hỗn độn vốn luôn xoay tròn xung quanh càn khôn đỉnh, dưới thiên địa lực mạnh mẽ áp chế, nhanh chóng thu hẹp lại, ánh sáng màu đỏ cũng nhanh chóng ảm đạm, tràn ngập nguy cơ. Tân Lâm đem hết toàn lực, phi thân lên, đâm ra một kiếm. Vèo. Nguyễn kiếm bay ra, ngay sau đó, thân hình mềm mại của Tân Lâm cũng như một con diều đứt dây vậy, lộn mấy vòng trên không trung, sau đó ngã ra xa mấy thước. Cảm giác như vừa rồi cô chưa từng đâm chúng gì cả. Tân Lâm bất chấp thân thể đau nhức, nhảy lên một cái, vội vàng nhìn lại chỗ trung tâm của phòng luyện đan, tức khắc dương mắt đờ đẫn, không nói ra lời. Áo cửu có hình đan hạt bát quái phát ra kim quang óng ánh, khoác quanh thân tiêu phàm đột nhiên biến thành vô số mảnh nhỏ, giống như vô số con bướm bay lượn trên chung. Tử kim quan đội trên đầu cũng nứt thành hai mảnh, thân thể tiêu phàm lay động, chậm rãi ngã xuống mặt đất, không còn hơi thở. Hư ảnh mãnh thú màu đen cũng biến mất, thiên địa nguyên khí vốn đang nổi điên quằn quại trong chớp mắt cũng biến mất không thấy bóng dáng. Trong phòng luyện đan thoáng chốc trở nên yên tĩnh, ngay cả ngọn lửa màu xanh thẳm bên trong huyền vũ tứ tượng lô vốn đang cháy hừng hực cũng tắt ngúm. Bịch, một bóng dáng trắng như tuyết từ trên không trung rơi xuống, rơi ở trước người tiêu phàm, nó cũng nằm thẳng đơ không nhúc nhích. Lại là hắc lân, nhưng mà lúc này bộ lông toàn thân mèo muôn lớn vốn có màu đen huyền đã biến thành trắng như tuyết, không hề nhìn thấy nửa điểm màu đen nào nó lẳng lặng nằm bên người tiêu phàm, hoàn toàn không có hơi thở, không biết là sống hay chết. Tiêu phàm, tân lâm hét to một tiếng, lảo đảo chạy tới, nâng tiêu phàm nằm sụi lơ trên mặt đất dậy. Sắc mặt tiêu phàm trắng bệch, một dòng máu tươi không ngừng từ khóe miệng cậu tràn ra, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh. Tân lâm không chút do dự, cúi người xuống cùng tiêu phàm môi giao môi, một luồng tố nữ chân nguyên vô cùng tinh thuần chậm rãi tiến vào trong cơ thể tiêu phàm chỉ có điều chỉ trong chốc lát thì hai gò má hồng hào của Tân Lâm cũng trở nên trắng như tuyết. Chợt một cổ lực lượng nhu hòa từ bên trong cơ thể tiêu phàm tuôn ra, khẽ đẩy Tân Lâm ra. Tiêu phàm mở hai mắt ra, ánh mắt tuy rằng rất mệt mỏi nhưng vẫn trong suốt như cũ. Anh đã tỉnh. Tân Lâm vừa mừng vừa sợ, hai giọt nước mắt trong suốt từ trên khóe mắt Tân Lâm chậm rãi tràn ra. Tiêu phàm yếu ớt cười một tiếng. Một tiếng, len keng, vang lên càn khôn đỉnh đặt ở trên huyền vũ tứ tượng lô rơi xuống mặt đất. Một dịch thể sền sệt như keo dán màu đỏ sậm từ bên trong đỉnh chảy ra. Nhìn thấy dịch thể màu đỏ sậm này thì đồng tử tiêu phàm chợt co rút, khẽ thở dài, khẽ than. Không ngờ đến bước cuối cùng lại thất bại trong gang tắc. Tiêu phàm vừa mở miệng nói, liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run lẩy bẩy. Làm sao bây giờ? Tân Lâm vội vàng hỏi hãy bảo lục cô lập tức đem thuốc này đến bệnh viện, cho ông nội anh ăn vào. Anh đã an bài xong tất cả rồi, nhanh đi. Tiêu phàm nhẹ giọng nói, liên tục thở hổn hển, tựa hồ như mỗi lần nói một chữ đều cực kỳ hao tổn tâm tư. Người gọi là lục cô chính là vị lớn tuổi nhất trong sáu nữ đạo sĩ của chỉ thủy quan, tuổi gần 40. Ngày thường tiêu phàm rất khách khí gọi bà là lục cô, người này làm việc vô cùng tin cậy. Cái này, không phải anh nói là thất bại trong gang tất sao? Tân Lâm do dự hỏi, lúc này cô hận không thể lập tức đem linh dược này đút cho Tiêu Phàm ăn vào. Tuy rằng cô không biết làm như vậy có hiệu quả hay không nhưng trong lúc này, mắt thấy Tiêu Phàm suy yếu như vậy, dù là bất cứ chuyện gì cô cũng sẵn lòng thử nghiệm. Tiêu Phàm dựa vào trong lòng ngực ấm áp mềm mại của Tân Lâm, khẽ lắc đầu, nói: "Tuy rằng thất bại trong gang tắc, Càn Khôn Đại Hoàn đan chưa có thành hình nhưng vẫn có hiệu quả. Mau chóng bảo Lục cô đi đưa thuốc đi, đừng kéo dài nữa." Tân Lâm nghiến răng, khẽ gật đầu. Rất nhanh, ba xe ô tô giống nhau như đúc lần lượt được lái ra khỏi chỉ thủy quan, đều là xe ô tô nửa mới nhưng không cũ, là loại xe rất thông dụng, thậm chí ngay cả bảng số xe đều giống nhau. Ở ngã ba thứ nhất, một chiếc ô tô quẹo phải, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm dày đặc, đến ngã ba thứ hai thì lại một chiếc ô tô quẹo trái, cũng rất nhanh đã biến mất trong màn đêm dày đặc. Chiếc ô tô thứ ba là do Tân Lâm tự mình lấy, ghế kế tài xế đang được ngã ra phía sau, tiêu phàm nằm lẳng lặng ở đó, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt vàng vọt như nến, hô hấp cực kỳ yếu ớt. Khóe mắt tân lâm mang theo hai giọt lệ, nhưng hai tay lại vững vàng cầm lái, chạy vô cùng vững vàng. Tiêu phàm vẫn còn đang hôn mê, tân lâm không thể ngồi chờ kẻ địch đánh tới cửa được. Mặc dù tân lâm rất tự tin với truyền thừa của thất diệu cung, nhưng lần này thực lực của đối thủ thực sự rất mạnh. Thậm chí so với tiêu phàm ở thời kỳ toàn thịnh cũng ở trên tiêu phàm một cấp bậc, Tân Lâm biết rõ nếu chỉ dựa vào thực lực của một mình mình tuyệt đối không cách nào đáp trả được. Ba chiếc ô tô này dùng kế kim thiền thoát xác, đây cũng là do Tân Lâm chuẩn bị, để phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại phải nhanh chóng rời khỏi thủ đô. Khoảng chừng nửa giờ sau, xe ô tô đã chạy băng băng trên xa lộ. Sau khi khẳng định không có người bám theo thì Tân Lâm mới âm thầm thở phào một cái. Lâm Nhi, tiêu phàm thong thả tỉnh dậy. Em đang làm cái gì đó? Trước tiên chúng ta phải rời khỏi thủ đô, đến nơi an toàn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, anh cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Tiêu Phàm cố gắng ngồi thẳng người, khẽ lắc đầu. Quay trở lại, bây giờ không phải lúc để dưỡng thương. Tân Lâm ngạc nhiên đến giật nảy người. Quay trở về, vì sao? Người kia, người kia bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tới cửa, anh bây giờ đã rất suy yếu rồi. Đừng lo lắng, tình huống hiện tại của hắn có thể tốt hơn so với anh một chút nhưng tuyệt đối cũng không khá hơn bao nhiêu. Cho tới bây giờ mà anh vẫn còn không biết hắn là ai, nhưng mà ta lo lắng rằng hắn có người giúp đỡ. Nếu bây giờ chúng ta rời đi thì rất nhanh có thể tra ra được. Ta đoán chừng hiện tại mỗi thành viên quan trọng của Tiêu gia đều bị bọn họ kín đáo giám sát. Lập tức trở lại, Tiêu Phàm thở hổn hển nói, giọng điệu ra lệnh không thể nghi ngờ. Hai tròng mắt trong veo vẫn sâu sắc tựa như biển cả chương 75, nữ hoàng bóng đêm tóc vàng mắt xanh. Quán ba tinh nữ mời đến một vị nữ ca sĩ tóc vàng mắt xanh, vị mỹ nữ người Nga tên là Angelina này vừa xuất hiện liền nhấc lên một cơn sóng tán dương không ngớt. Vẻ đẹp của Angelina thì không cần phải nói rồi, mái tóc dài màu vàng mượt mà thả sau lưng, đôi mắt màu xanh ra trời, vóc người đủ để kiêu ngạo, hai bầu ngực cao vút như hai ngọn núi nhỏ, chiếc eo thon nhỏ mềm mại, cặp đùi thon dài thẳng tắp, da trắng như sữa vậy, Cộng thêm mỗi cái giơ tay nhấc chân quyến rũ đến tận xương của người ngoại quốc, khiến không một người đàn ông nào không say mê, vừa nhìn thấy cô thì phía dưới liền có ý nghĩ bẩn, khó mà kiềm chế được. Trước khi Angelina xuất hiện ở quán Ba tinh nữ thì bao sư Hoa ông chủ quán Ba đã thả ra tin đồn, bảo là sẽ cho mọi người một niềm vui bất ngờ. Sau đó dường như ông ta muốn quảng cáo rộng rãi nên mỗi ngày đều tuyên bố một lần, đại loại như chỉ còn vài ngày nữa thì bất ngờ sẽ xuất hiện, đem sự hưng phấn của mọi người đẩy lên thật cao. Mặc dù diện mạo của cái tên mập mạp Bao Sư Hoa này rất bình thường, nhưng khi hắn nói ra những lời này lại khiến cho mọi người rất tin tưởng. Lấy tư cách là một trong những quán bar cao cấp nhất ở thủ đô, Bao Sư Hoa đang tạo đẳng cấp cho quán bar của mình, ở phương diện tăng bầu không khí cho buổi biểu diễn tối, hắn đã mất rất nhiều tâm tư. Trước sau đẩy ra ba vị đại mỹ nữ, tất cả đều trở thành nữ hoàng bóng đêm, nổi tiếng gần xa trong giới nghe nhạc ở thủ đô. Trước khi mỗi một vị mỹ nữ biểu diễn ở quán ba tinh ngữ thì bao sư hoa đều làm đủ công tác chuẩn bị trước sau, nhưng dường như công tác chuẩn bị trước khi ba vị mỹ nữ kia lên sấu khấu đều không hoàng tráng như lần này, ngay cả tình huống cũng không giống như lần này. Ba vị, nữ hoàng bóng đêm, đã lui về ở ẩn, quán ba đang đứng ở giai đoạn giao mùa. Đương nhiên quán ba tinh nữ này cũng không chỉ có mình ba vị đại mỹ nữ đó, mà có đủ loại mỹ nữ khác, mỗi người mang một phong thái khác nhau, không thể lấy con số 1, 2 để đếm mà phải lấy từ, đống, làm đơn vị. Nhưng lực ảnh hưởng và lời kêu gọi của người đứng đầu bảng trước sau vẫn khó có bị những mỹ nữ khác thay thế. Càng là một, đống, lớn mỹ nữ thì càng cần phải có một nhân vật thống lĩnh tươi đẹp đẻ ép những hoa thơm cỏ lạ khác. Lần này, nữ hoàng bóng đêm, đương nhiệm của quán ba tinh nữ vẫn chưa lập gia đình, cũng không có chuyển nghề, danh tiếng xinh đẹp lan xa như mặt trời mọc ban trưa, là đối tượng mà các vị công tử cậu ấm quần là áo lượt nha nội đều tranh thủ. Bởi vậy, bao sư hoa thả ra tin đồn như vậy, chẳng những khiến cho sự ham muốn của giống được đẩy lên 10 phần, ngay cả rất nhiều khách nữ cũng đều tràn đầy chờ mong. Ai nói, bất ngờ lớn, thì nhất định phải là mỹ nữ, trai đẹp không được sao. Quán ba có, nữ hoàng bóng đêm, thì vì sao không thể đẩy ra một vị tiên sinh bóng đêm, để thỏa mãn vọ y gờ to lớn của đám sắc nữ chứ? Chỉ có điều cuối cùng đông đảo sắc nữ đều phải thất vọng rồi, nhân vật quán ba tinh nữ muốn đẩy ra vẫn là một vị mỹ nữ, nhưng mà không ngờ là bao sư hoa này lại có thể đánh ra một quân bài quốc tế. Từ khi biên giới được mở ra thì trong nước đã bắt đầu nghênh đón khách đến từ Nam Châu. Nhiều năm như vậy, không phải là mỹ nữ ngoại quốc chưa từng xuất hiện ở những nơi ăn chơi của thủ đô. Hơn nữa không chỉ một mà cũng là một đống đủ loại hoa thơm cỏ lạ đến từ Nhật Bản, châu Mỹ, châu Âu, châu Phi, Nam Á. Có đủ tất cả ánh mắt của những vị công tử quần là áo lượt hội nha nội trong tứ cửu thành đều không giống người bình thường, những mỹ nữ ngoại quốc tầm thường chưa chắc có thể lọt vào tầm mắt của những thiếu gia này. Dạng phụ nữ nào mà những tên đàn ông này chưa thấy qua chứ? Nhưng Angelina vừa ra sân đã trấn áp tất cả những gia ở đây. Bất kể là đại gia hay là tiểu gia, đại ca hay là nhị ca vừa nhìn thấy Angelina thì đều không kềm được mà trợn tròn hai mắt, ngừng thở. Những người định lực yếu, thiếu chút nữa đã chảy nước miếng giàn ruộng ngay tại chỗ. Điểm quan trọng nhất chính là Angelina chẳng những biết tiếng Nga còn có biết tiếng Trung Quốc, cũng không phải chỉ hiểu một chút mà là thông thạo, thông thạo đến mức có thể dùng tiếng phổ thông biểu diễn những ca khúc có độ khó cao. Đương nhiên giọng điệu có hơi kỳ lạ, nhưng đây cũng là căn bệnh chung của những người ngoại quốc học tiếng Trung. Nghiêm túc mà nói, đây không phải là khuyết điểm mà chính là điểm thú vị. Chính vì giọng điệu có chút kỳ lạ này mà lại càng lộ ra điểm thú vị riêng biệt, vô cùng mê người. Dường như Bao sư Hoa cũng đã dự trù như vậy, Angelina biểu diễn đã tạo nên sự chấn động mà trước nay chưa từng có. Chiến lược quảng cáo của Bao tổng lại một lần nữa thành công mỹ mãn. Liên tiếp mấy ngày, đêm nào quán Ba tinh nữ cũng chật kín người, buôn bán bùng nổ, thậm chí khách đến chậm một chút phải xếp hàng lấy số thứ tự, chờ sau khi một nhóm khách vào trước rời khỏi mới có thể đi vào quán Ba một buổi diễn tối mà có thể khiến cho bầu không khí đột phá đến trình độ cao nhất thế này thì bao sư hoa đủ tư cách để kiêu ngạo rồi nhưng tục ngữ có câu vui quá hóa buồn bất cứ việc gì có lợi thì cũng kèm theo hại angelina gia nhập liên minh tất nhiên có thể khiến cho việc làm ăn của quán ba sôi động hơn doanh thu liên tiếp kéo lên mỗi ngày bao sư hoa kiếm tiền đến mỏi tay hưng phấn đến mức ngủ cũng không nỡ ngủ nằm mơ cũng cười nhưng một phiền toái lớn không thể tưởng tượng được cũng theo đó mà đến. Phiền toái lớn này cũng không phải đến từ đối thủ cạnh tranh của bao sư hoa. Từ trước tới giờ, bao sư hoa chưa từng sợ hãi cạnh tranh. Quán ba tinh ngữ càng ở trong thời kỳ làm ăn phát đạt thì những người cùng nghề khác đều muốn hãm hại hắn, nhưng tất cả đều được bao sư hoa dễ dàng hóa giải hết, thậm chí phần lớn còn có thể quay lại đánh cho bọn họ một kích, khiến cho những người cùng nghề ôm tâm tư ghen tị chịu không nổi. Mạng lưới giao thiệp trên dưới của lão bao ở tứ cửu thành này không phải chỉ nói đùa. Thế nhưng phiền toái lớn này lại xuất phát từ bên trong quán ba tinh ngữ. Không phải là nhân viên của bao sư hoa tạo phản mà là hai cậu ấm trực tiếp đánh nhau. Hai vị nhị ca, một bên là tiêu nhị ca tiêu thiên, bên còn lại là uông nhị ca uông thuật đồng. Tiêu thiên và uông thuật đồng vốn cũng không ưa gì nhau, từ trước cho đến bây giờ chưa từng đi tiểu chung một cái hồ. Lúc còn đi học, hai vị nhị thiếu ra giống như quả và gà hầu như vừa thấy mặt đã không hề hòa nhã, cách đây không lâu cũng đã đấm nhau một lần. Sau khi tốt nghiệp đại học, đi ra xã hội, mỗi người đều được phân đến đơn vị làm việc, nhưng tình hình vẫn như cũ không hề có chút chuyển biến. Cộng thêm trưởng bối hai nhà cũng không đi cùng đường, ý niệm cầm quyền của Tiêu Trạm và Uông Vĩ Minh không giống nhau, các phe phái chính trị đều cho rằng Tiêu Gia và Uông Gia là đối thủ. Dưới bối cảnh như vậy, Tiêu Thiên và Uông Thuật Đồng càng không thể nào hòa giải chỉ là từ khi đi học cho đến lúc ra trường hai vị nhị ca nhanh chóng phát triển trở thành nhân vật thủ lĩnh trong vòng quần là áo lượt bên cạnh mỗi người đều tụ họp một tiểu bang của riêng mình ngày thường vì thân phận của mình ngược lại rất ít khi chính thức đánh nhau dù sao thì hai bên đều còn phải để ý tới thể diện của mình trừ lần đó ra thì việc uông thuật đồng chủ động nhường đường còn có một nguyên nhân nữa tính tình của uông thuật đồng và ca ca của hắn uông thuật đều giống nhau tương đối âm trầm thích chơi đùa bằng đầu óc không thích động tay động chân. Mấu chốt chính là bàn về quyền cước thì Uông Thuật Đồng thực sự không phải đối thủ của Tiêu Thiên. Tiêu Thiên rất yêu thích hoạt động thể dục thể thao, ở trong trường luôn là thành viên chủ lực của đội bóng rổ và đội võ thuật nghiệp dư, cậu lại cùng vệ sĩ của Tiêu Lão ra học không ít công phu quyền cước, thân thể cao lớn, dũng mãnh hơn người. Nếu chỉ đơn thuần, đấu lực thì năm ba người cùng lên một lúc cũng không đủ để Tiêu Nhị Ca làm nóng người. Người thông minh nói chung đều tránh né xung đột chính diện, Đương nhiên Uông Nhị Ca chủ động tránh né chỉ là cố gắng tránh né đánh nhau chính diện với Tiêu Nhị Ca, những phương diện khác lại không hề sợ hãi. Hơn nữa hai bên đều là người trưởng thành, lại có thân phận đại lão trong hội quần là áo lượt, nếu như mọi việc cứ lấy quyền cước phân thắng thua thì không tránh khỏi bị người khác chê cười. Từ lần trước nghe đại ca khuyên nhủ, Tiêu Thiên đã không đến buổi diễn tối mấy ngày rồi, lần này đặc biệt đến là vì Angelina. Sau khi nghe đám người tiểu quế tử miêu tả mỹ nữ nước nha xinh đẹp thế nào thì tiêu thiên cũng không kềm chế được mà tức khắc chạy đến quán ba tinh ngữ xem rốt cuộc là thế nào. Nhưng kết quả lại cảm thấy năng lực miêu tả của đám người tiểu quế tử quá dở. Mỹ nữ như vậy, há chỉ, đủ hấp dẫn, đẹp như tiên trên trời, có thể hình dung được chứ. Thật sự không hỗ là yêu vật mê hoặc chết người. Tiêu nhị ca đối mặt với Angelina dương mắt đờ đẫn, không nói ra lời thì uông nhị ca cũng không khá hơn chút nào hai vị nhị ca đều nhìn chúng nụ hoa đến từ nước Nga này, mối phiền toái lớn của bao sư hoa cũng liền ập tới. Ngay từ đầu, mọi người vẫn còn giả bộ mình là người trí thức, thay phiên nhau mời Angelina uống rượu nói chuyện phiếm, nói chuyện khoe khoang, dần dần đã bộc lộ ra sự tàn bạo. Mỹ nữ như thế, tất cả đàn ông đều muốn, âu yếm, đây là chuyện đương nhiên, không có gì là đáng trách. Mấu chốt là ai có thể chiếm đoạt đầu tiên, có rất nhiều người để ý đến cái này chuyện này vốn là angelina có quyền phát biểu nàng sẽ lựa chọn dù sao bây giờ cũng là xã hội pháp trị dù công tử quần là áo lượt có lớn hơn nữa cũng không thể ngang nhiên chơi trò vương lão hổ cướp dâu được ít nhất cũng không có mặt mũi làm như vậy nếu như vương lão hổ chỉ có một vậy thì không sao dù có cướp đoạt người khác không phục cũng không dám làm gì dù chỉ là một cái đánh giấm mấu chốt là ở quán ba tinh ngữ này có không ít vương lão hổ quả thực nhiều như nước sông trường giang nhân vật cùng loại với tiểu quế tử công tử quần là áo lượt hội nha nội, con của phó cục trưởng thủ đô, ở quán ba tinh ngữ này mỗi ngày không đến 10 người, nhưng cũng đến 8 người ra ra vào vào. Nếu như người bị đoạt thì người khác phải làm sao bây giờ? Đùa chết người nha! Công tử của nhất đẳng thế gia như Tiêu Thiên và Uông Thuật Đồng, ở đây có đến hai người. Nhưng Angelina cứ khăng khăng chậm chạp không chịu bày tỏ thái độ, ở trong một, đống, thiếu gia đang đọ sức với nhau, cô cứ tỏ ra thoải mái tiêu sái như bình thường một nữ hoàng bóng đêm đủ tiêu chuẩn nhất định phải có bản lĩnh này angelina vừa mới lộ diện ở quán ba tinh ngữ không bao lâu liền vội vội vàng vàng bày tỏ thái độ đặc biệt có thiện cảm với một vị khách thì dù cho người khác đồng ý bao sư hoa cũng không đồng ý đâu đưa ra một đầu bảng ngoại quốc vô cùng tươi đẹp đẻ áp hoa thơm ở thủ đô như vậy sao có thể dễ dàng bán đi chứ vừa mới tạo nên một chiêu bài có hiệu quả như vậy mà Angelina liền thuộc sở hữu của người khác như vậy thì còn chơi đùa cái dám gì nữa. Thái độ mập mờ của Angelina cuối cũng khiến xung đột leo thang với tốc độ chóng mặt. Tiêu nhị ca và uông nhị trực tiếp đối mặt. Những công tử quần là áo lượt kia vẫn còn đang xoa tay ham he tìm biện pháp, thấy tiêu thiên và uông thuật đồng vén tay áo lên, tự mình ra trận thì tức khắc ngồi yên không dám hó hé. Những vị công tử bình thường không dám trêu chọc hai vị này chỉ có điều cả đám người ngược lại cũng không hề uể oải chán nản. Nếu như đã không được, đầu tiên, vậy thì cứ dọn ghế ra ngồi xem náo nhiệt cũng không tệ. Hai vị đỉnh cấp quần là áo lượt trực tiếp đánh nhau, trận chiến, long tranh hổ đấu, này nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, ngồi một bên xem cũng có thể tìm lại giá vốn. Duy chỉ có bao sư hoa là người khổ sở nhất, hắn không trêu chọc nổi, cũng trốn không thoát, cũng không thể như người khác ngồi một bên xem nghiêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi được. Bất kể là vị nhị ca nào, bao sư hoa hắn cũng không muốn ai gặp chuyện không may. Mãi cho đến lúc này thì bao sư hoa mới hiểu được, hắn đã xem thường lực ảnh hưởng của một vị đại mỹ nữ đối với vọ y g của, giống nực rồi, hậu quả là muốn có bao nhiêu nghiêm trọng thì có bấy nhiêu nghiêm trọng. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 75